chương 536, khoảnh khắc rực rỡ. Mưa phùn rơi giả dích. Hôm nay hơi ít khách, tất cả đều đã dùng cơm trong phòng ăn. Hiếm khi đường khả hình được rảnh rỗi, cô mỉm cười, đứng ở cửa sổ mở rộng, hai tay vịn vào lan can nhìn những cảnh liễu xanh biếc, rũ xuống bên cây cầu nhỏ. Dòng nước êm đềm trôi phản chiếu bóng cây hoa quế màu hồng nhạt, giống như một sợi dây gắn bó màu hồng. Xa xa là những tòa kiến trúc cổ, vẫn giống như những dũng sĩ uy nghiêm tất cả đều chìm đắm trong làn mưa bụi trắng xóa. Cơn mưa ở Cambridge thật sự rất đẹp, một nơi luôn coi trọng điều kiện sống trên thế giới, màu sắc rực rỡ ở khắp mọi nơi, tâm tình mỹ lệ động lòng người. Đôi mắt đường khả hình ôn nhu nhìn phong cảnh trước mặt, sau khi có kết quả cuộc thi, sự kích động qua đi, trong lòng cô muốn bay trở về nhà nhưng cố gắng kiềm chế. Cô nhớ tới Jenny, hiểu ra rằng hiện tại mình chỉ có một thân một mình, đoạn tình yêu kia đã từng được coi như mạng sống bất cứ lúc nào cũng có thể tan thành mây khói không có ràng buộc bây giờ chỉ có thể làm bạn với chính mình chẳng qua trong lòng còn ôm chút mộng tưởng cho nên không có đường lui mà chỉ có thể tiến về phía trước đi về phía trước trong tim chợt đau nhói hai tròng mắt đường khả hinh nhanh chóng chuyển động nhìn những giọt mưa nhỏ rơi tí tách những hoài niệm cùng bi thương biến mất cương quyết để cho mình trở nên thật kiên cường bỗng cảm thấy ấm áp sau lưng cô có phần thức tỉnh ra khỏi cảm giác ấy, quay mặt, cảm nhận được bóng lưng dịu dàng kia, đôi mắt bộc lộ sự đau buồn nhưng vẫn im lặng, không lên tiếng. Alan nhẹ nhàng nắm lấy hai vai gầy của cô gái nhỏ, mỉm cười, ôn nhu hỏi Wataria thinking nhóc. Đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Đường khả hình im lặng nhìn con sông lớn trước mặt, dừng một lúc lâu, chỉ mỉm cười. Đôi mắt Alan lóe lên, cảm giác được mấy hôm nay trời lại mưa, nhiệt độ giảm xuống không ít, hai tay lướt nhẹ đôi vai gầy, sợ cô bị lạnh. đúng lúc này, đường khả hinh ngẩng đầu, mỉm cười nói: có lẽ tôi đã được định trước là luôn lẻ loi một mình. từ nhỏ đã vì bảo vệ chút dịch rượu, những vườn nho dưới bầu trời xanh thẳm kia, những đám mây trắng kia, gió sương mưa tuyết, cho nên cứ như vậy mà đi. đôi mắt của cô ngấn lệ. audio điện tử võ tấn bền. tim alan đau nhói, hóa ra cô gái này, vào lúc đêm khuya tĩnh lặng nhìn phòng ăn chỉ có ánh nến, mới cho phép chính mình nhớ đến một người nào đó mà dường như người kia không hề cho phép mình nhớ đến. Lúc thức tỉnh ra khỏi cảm giác nhớ nhung đó, lập tức lau đi nước mắt trên mặt, đôi mắt kiên định mở ra sách giáo khoa, mặc dù như thế, anh vẫn biết cô vẫn luôn nhớ đến người kia, vô cùng mãnh liệt. Đường khả hình lặng lẽ rơi lệ, cố gắng đè xuống những suy nghĩ, cô lại nhìn về phía con sông xa xa, lãng mạn với một màu hồng phấn nghẹn ngào, cười rộ lên nói, con người khi còn sống, ít nhất một lần hãy dốc hết lòng yêu thương một người nào đó, không quan tâm nó có tồn tại vĩnh cửu như trời đất hay không, không quan tâm đã từng có được hay không. Qua đoạn thời gian kia mới hiểu rõ được rằng, những năm tháng bi thương thống khổ nhất, thật ra chính là thời gian tốt đẹp, rực rỡ nhất trong đời. Alan nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau lưng, hai tay siết chặt cơ thể lạnh lẽo của cô. Nước mắt đường khả hình trào ra, mơ màng nhìn toàn bộ phòng cảnh phía trước. Mấy ngày nay, nước mắt có ít đi, vì vô cùng bận rộn một số người và một số sự việc đã không thể nhớ rõ ràng khả hinh chấm than ngoặc kép niky kéo Nick chạy ra bởi vì alan đáp ứng mang bé mic đi ăn bánh ngọt ở cửa hàng trước học viện hoàng hậu alan nhẹ nhàng buông khả hinh ra nhìn niky mỉm cười Đường khả hinh đứng bên cạnh nhẹ nhàng lau nước mắt niky có chút kinh ngạc nhìn hai người bọn họ không biết nên làm cái gì bây giờ alan không nói gì mỉm cười đi qua, kéo mic đi ra ngoài. Bởi vì mưa từ từ ngừng lại nên tạm thời không có khách, anh vừa bế mic ngồi lên chiếc xe đạp, vừa ngoảnh lại nhìn về phía Đường Khả Hinh, dáng vẻ vô cùng đẹp trai mỉm cười hỏi, "Let's go." Đường Khả Hinh nhìn anh, khẽ lắc đầu. Alan lặng lẽ nhìn cô gái này, bình thường mình chỉ có thể ôm cô một cái, cho đến bây giờ cô vẫn cự tuyệt mình, thậm chí cũng không chịu ngồi sau xe đạp của mình đi một vòng quanh thị trấn. Không chỉ mình anh tất cả những chàng trai theo đuổi cô đều bị cự tuyệt, anh mỉm cười nhẹ nhàng đạp xe, tay ôm chặt Mick, nói, let, let's go. Bi đường khả hình nhìn Alan cùng Mick đi qua cầu, có chút lo lắng nhắc nhở. Alan really the most perfect, the most handsome gentleman, he believe that ngon ngò handsome thay nhim, more tender, Alan đúng là chàng trai hoàn mỹ nhất trên thế giới, là một người đàn ông đẹp trai nhất. Tôi tin không còn người nào trên thế giới đẹp trai hơn anh ta, dịu dàng hơn anh ta niky khoanh tay trước ngực lộ vẻ háo sắc nhìn alan đang chở mic đi về phía trước vừa đạp xe vừa nâng khuôn mặt lên cười hết sức vui vẻ đường khả hinh lặng lẽ xoay người đi vào trong phòng ăn nói hy vọng bruce trở về sớm một chút không có ông ấy ở đây tâm tình của tôi không tốt chút nào niky đứng bên cạnh cửa nhìn vẻ mặt yêu thương của đường khả hinh đã biến mất chính mình cũng thở dài nhún vai những cơn mưa phùn ở london vẫn tiếp tục rơi mịt mù Tổng công ty Hoàn Á với cụm kiến trúc tựa như công viên được đặt tại vườn hoa ven hồ, bị vùi lấp giữa làn mưa bụi trắng xóa, có vô số những chiếc xe con màu đen sang trọng ra ra vào vào. Trang Hạo Nhiên mặc t-shirt màu trắng, quần màu trắng, bên ngoài khoác chiếc áo màu trắng nhàn nhã. Anh lái chiếc Lamborghini màu bạc của mình, chạy tới tổng công ty Hoàn Á. Bảo vệ đứng thành hai hàng bên cạnh cánh cửa sắt màu đen, lập tức cúi đầu chào. Anh im lặng không lên tiếng, di chuyển tay lái điều khiển xe thể thao, khéo léo di chuyển vào con đường rừng rộng lớn, một tòa cao ốc cổ xưa mang đậm phong cách cô thích, hiện ra ngay trước mắt. Mưa càng lúc càng lớn. Trang hạo nhiên lái xe, chạy đến trước tòa nhà trụ sở chính tổng công ty Hoàn Á, dừng xe lại, khuôn mặt không biểu cảm cầm túi hành lý, bước ra khỏi xe. Trong lòng suy nghĩ, suốt cuộc đường khả hình đã đi đâu, chính mình đã lật tung toàn bộ nước Pháp nhưng cũng không tìm ra được. Tiêu đồng thì nhất quyết không khai nửa chữ, anh vô cùng bực bội đi về phía trước. Bịch, trước đại sảnh hai người đột nhiên va vào nhau. A, à, Bruce cúi đầu cảm thán, nhìn văn kiện rơi xuống mặt đất ẩm ướt, đó là báo cáo công tác, còn có báo cáo về các thành viên trong phòng ăn, thậm chí còn văn kiện yêu cầu cấp thêm nhân viên phục vụ mới, tất cả đều ướt hết. Tất cả đều đã được chủ tịch tự tay ký tên. Sorry, Trang Hạo Nhiên nặng nề thở một hơi, nhìn người đàn ông trước mắt đã qua tuổi 50, là một ông lão người Anh. Anh cúi người nhặt văn kiện trên mặt đất lên, liếc thấy địa chỉ của phòng ăn ở Cambridge, còn có các báo cáo công việc liên quan đến doanh thu mới nhất của phòng ăn. Lấy thân phận tổng giám đốc, anh cầm văn kiện lên, vẻ mặt bộc lộ sự kinh ngạc, lật xem từng tờ văn kiện, không thể tưởng tượng được cười nói. Lily Restaurant, Event in Business, phòng ăn bách hợp lại mở cửa kinh doanh một lần nữa, Bros ở Cambridge nên rất ít tới tổng công ty, càng không biết về trang hạo nhiên liền coi anh như một người đồng nghiệp kiêu ngạo cùng tự hào nhún vai, nói, yes. Our restaurant, at over, đúng. Việc buôn bán của chúng tôi vô cùng tốt. Qua, wow, Trang Hạo Nhiên cười đáp, anh cũng biết phòng ăn bách hợp đã bị bỏ hoang gần 3 năm nay ở Cambridge. Anh không kìm lòng được ngẩng đầu lên. Nhìn Bruce, vẻ mặt tán thưởng nói, you save restaurant, chính ông là người đã vực dậy phòng ăn này. Lập tức Bruce cười to nói, no, our first. In offer for it, it at our home, we will be the of happiness. Toàn bộ người của nhà hàng chúng tôi đang nỗ lực vì nó. Chỗ đó là gia đình của chúng tôi, chúng tôi sẽ sống hạnh phúc cả đời ở nơi đó. Trang Hạo Nhiên nghe những câu nói này cảm thấy có chút quen thuộc, ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào đôi mắt ông, sau đó đem văn kiện trong tay đưa cho ông, mỉm cười nói, "Congratulations, chúc mừng ông." Thanh Yu cảm ơn, Bruce không khách khí vươn tay cùng anh bắt tay. Trang Hạo Nhiên cũng đưa tay ra, bắt lấy tay ông. Bruce cầm lấy tập văn kiện bỏ vào túi, mở ô ra, quay sang chào Trang Hạo Nhiên rồi mới xoay người rời khỏi nơi này. Trang Hạo Nhiên cứ đứng tại chỗ như vậy, nhìn bóng lưng Bruce cầm ô đi xa, chăm chú nhìn thật lâu, mới mỉm cười, xúc động đi vào trong. chương 537, gọi điện thoại cho chú rể. Phòng làm việc tổng giám đốc. Trang Hạo Nhiên khiếp sợ buông túi hành lý, nhìn về phía giữa màn hình máy vi tính, Sáng lên tên quán quân mới nhất của cuộc thi đấu rượu đỏ vòng thứ hai, Đường Khả Hinh, cô đã lấy hết can đảm của mình, đánh bại hai tuyển thủ ưu tú trước đó, nhảy lên đứng đầu trở thành tuyển thủ xuất sắc nhất trong giới. Đường Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên lập tức ngồi ở vị trí tổng giám đốc, nhìn về phía giữa màn hình máy vi tính. Đường Khả Hinh hướng mặt trước ống kính, hai tròng mắt lóe lên sáng ngời, cười ngọt ngào cùng xinh đẹp, giống như chiếc kẹo nhỏ dễ thương không chút nào nhận ra một cô gái thuần khiết và đơn giản như vậy thân thể rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu năng lực có thể để cho cô ấy ở trong một thế giới hoàn toàn không biết gì lại có thể tạo nên kỳ tích khả hinh anh nhẹ nhàng gọi nhỏ ngồi trên ghế ra hai chồng mắt hiện lên đau lòng vui sướng khiếp sợ còn có quan tâm lại vô cùng lo lắng nhìn về phía cô gái ngay giữa màn hình máy vi tính cười rực rỡ đến như thế giống như toàn bộ đều đã đi qua chính là đã qua đi rất lâu rồi tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, trang hạo nhiên vẫn ngơ ngác nhìn đường khả hình giữa màn hình máy vi tính, dường như đã mấy thế kỷ không gặp, không cách nào đáp lại. selina trực tiếp đẩy cửa đi tới, vào khoảng thời gian này, tổng giám đốc thường bay qua pháp, bất đắc dĩ cười nói, boss, Chai Man of the top director of tokyo, lão đại, chủ tịch có chuyện tìm anh. trang hạo nhiên bực bội vừa muốn nói không gặp, nhưng lại nghe nói là cha mình, anh liền có chút giật mình. Chính mình trong khoảng thời gian này, không chịu làm gì chỉ ở bên ngoài, khả năng anh đã làm ông cụ mất hứng, anh suy nghĩ một lúc, mới có chút kiêng rẻ ngẩng đầu, nhìn về phía thư ký, cẩn thận từng ly từng tí, mắt nheo nheo hỏi, gặp mặt ở đâu? do home, nhà của anh, Selena đột nhiên cười, nói. Trang hạo nhiên vừa nghe, lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch. Mưa phùn răng mờ, mùa xuân London, tràn đầy mưa bụi cùng sương mù, càng làm cho thành phố này lãng mạn hơn trang hạo nhiên hiện tại không có tâm trạng thưởng thức những chuyện khác chỉ tập trung lái xe theo hướng căn nhà nhỏ của mình mà chạy về trong đầu lo lắng vào khoảng thời gian này mình rốt cuộc đã làm sai chuyện gì khiến cho ông cụ không vui không có mà trừ những lúc thỉnh thoảng mình chạy đến pháp anh nghĩ tới nghĩ lui cũng đã lái xe dừng ở trước cửa nhà mình hai người bảo vệ đã đứng trước cửa trang trọng nghiêm túc đưa mắt nhìn mình anh nắm tay lái rất bình tĩnh nhìn hai người bảo vệ nhìn nét mặt của bọn họ đoán chắc việc lần này rất nghiêm trọng, nhưng bọn họ có cần biểu lộ vẻ mặt vô tình như vậy. Xe dừng lại. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt này bọn họ, rốt cuộc thái độ cũng có một chút phòng bị, lùi số, tắt máy, bật cây dù, cầm túi hành lý túi đi xuống xe, lại liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Hai người bảo vệ vẫn như cũ đứng trong mưa không nhúc nhích. Trang hạo nhiên không nói nữa, bật cây dù, trầm mặc đi về phía trước, suy nghĩ một chút, lại có chút sợ hãi, anh lo lắng, không yên giống như cô dâu mới, gấp rút gọi điện thoại cho chú rể. Phòng làm việc tổng giám đốc, điện thoại bàn vang lên. Tưởng Thiên Lỗi vừa nhìn văn kiện, hai chồng mắt chuyên chú mà lóe ra một tia tính toán. Đợi một lúc lâu sau, mới cầm điện thoại lên, nói alo. Thiên Lỗi à, Trang Hạo Nhiên dừng ở hàng rào trước cửa nhà, chiều mến cầm điện thoại gọi anh ta. Tưởng Thiên Lỗi nhíu mày, cầm điện thoại, ngẩng đầu lên lạnh lùng đáp cậu không nghĩ muốn tôi gọi cậu là hạo nhiên chứ trang hạo nhiên lập tức thu lại sắc mặt mắt chớp chớp biểu lộ vẻ vô tội nhẹ giọng nói anh không cần như vậy cậu muốn thế nào tưởng thiên lỗi trực tiếp không khách khí hỏi anh hôm nay cha tôi muốn tìm tôi anh biết ông ấy tìm tôi có chuyện gì không trang hạo nhiên hỏi giống như đang cầu xin vậy tưởng thiên lỗi cười châm biếm cầm điện thoại không biết nói gì chỉ nói cha cậu tìm tới cậu cậu lại chạy tới hỏi tôi Cha tôi chỉ có hai lần muốn gặp tôi ở nhà, một lần là bởi vì Như Mạt, một lần là bởi vì Tử Hiền ở nhà của tôi qua đêm. Trang Hạo Nhiên rất khẩn trương nắm di động, sốt ruột nói, tôi lần này không trêu chọc đến người nào của anh. Suy nghĩ một chút khả hình cô ấy hiện tại cùng với anh đâu có quan hệ gì, tôi dù cho tìm cô ấy cũng là bởi vì tôi lo lắng cho cô em gái này không biết có chuyện gì không thôi, Huống chi, quan hệ của chúng tôi là sếp và nhân viên đúng hay không? Tôi có thể tìm cô ấy, đúng hay không? Tưởng thiên lỗi hai tròng mắt lóe lên ánh mắt đắc ý, có chút kiêu ngạo cười nói còn có cách nào sao? Cậu thích phụ nữ, đều đã thích tôi. Thôi thôi thôi, chấm than ngoặc kép, Trang hạo nhiên thu hồi vẻ mặt, lại có chút nghiêm túc hỏi, rốt cuộc, anh có hay không tố cáo với cha tôi chuyện gì? Trang hạo nhiên, tôi sẽ không tố cáo, tôi không có giống cậu lòng giả dạ hẹp hòi, tưởng thiên lỗi tức giận nói. Anh nói ai lòng giả dạ hẹp hòi hả? Anh lần trước lái xe muốn đem tôi đâm chết chuyện này tôi toàn bộ đều đã quên." Trang Hạo Nhiên cũng tức giận nói. "Cúp máy, Tưởng Thiên Lỗi không có thời gian để ý đến anh, muốn cúp điện thoại." Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên lại nhanh chóng gọi anh ta. Tưởng Thiên Lỗi không nói gì dừng lại động tác, chờ xem cái tên buồn chán này nói chuyện gì. "Anh thật không có cùng cha anh nói gì chứ, rồi cha anh nói với cha tôi, sau đó cha tôi giận chó đánh mèo, tức giận với tôi." giống như lần trước anh muốn lén chuyển đi tiền vốn hoàn cầu bị tôi điều tra ra tôi đem tiền của anh trở về anh đã tức giận đến không chịu được trang hạo nhiên có chút đáng thương nói cậu tưởng thiên lỗi như thế lại bị anh bước đến đỏ mặt còn kém chút nữa là tắt thở lửa giận muốn hừng hực bốc cháy lên nói tôi kiếp này chưa từng thấy qua loại người nào giống như cậu thật ghê tởm a à, trang hạo nhiên nét mặt ngưỡng mộ lộ vẻ háo sắc cười rộ lên nói thật đáng yêu a à. dầm điện thoại phấn nổ cúp. Trang hạo nhiên cầm điện thoại, sắc mặt hơi thu lại, hai tròng mắt di chuyển, nghe những lời của Tưởng Thiên Lỗi, đoán chừng chuyện chắc không liên quan đến anh ta. Vậy chuyện gì khiến cho Chủ tịch Trang tức giận như thế? Nghĩ tới nghĩ lui, thực sự không đoán được. Hỏi chị gái đương nhiên là không thể nào, chị ấy tàn nhẫn đến nỗi không biết làm sao để cha đem mình cắt thành một loại mì nấu ăn. Anh thở dài, thật là không có cách nào, đành phải bước từng bậc thang lên lầu, đi tới trước cửa lại do dự một lúc lâu, mới rốt cuộc nhẹ đẩy cửa vào, mặt nhìn về phía trước, mắt hướng bên trong mà nhìn. Toàn bộ phòng khách ấm áp, khắp nơi là đồ nội thất cổ xưa kết hợp cùng hiện đại, củi lửa cháy sáng bên trong lò sưởi, phòng ăn sáng lên ánh sáng màu cam, có một bóng dáng chậm chạp di chuyển. Trang hạo nhiên mắt nhíu lại, rốt cuộc nhìn thấy cha mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây màu đen, tạp dề vây quanh bóng lưng, âm âm u u như vậy, nghiêm trang cùng nghiêm túc, chán của anh lập tức đổ mồ hôi lạnh, sợ đến mức nói không nên lời. Trang tính vũ vẻ mặt nghiêm túc đứng trước bếp, dùng dao nhỏ sắc bén, một dao cắt vụn toàn bộ cá, một dao cắt cá thành lát mỏng, lạnh lùng nói, nếu như anh không dám lăn tới đây, anh bây giờ liền ra khỏi cái nhà này. Dù sao từ lúc mẹ anh sinh ra anh, tôi cũng đã không cam tâm tình nguyện rồi. Trang hạo nhiên nghe lời này, liền không dám nói nữa, chỉ là cố giả bộ tự nhiên cười cười, đi vào nhà, đóng cửa lại, để lại chút khe hở, mới nói, những chỗ ấy tương lai đều là của người, còn hiện tại làm tất cả, đều là vì người và mẹ, còn vì chị gái, anh rể phục vụ. Trang tính vũ không nói lời nào, tiếp tục dùng dao nhanh nhẹn cắt mỏng cá. Trang hạo nhiên liếc mắt một cái nhìn bóng lưng cha lạnh lùng, mới đi đến trước phòng khách, buông túi hành lý, cởi áo khoác, mới nhìn hướng cha, cười rộ lên nói cha, hiện tại mới là 3 giờ chiều, người đây là ăn trà chiều, hay là máy hút khói hoạt động mạnh trang tính vũ không nghe được anh nói cái gì trang hạo nhiên nhìn thái độ của cha chính mình cũng không dám nói gì vừa muốn trốn lên lầu tắm mới từ pháp trở về trước ăn một chút gì đi trang tính vũ nhìn canh đã nấu xong liền đem miếng cá cắt mỏng bỏ vào trong nước sôi con 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 không đói trang hạo nhiên lại miếng cưỡng cười nói vậy anh có thể không ăn trang tính vũ lấy nắp đậy lại nồi cá tận dụng thời gian này vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên mở vòi nước, rửa tay. Trang hạo nhiên lập tức không dám cãi lại, sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh, khiếp sợ nhẹ nhàng hướng bàn cơm đi tới, vừa cười nói, dạ, ăn một chút vậy. Trang tính vũ rửa tay xong, sau đó mang găng tay vào, bưng lên một tô cá, đưa đến trước bàn ăn, đặt ở trước mặt con trai, nói, quên nấu cho anh một ít cơm, ăn đỡ vậy đi. Trang hạo nhiên nhíu mi mắt, liếc thấy cha cầm lên một phần văn kiện, ngồi ở trước mặt của mình, Đeo kính, vẻ mặt bình tĩnh, yên lặng lật xem, anh lại vô cùng khẩn trương nuốt xuống một ngụm, cổ họng khô khốc, mới vươn tay, nhẹ mở nắp tô cá lớn kia, rồi mở to mắt nhìn lát cá mỏng trắng bóng nằm trong tô. Phía dưới tất cả đều là loại ớt mùa xuân của vùng biển Naga ở nước Anh, chính là loại ớt đỏ cay nhất trên thế giới, nằm trong kỷ lục Guinness Thế Giới. Anh chừng mắt, đôi đồng tử cũng mở to, há to mồm, mắt ngơ ngác nhìn phía dưới đoán chừng phải 5kg ớt nhỏ lúc này dầu mỡ cũng một màu đỏ nổi trên mặt nước, hương vị này bộc phát có thể đem vị cay từ mũi sộc thẳng lên đại não. Cha hiểu rõ mẹ sợ vị cay nhất, lúc nấu ăn, cũng không bao giờ cho vào một chút cay nào. Trang tính vũ còn đang yên lặng lật xem văn kiện. Trang hạo nhiên sợ đến tim đều muốn nhảy ra, nhìn cha, vẻ mặt đau khổ, cầu xin tha thứ nói cha, con đã làm chuyện gì có lỗi, sao ông cụ người lại muốn đối xử với con như vậy? Tốn nhiều sức lực như vậy, nấu canh ớt này, tay của người có khỏe không? Chị gái anh đã trở về, Trang tính vũ nhàn nhạt nói. Hả, Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn về phía cha, không hiểu, trật tự trong thế giới của ông, chỉ có một bàn ớt trước mặt, phải biết rằng, loại ớt biển mùa xuân này, có cái tên xinh đẹp không gì sánh được tiểu lạt tiêu, thế nhưng lại làm cho người ta cay đến chết. Nó thích ăn cá, Trang tính vũ nói. Vậy thì sao, Trang hạo nhiên đại não còn đang một mảnh mơ hồ, khổ sở hỏi cho nên anh đem cá để lại cho chị, anh ăn hết ớt cay đi. Trang tính vũ lại nhàn nhạt lật xem văn kiện, mặt nhìn thấy tài liệu trên có liên quan đến cố di, phía sau lưng một trận lửa hừng hực bốc cháy lên, lại từng chữ từng chữ nuôi lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, ăn từng hạt một, rớt một hạt, tôi muốn đem đầu của anh chặt xuống, đem toàn bộ các hạng mục giao cho anh ngừng lại, bao gồm cả khách sạn dưới nước. Chấm than ngoặc kép, chương 538, tin tức. Trang hạo nhiên vừa nghe nói vậy, liền ngay lập tức nhìn cha bất đắc dĩ nói cha ông cụ người lại bị chuyện gì kích thích có phải mẹ lại thích thần tượng hàn quốc nào hay không trang tính vỗ chấp mắt hai mắt lập tức nhíu lại con không muốn ăn loại ớt này con tận mắt nhìn thấy bài báo kia viết nó có thể làm người ta cay đến chết trang hạo nhiên trong nháy mắt để đũa xuống liền nổi nóng trang tính vỗ lấy mắt kính xuống cầm di động sớm đã được chuẩn bị nhấn số điện thoại thư ký trưởng tập đoàn hoàn cầu Trang Hạo Nhiên cũng bắt trước cha mình, nhờ mắt nhìn ông. Tôi là Trang Tĩnh Vũ, vào 4 giờ chiều nay tại nước Anh, 10 triệu tập phóng viên đến dự họp, mời cổ đông hoàn cầu toàn thế giới tham gia. Tôi muốn tuyên bố, thông báo đem thu lại tất cả cổ phần của Tổng Giám Đốc Trang, còn kêu gọi dừng những hạng mục cậu ta đang sở hữu, bao gồm cả công trình khách sạn dưới nước. Cha, chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên sợ đến hồn bay phách lạc, vội cầm đũa lên, vẻ mặt cầu xin nhìn cha nói con ăn con ăn, ông cụ người đừng xúc động, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Trang tính vũ vẫn đôi mắt sâu kín cầm di động, nhìn con trai. Trang hạo nhiên hiểu rất rõ cha mình, lập tức cầm đũa lên, nhìn lát cá trắng phía dưới là một mảnh màu đỏ nóng bừng như lửa kia, anh khổ sở thở dài một hơi, mới run run vui vẻ vươn đũa, gắp một lát ớt đỏ nhỏ, nghe lời bỏ vào trong miệng, lập tức cảm giác cay, như ngàn cây kim, đang hung ác đâm trên đầu lưỡi, vị cay nhanh chóng lan tỏa toàn bộ khoang miệng, lấy tốc độ dũng mãnh nhất xông thẳng lên não bên trong cơ thể một ánh lửa nhanh chóng lan ra khắp đồng cỏ cả người như muốn bị thiêu cháy a à, trang hạo nhiên cay đến mức cổ đỏ bừng đầu óc mơ hồ trên trán mồ hôi lạnh tràn ra anh vừa cầm cổ họng vừa khó chịu kêu to cha người nói đi nói đi con rốt cuộc làm sai chuyện gì con nhận hết toàn bộ đều nhận con xin người trang tính vũ trong nháy mắt ngẩng đầu lạnh lùng đem văn kiện ném cho con trai, nói anh xem một chút chuyện tốt anh đã làm. Trang hạo nhiên vừa thở dốc, vừa run rẩy vươn tay, cay đến mức thần trí mơ hồ, cả người như bị kim đâm, như bị lửa đốt, hết sức nghi hoặc không hiểu, muốn xem văn kiện kia. Tôi có bảo anh ngừng sao? Trang tính vũ sắc mặt lãnh đạm, lại nói. Con thực sự, Trang hạo nhiên cay đến mức đầu đập trên bàn, muốn cầu xin tha thứ. Trang tính vũ lập tức lại muốn bấm số điện thoại thư ký, con ăn trang hạo nhiên toàn thân đều cay giống như bị nấu qua nước sôi cay nóng đến mức nói không nên lời nhưng vẫn nhanh chóng cầm đũa lên mồ hôi trên mặt rào rào chảy xuống dưới lại cầm đũa liền gắp vài miếng ớt bỏ vào miệng không dám nhai liền nuốt vào trong bụng bà nội của tôi ơi miếng ớt kia trong nháy mắt biến thành hỏa cầu trong thân thể của mình thiêu cháy vị cay theo cuống họng giống kim đâm đâm vào trong cơ thể đại não nhanh chóng mất cảm giác con sai rồi con sai rồi cha người tha thứ cho con con sai rồi chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên chỉ còn kém không quỳ xuống nằm bò trước bàn toàn thân nóng đến khó chịu đau đớn cầu xin tha thứ anh sai chỗ nào trang tính vỗ từng chữ từng chữ rất bình tĩnh hỏi con trai mặc kệ phát sinh chuyện gì tất cả đều là lỗi của con trang hạo nhiên đã cay đến mức tai nghe tiếng ù ù đầu anh lại đập trên bàn cơm cay đến đau đớn đau khổ muốn chết đi Trang tính vũ hai chồng mắt bừng bừng lửa giận, mặt lạnh nhìn thẳng con trai, rốt cuộc tức giận nói, đương nhiên tất cả đều là lỗi của anh. Tôi biết chuyện này, tôi đều không dám tin anh là do mẹ anh mang thai 10 tháng sinh ra. Trang hạo nhiên đang suy nghĩ đã xảy ra chuyện gì, vừa cay đến tinh thần phân tán, tai vang lên tiếng vo ve, vừa mở văn kiện, nhìn vào nội dung văn kiện, cư nhiên nhìn thấy ảnh chụp cố di ra vào khoa phụ sản của bệnh viện, thậm chí còn che miệng khóc, anh sửng sốt, đây là có chuyện gì tạm thời quên cay, nhanh chóng lật xem một trang tư liệu khác, lại nhìn thấy trên điều tra báo cáo cho thấy, cố di mang thai, đã bị truyền thông hai nước Trung Anh theo dõi. Mang thai, chấm hỏi ngoặc kép, trang hạo nhiên nhìn văn kiệt, không thể tin nổi kêu to, cô ấy sao có thể mang thai được. Xúc sinh, chấm than ngoặc kép, trang tính vỗ trong nháy mắt hét lên, tức giận nói, anh có can đảm làm, mà không có can đảm thừa nhận hả. Trang hạo nhiên không nói gì ngẩng đầu, nhìn cha mình đau khổ nói, chẳng lẽ người cảm thấy, đứa bé trong bụng cô ấy là của con sao? Trang tính vũ vừa nghe lời này, càng tức giận đứng lên, nhìn con trai, nghiến răng nghiến lợi nói, anh làm việc vô pháp vô thiên, dám làm không dám nhận, tên xúc sinh. Cố gì mỗi ngày cùng anh vui vẻ, nếu như đứa bé kia không phải của anh, thì là của ai? Trên đời tại sao lại có tên xúc sinh như anh chứ? Trái một câu xúc sinh, phải một câu xúc sinh, Đem Trang Hạo Nhiên cũng gọi cho Bốc Hỏa, anh cũng bực tức nhìn cha mình, hai tròng mắt nhìn thẳng, hết sức kiên quyết cùng khẳng định, cũng tức giận kêu to: "Cha! Con biết người và mẹ muốn ôm cháu trai, nhưng cũng không nên lấy con ra mà bôi chết." Trang Hạo Nhiên con đầu đội trời chân đạp đất, cái gì của con thì chính là của con, không phải của con thì cũng không phải là của con. Bụng cô ấy tại sao lại to lên con không biết, thế nhưng con chắc chắn với người, con không chạm qua cô ấy. Tất cả tiếp xúc chỉ giới hạn ở mức xã giao. Vậy đứa bé trong bụng của cô ấy làm sao mà có? Trang tính vô tức giận hỏi. Con làm sao biết được? Trang hạo nhiên lại nhất thời sốt ruột tức giận nói, nếu cha và chị đều có bản lĩnh, con có gan lớn bằng trời, cũng không dám làm chuyện này mà không thừa nhận, bởi vì số liệu không phải đã nói rõ. Thực sự không tin, liền xét nghiệm DNA. Anh còn dám xét nghiệm DNA? Trang tính vũ lại tức giận hỏi con trai có cái gì không dám xét nghiệm. Lão tử mặc dù không giống thiên lỗi còn là một sử nam, nhưng lão tử ít nhất chỉ là chơi đùa một chút, nếu đã không thích, tuyệt đối sẽ không lên giường, cũng tuyệt đối không đụng vào rượu. Trang hạo nhiên lại căm hờn, sốt ruột nói. Trang tính vũ nghe lời con nói, nhìn bộ dáng uất ức, căm hận của con mình, trong lòng nghĩ nghĩ, do so dự một lúc mới nói thật không là của anh. Trang hạo nhiên không nói gì ngẩng đầu, nhìn cha, lại đau khổ giải thích thật sự không phải của con tuyệt đối không phải là của con nhất định không phải là của con loại chuyện này con thật sự không nói dối được nếu con thực sự là cha của đứa bé đó sẽ bị trời đánh anh không nên tàn nhẫn nói trước như vậy có hay không thời gian cùng cô ấy chung một chỗ uống rượu quá say trang tính vũ lại nghiêm túc hỏi con trai con không phải đã nói không có sao tuyệt đối không có nhất định không có trăm phần trăm không có con biết rõ tâm tư của cô ấy, con sao có thể cùng cô ấy uống rượu. Trang hạo nhiên lại tức giận nói. Trang tính vũ im lặng, đang suy nghĩ lời con trai, ngừng lại một lúc, lại hơi tức giận nói, được. Được rồi, đã không phải là của anh. Nhìn anh bình thường cùng cô ấy đi đi về về lúc nào cũng có đôi có cặp, báo chí viết ra như vậy, bây giờ tôi xem anh xử lý chuyện này thế nào. Sự thật sẽ trắng đen phân rõ, cho tới bây giờ con cũng không ở bên ngoài thừa nhận cô ấy là người phụ nữ của con là do cô ấy nói vậy thôi. Huống chi ai là cha đứa bé cố gì ca tính dám làm dám chịu khẳng định sẽ làm sáng tỏ ba người không cần lo lắng. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ nhìn khai ớt, lại tự thương cảm mình nói trời ạ à, ông cụ người cũng quá xúc động rồi mọi việc chỉ cần hỏi qua con một chút thôi thời điểm lúc anh chui vào trong bụng mẹ anh có hỏi qua ý kiến mẹ anh sao? trang tính vũ nói đến chuyện này lại ngầm nuôi lửa giận nhìn con trai trang hạo nhiên cam chịu không nói gì ngồi một bên đầu nghiêng qua một bên không muốn nói chuyện trang tính vũ vẫn khó hiểu nhìn con trai nghiêm túc hỏi tên xúc sinh đáng chết từ ngày đầu tiên khi mẹ anh sinh ra anh anh đã không ngừng gây ra phiền phức cho tôi anh vì chuyện của cố di lại gây ra tin tức đùa giỡn tình cảm đến lúc đó giá cổ phiếu công ty bị anh liên lụy anh cư nhiên vào lúc này còn có tâm tình chạy đến pháp tìm phụ nữ. Làm sao cha biết con đi pháp tìm phụ nữ? Trang hạo nhiên kỳ quái nhìn cha mình, hỏi. Có muốn hay không xét nghiệm DNA? Anh có phải hay không là con tôi? Tôi vẫn hoài nghi chuyện này. Không biết là có phải lúc sinh ra anh, ở bệnh viện đã bế sai rồi không? Trang tính vũ lại không khách khí nói. Trang hạo nhiên lại bất đắc dĩ thở dài, vẻ mặt đau khổ nói. Con đi pháp tìm phụ nữ, không phải như người nghĩ đâu, vậy chứ là cái gì trang tính vũ luôn luôn đối với con trai quản giáo nghiêm cẩn tuyệt đối không cho phép con mình làm ra chuyện lừa gạt tổ tiên trang hạo nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn cha mình một cái có chút ngượng ngùng nói con ở trong nước quen biết một cô em gái nhỏ đều thực sự nhiệt tình và yêu rượu đỏ giống như con một cô gái rất kiên định nghe nói cô ấy đi pháp con liền muốn đi tìm cô ấy thích người này sao trang tính vũ trực tiếp hỏi con trai không có trang hạo nhiên không chút nghĩ ngợi liền nói thẳng ra không có trang tính vũ không tin bởi vì ông rất hít khi nhìn thấy con trai sẽ vì phụ nữ nét mặt biểu lộ sự ẩn nhẫn cùng tình cảm chân thành như thế thật không có trang hạo nhiên nói xong tim mình đột nhiên đập loạn thế giới của anh vẫn luôn rõ ràng chưa bao giờ nghĩ chuyện quá phức tạp chuyện công ty đã đủ phiền phức với anh liền ngẩng đầu nhìn cha mình thẳng thắn mỉm cười nói chỉ là rất kỳ quái bởi vì cô ấy có cuộc sống rất bi thảm làm cho con có cảm giác muốn bảo vệ cô ấy cô ấy và tiêu đồng là cùng một dạng người trang tính vũ vẫn có chút không tin nhìn con trai thực sự trang hạo nhiên cười nói con hiếm khi thấy được cô gái vừa đáng thương lại đáng yêu như thế nhưng cũng là một cô gái rất biết thưởng thức cô ấy đang ở pháp trang tính vũ nhìn con trai hỏi hẳn là như vậy trang hạo nhiên có chút phiền não nói gặp được cô ấy đem cô ấy về nhà cho tôi gặp mặt Trang tính vô tử có tính toán dặn dò, đột nhiên không muốn nói nữa, chuẩn bị đứng dậy. Cha, Trang hạo nhiên biết cha mình có tư liệu về chuyên gia phục vụ rượu mới, hai tròng mắt anh lập tức sáng ngời, nhìn cha, suy nghĩ lời nói khách sáo. Cười nói chuyên gia phục vụ rượu mới bí ẩn kia có nằm ngoài dữ liệu của người hay không? Con cảm thấy đối với tư liệu quán quân đoạt giải bí ẩn này có chút không thực tế. Con cảm thấy địa điểm phục vụ rượu của cô ấy. Đừng nghĩ đến chuyện muốn lôi kéo tôi. Anh là do tôi sinh, anh lo cẩn thận với cái xì căng đan của anh bị tung ra đi, nên xử lý thế nào thì xử lý đi." Trang Tĩnh Vũ phịch một tiếng đóng cửa lại. "Ai?" Trang Hạo Nhiên thoáng cái đứng lên, nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài, quay mặt sang, lại nhìn thấy Khai Ứt kia, anh vội vội vàng vàng đem món đồ chơi kia nhanh chóng đẩy ra xa thật xa. Lời còn chưa dứt, trong ngày truyền thông liền tung ra tin tức Cố Di mang thai, gây chấn động toàn bộ xã hội thượng lưu Anh quốc, bởi vì ai cũng biết Cố Di là hồng nhan tri kỷ của Tổng Giám Đốc Trang Tập đoàn Hoàn Cầu, tin tức vừa mới tung ra, toàn thành phố đều sôi trào. Tại phòng ăn bách hợp, hôm nay ánh mặt trời rực rỡ, đường khả hinh mỉm cười mang điểm tâm cho khách, có nước ép tuyết lê, bưng ra phòng ăn, đi tới bàn ăn ngoài trời, đem điểm tâm cùng đồ uống đặt xuống, vừa muốn mời khách thông thả dùng, lại liếc nhìn hai sinh viên trẻ tuổi, đang vừa nói vừa cười nhìn vào tin tức nào đó, lại khiếp sợ, rồi lại mỉm cười cô liền có chút tò mò nghiêng mặt, liếc mắt nhìn phía trên mặt báo, cư nhiên xuất hiện người mặc Âu phục trắng, ảnh chụp trang hạo nhiên vô cùng đẹp trai, tay nắm chặt bàn tay cố di xuất hiện trước mặt báo chí, lòng cô không hiểu sao khẽ động, muốn biết tin tức viết cái gì. Không tự chủ được, cô cẩn thận nhớ lại vài từ đơn giản, phiên dịch thành câu, nhìn thấy giữa màn hình hiện ra, tổng giám đốc hoàn cầu trang hạo nhiên, tình tứ dắt tay thiên kim tiểu thư nhà họ cố. Đã bước chân vào sân khấu kịch trước đó, hiện cố di tiểu thư đã mang thai hai tháng, mặc dù hiện tại hai người tạm thời không lên tiếng, cũng đã khiến cho người dân trong toàn thành phố, cảm xúc sôi trào. Đường khả hình im lặng nhìn màn hình điện tử trong tay, cảm giác được một cơn gió lành lạnh, thoáng qua, giống như mái tóc đen của cô thiếu nữ đầu mùa đông, mang theo vài phần cô đơn lạnh lẽo. Cô mỉm cười, yên tĩnh thu lại từ điển điện tử, bỏ vào trong túi, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt thoáng qua một chút ôn nhu, hướng phòng ăn đi đến chương 539, giao nhau. Phòng Tổng thống, Trang Hạo Nhiên mặc âu phục màu trắng, áo sơ mi màu đen, cổ áo mở ra. Sắc mặt chăm chú, nhìn người đang cuộn mình trên ghế sofa, mới mấy ngày không gặp, cố di sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiểu tụy sợ hãi, hai chồng mắt nghi hoặc lóe lên, hỏi chuyện gì đã xảy ra. Cố di không dám lên tiếng, chỉ vội vàng kéo váy ngủ màu đỏ thấm, che khuất hai chân trắng tuyết của mình, Nước mắt chảy xuống nói, tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Tôi thậm chí không biết cha đứa nhỏ rốt cuộc là ai. Trang Hạo nhiên nhíu mày không lên tiếng, lại lộ ra nét mặt ngạc nhiên nhìn cô. Ngày đó tôi theo cha mẹ đến Italy du lịch, vừa mới về nước, Monica nhờ tôi giúp cô ấy đi tham gia một bữa tiệc, tôi lúc đó vừa mới xuống máy bay, trong lòng suy nghĩ cha mẹ có thể còn muốn tiếp tục đến Nhật du lịch, có chút lo lắng chứng cao huyết áp của mẹ, liền vô tình đồng ý với cô ấy tiệc được cử hành ở biệt thự JISSY, lúc mới bắt đầu, còn rất tốt, tôi cùng một số người trò chuyện vui vẻ, thế nhưng lúc trời tối, tôi càng lúc càng phát hiện có gì đó không ổn, bên ngoài vệ sĩ càng lúc càng nhiều. Cửa lớn dần dần đóng lại, hơn nữa nhiều người còn xuất hiện trong phòng, mặc áo ngủ khêu gợi, tôi luôn luôn biết anh và chị Trang đều không thích tình huống đó, tôi có thể trốn tránh, thế nhưng tôi không ngờ, tôi vừa muốn đứng dậy thì phát hiện đầu óc quay cuồng rồi hôn mê bất tỉnh. Cố gì nói đến đây, nước mắt nhanh chóng chảy xuống, tim đau đớn nghiêng đầu dựa vào ghế sofa, uất ức mà đáng thương khóc lên. Ngày hôm sau lúc tôi tỉnh lại, tôi phát hiện tôi thân thể trần chuồng, nằm ở một nơi xa lạ. Khi đó tôi, cả người đều suy sụp, thế nhưng tôi rất sợ hãi, tôi không dám nói cho anh biết, tôi càng sợ người ta biết. Tôi liều mạng muốn quên chuyện này, nhưng tôi không nghĩ đến tôi lại có thể mang thai. Tôi mang thai. Cố gì đau khổ thất thanh khóc lên. Trang hạo nhiên tim đau buốt, nhìn hồng nhan chi kỷ từ trước đến nay vẫn yêu mến mình, nặng nề thở dài, chậm chạp đứng dậy, đi tới trước mặt cô, nhẹ vươn tay, khẽ vuốt sau gáy cô. Hạo nhiên, cố gì đau lòng ôm hai chân Trang hạo nhiên, khóc nói, tôi nhìn thấy tin tức, mọi người đều đang nói đứa bé này là của anh, tôi xin lỗi anh, tôi làm liên lụy đến anh, còn làm liên lụy đến công ty anh. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ đứng ra làm sáng tỏ, tất cả chuyện này không liên quan đến anh anh yên tâm trang hạo nhiên im lặng không lên tiếng hai mắt bộc lộ đau đớn yếu ớt nói hiện tại quan trọng nhất không phải chuyện này cố di mở to đôi mắt đẫm lệ ngẩng đầu thất thần nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên cũng chậm rãi cúi đầu nhìn cố di hỏi lại thực sự không biết người kia là ai sao cố di lại đau khổ uất ức lắc lắc đầu nước mắt chảy xuống dưới trang hạo nhiên gật gật đầu tay lại khẽ vuốt sau gáy cô nhàn nhạt nói câu không có chuyện gì cố di rất quan tâm cảm nhận trang hạo nhiên cảm giác được bầu không khí không bình thường trong lòng nhảy dựng lên nhìn anh nhẹ giọng gọi hạo nhiên trang hạo nhiên không nói gì thêm chỉ là lại khẽ vuốt mái tóc xoăn của cô liền trầm mặc buông cô ra rời đi hạo nhiên anh đi đâu vậy cố di nhìn anh sợ hãi gọi anh đừng rời xa tôi tôi rất sợ tôi đi rồi sẽ về trang hạo nhiên nói hết lời người đã nhàn nhạt mở cửa đi ra ngoài ngoài cửa hai nam hai nữ người phương đông cùng mặc áo đen trầm mặc chờ đợi anh im lặng ngửa mặt không lên tiếng hai mắt giống như chim ưng chiếu ra một loại ánh sáng sắc bén hai tay nhẹ đút túi quần đi về phía trước bốn người lập tức bước theo sau điều tra cho ta người kia là ai ta muốn đem hắn xé nát một câu nói nhẹ nhàng bay lượn ở nơi tôn quý mà xa hoa rất lâu không tan biến đi london buổi tối mưa phùn sương mù tựa như một giấc mộng huyền ảo ẩm ướt sóc rách khắp nơi tất cả đều là ẩm ướt sóc rách À, một quán bar nào đó chuyển đến một loạt âm thanh bị phá sập một người từ trong cửa sổ thủy tinh xông thẳng ra cuối cùng ngã trên cái hẻm nhỏ ẩm ướt sóc rách phun ra một vũng máu sợ đến mức nói không nên lời ngồi xổm trên mặt đất vẻ mặt kinh hoàng nhìn về phía người đi tới bốn gã đàn ông người phương đông mặc trang phục đen lạnh lùng đến gần tên thanh niên anh quốc kia, tràn ngập sát khí. Tên thanh niên này tay giữ bộ ngực muốn vỡ nát của mình, vừa muốn ngẩng đầu lên, thế nhưng ngực đau đớn, lại phun một ngụm máu, nói không nên lời. Một người đàn ông phía trước, mặc Âu phục màu đen thẳng tắp, áo sơ mi trắng hở cổ, trước vạt áo phối kèm một bông hoa gạo màu trắng làm bằng tơ tằm, đôi mắt bén nhọn như chim ưng, từ từ xuất hiện trong hẻm nhỏ, nhìn tên thanh niên đang nằm thoi thóp trên mặt đất nhớ tới vừa rồi hắn đang muốn cùng hai người phụ nữ chơi trò mập mờ hai tròng mắt hắn lại mạnh mẽ chấp lóe phía sau bốn người nhanh chóng tiến lên đem người này từ trên mặt đất bắt đứng lên người đàn ông dẫn đầu lại vươn năm ngón tay hướng ngực người kia vung ra một quyền chết người phốc mặt tên thanh niên kia đau đớn máu tươi lênh láng phun ra vấy đỏ âu phục người đàn ông trước mặt trang hạo nhiên khinh bỉ cúi đầu nhìn âu phục của mình bị vấy bẩn vài giọt máu đỏ Đôi mắt sắc bén chợt lóe, trong nháy mắt thành phố này giống như trong truyền thuyết ma quái, anh đi tới trước mặt tên thanh niên kia, năm ngón tay nắm chặt thành một đấm, hướng trên mặt hắn, dồn sức đấm. Một trận âm thanh xương mặt vỡ vụn truyền đến. A, à, tên thanh niên kia té ngã trên mặt đất ẩm ướt, vì vỡ vụn và đau đớn, nằm trên mặt đất, không nhúc nhích được, hai mắt thậm chí bị đánh đến mức phình ra tia máu đỏ. Trang Hạo Nhiên nhanh chóng tức giận kéo bông hoa ngay trước vạt áo của mình xuống rũ ra làm thành khăn tay trắng, chán ghét cùng khó chịu lau tay phải của mình, ném trên người cái tên dẫy ruộng sắp chết này, toàn thân đều là máu người, lúc trước còn muốn nói gì đó, hiện tại một câu cũng không muốn nói, nhanh chóng xoay người, thấy hắn trướng mắt muốn rời khỏi, ai biết vừa mới xoay người trong nháy mắt, trong đầu đột nhiên truyền đến hình ảnh một cái hẻm nhỏ, một cô gái, mặc đồng phục oán ba màu hồng, tóc thắt hai bím, trong miệng làm nhảm đọc, xích hà châu, xà ngọc rồng, phẩm lệ châu anh tạm ngừng chuyển động, hai tròng mắt mở to, dường như nhìn thấy một hình ảnh khiếp sợ nào đó, hồi ức kia từng đợt muốn quay về. Anh kiềm chế cảm xúc, tay nắm chặt quả đấm, để cho đầu óc liều mạng nhớ lại. Đừng lên tiếng, tôi sẽ không làm thương tổn cô. Tôi vừa nghe cô đọc tên các loại rượu, tôi biết cô là người yêu rượu. Thời gian đã không còn kịp nữa rồi, tôi rất có thể sẽ gặp bất chắc. Trên người tôi có một vật phẩm rất quý giá, phiền cô đem nó mang đến giao tận tay cho tưởng lão tổng giám đốc khách sạn á châu nhớ kỹ không được qua tay người khác người thân cũng không được ông ấy nhất định sẽ báo đáp cô tôi thề đây là tiền đặt cược sinh mệnh cuối cùng của tôi cầu xin cô vật này quan hệ đến vận mệnh hai gia tộc vô cùng quan trọng xin nhờ cô trang hạo nhiên lại mở to hai mắt chắc chắn vừa nghe thấy giọng nói của mình thậm chí nhìn thấy trong bóng tối một đôi mắt to sáng ngời linh động hăng hái vội vàng nhìn mình tôi không biết anh tôi tại sao phải giúp anh a à? tôi không biết những người anh đang nói này tôi nên làm như thế nào a à? một giọng nói ngọt ngào cùng vội vã mang theo sự thuần khiết độc nhất của tuổi trẻ bay tới trang hạo nhiên trong nháy mắt xoay người nhìn cái hẻm nhỏ sâu thẳm kia vừa muốn nói tổng giám đốc giọng nói của nữ vệ sĩ nhàn nhạt truyền đến nhận được điện thoại nói cố di tiểu thư đang ở bệnh viện muốn bí mật tiến hành phẫu thuật Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt quay đầu, khẩn trương gấp rút nhìn cô nói cái gì. Nếu như ngài muốn ngăn cản, mau đi thôi. Trang Hạo Nhiên không có nhiều thời gian suy nghĩ nữa, nhanh chóng đi về phía trước. Một chiếc xe con màu bạc, trong trời đêm âm u tăm tối chạy như bay, lấy tốc độ nhanh nhất, tới bệnh viện, Trang Hạo Nhiên nhanh chóng xuống xe, vừa muốn chạy vào bệnh viện, lại nhìn thấy cố di, một thân một mình, mặc quần đùi màu đen bó sát, tay trang ngắn màu trắng, bứt tóc, gương mặt tiểu tụy nằm bên cạnh cửa sổ cổ màu đen trong bệnh viện mặc nước mưa rơi rớt vẫn thở ơ trang hạo nhiên vội vàng thở không ra hơi đau lòng dừng bước lại nhìn về phía cô cố di sắc mặt tái nhợt im lặng không lên tiếng ôm túi sách đặt ở bụng lạnh bốt run rẩy trang hạo nhiên không nói chuyện chỉ im lặng cởi âu phục đi tới trước mặt cô nhẹ đem âu phục choàng trên người cô theo vai sửa sang đến trước cổ áo cố di nước mắt chảy xuống xót xa trong lòng nghẹn ngào nói tôi vẫn khát vọng cùng anh sinh thật nhiều bé cưng anh biết tôi vẫn rất thích bé cưng tôi rất thích con nít trang hạo nhiên không lên tiếng chỉ vươn ngón tay mềm mại cẩn thận đem tóc dưới lưng nhẹ lấy ra cho cô cố gì đột nhiên nức nở khóc lên nói tôi biết tôi đáng chết tôi biết tôi nên có trách nhiệm với cuộc sống của mình tôi biết tôi hẳn là nên xóa sạch nó đi nhưng làm thế nào đây tôi không cam lòng tôi không cam lòng cô che mặt khóc lên. Trang hạo nhiên không nói gì thêm, chỉ yên lặng vươn hai tay, nhẹ đem cô ôm vào trong lòng, khẽ hôn lên mái tóc ẩm ướt của cô, không nói gì nữa. Chi ký, khi ở cạnh nhau luôn luôn im lặng. Các bạn có biết, khi anh không yêu tôi, thế nhưng tôi yêu anh, vậy tôi theo đuổi anh, anh có yêu tôi hay không, cũng không sao cả. Kỳ thực, chính là vì một chút không sao cả, sẽ trở thành bi kịch, vì sao lại không sao cả. Cô nếu như yêu một người, xin dũng cảm lớn tiếng nói ra, nói với anh ta, tôi yêu anh, xin anh cũng yêu tôi được không? Có được không? Chỉ là một chút duyên phận, luôn luôn sẽ có số mệnh. Bởi vì cố di mang thai, và những si căng đan liên tiếp, thật nhiều sự cố, trang hạo nhiên đều phải xử lý. Đầu tiên là giúp cố di xuất ngoại giải sầu, vừa săn sóc cô, còn có đứa bé trong bụng, thậm chí cùng cô đến Nhật Bản nhận lỗi với cha mẹ. Sau khi được tha thứ, anh mới yên tâm để cố di ở cùng với cha mẹ một thân một mình trở lại pháp trong lòng vẫn nghĩ về đường khả hinh lại đi vùng phía nam tìm trong một khoảng thời gian thật dài cứ như vậy ngày qua tháng lại thời gian sắp qua hai tháng nữa mùa xuân qua đi mùa hè sắp đến bầu trời nước anh càng lúc càng sáng sủa khắp nơi trăm hoa rực rỡ những đóa hoa hồng đỏ tươi nở rộ du thuyền trên sông thêm hớn hở chạy vòng đu quay khổng lồ hạnh phúc xoay tròn trang hạo nhiên lại như thường ngày toàn thân mệt mỏi lái xe trở lại tổng công ty lúc dừng xe, cảm giác ánh mặt trời hôm nay rất gay gắt. Anh dừng xe, nhấc túi du lịch, đi xuống xe, còn đang suy nghĩ về vòng thứ ba cuộc thi đấu rượu đỏ, sẽ phải kết thúc, không biết đường khả hình ra sao. Cô dường như muốn ẩn nấp cả đời. Phanh! Này, Bruce lại phiền não cúi đầu, nhìn văn kiện rơi dưới đất. Sorry, Trang hạo nhiên xin lỗi cười, không người nhặt văn kiện trên mặt đất lên, lại vô ý thấy phòng ăn Cambridge, anh liền ngẩng đầu, có chút ngạc nhiên và vui mừng nhìn bruce nở nụ cười gọi Hi Hi bruce nhìn thấy trang hạo nhiên cũng cười we trang hạo nhiên cười nói yes bruce sang sảng cười rộ lên give you trang hạo nhiên đem văn kiện trong tay đưa cho ông lại vô ý nhìn thấy báo cáo công tác là cha mình ký tên hai mắt anh lóe lên ngẩng đầu nhìn bruce kỳ quái cười nói kia Father not the boss signature văn kiện của ông là do chủ tịch ký tên yes Bruce tiếp nhận văn kiện, bởi vì đây là thi đấu hầu rượu phòng ăn, không thể tiết lộ tin tức, ông mỉm cười bước đi. Trang Hạo Nhiên đứng một bên, im lặng không lên tiếng nhìn bóng lưng Bruce, đột nhiên nhớ lại cái buổi tối kia, mình đứng trước lò sưởi, nghe giọng nói ngọt ngào phía sau nói, em hầu rượu phòng ăn ở Anh quốc. Đôi mắt anh lại mãnh liệt lấp lánh, nhớ tới quản lý khách sạn, nói cô ấy muốn đi nhà ga ngã tư vua. Chính là đi ga Cambridge Trang hạo nhiên mỉm cười xoay người, hết sức không chú ý nhìn Bruce cười rộ lên nói: recently had good. Yes, họ cao. Bruce theo phản xạ có điều kiện quay đầu, nhìn Trang hạo nhiên cười rộ lên nói. Trang hạo nhiên hai tròng mắt sáng ngời. Mùa xuân ở Cambridge, trăm hoa rực rỡ, xuân hè nối tiếp, chính là thời điểm thu hút du khách nhiều nhất trong năm, khắp nơi người đến người đi, trên khuôn mặt họ tràn đầy kinh hỉ tươi cười. Dù sao, muốn sống ở một nơi lại muốn đi du lịch ở một nơi, tâm tình bất đồng là như thế, nơi này có một cô gái, từng thâm nhập vào mảnh đất này để tồn tại, nỗ lực vất vả, cần cù và hao tổn rất nhiều mồ hôi công sức. Một chiếc xe con màu bạc, theo ánh mặt trời sáng chói, nơi nơi chim hót hoa thơm, lướt qua phố lớn ngõ nhỏ. Trang hạo nhiên mặc âu phục màu đen, áo sơ mi màu xanh nhạt, cổ áo mở ra, một tay cầm tay lái, hai tròng mắt sáng người nhìn nơi quen thuộc này, đã từng ở đây, mình cùng dai dai từng có một câu chuyện tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng hôm nay, anh vì một cô gái khác, trở lại nơi này, tạm thời không nhớ nổi chuyện cũ trong. Quá khứ, chỉ là cảm xúc càng lúc càng dâng trào, khó có thể bình tĩnh, tìm cô đã gần 3 tháng. Hai mắt anh mạnh mẽ chớp lóe lái xe, lướt qua học viện Hoàng hậu, tiếp tục tăng tốc dọc theo một con đường hoa anh đào, cây ngô đồng chảy về phía trước, chậm rãi nhìn thấy nơi giao nhau với con đường hoa anh đào là con đường hoa quế, một chút hoa quế trắng tuyết, bay từng đợt từng đợt mùi hương tựa như tình yêu nồng đậm, làm tâm trí người ta muốn hướng về. Người đàn ông này, mặc dù lúc này tâm tình kích động, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, bởi vì sợ, có thể cô gái kia không phải là bảo bối của mình. Chiếc xe thể thao, theo địa chỉ dừng dưới gốc cây quế, Trang Hạo Nhiên vừa dừng xe, vừa quay mặt sang, nhìn đối diện con sông lớn hiện ra một khung cảnh xinh đẹp mộng ảo, trên mặt đất nở đầy hoa hồng màu sắc tươi đẹp, có màu đỏ thẫm, Màu trắng, màu hồng phấn, lại còn có cả màu tím. Trên bàn ăn ngoài trời đặt một chậu hoa, phòng ăn rộng rãi kia, thậm chí còn bài trí ghế dựa thoải mái, còn có giá sách, trái phải hai bên dưới bóng cây hồng nhỏ, gió nhẹ thoảng qua, cây lá nhẹ nhàng lay động, con mèo tuyết trắng nhẹ nằm trên ghế, hết sức nhãn nhã. Vì vẫn còn là sáng sớm, phòng ăn vẫn chưa mở cửa kinh doanh, thế nhưng ánh mặt trời sáng rực đã chiếu rọi làm cho khắp phòng ăn sáng chói trang hạo nhiên nhẹ tháo dây an toàn trong lòng vừa kích động vừa đẩy cửa xe ra dọc theo con đường nhỏ thoáng qua từng đợt gió xuân đi về chiếc cầu nhỏ kia vừa bước được vài bước trên cầu nhỏ nhìn cành liễu rủ xuống hấp dẫn phía trước truyền đến một loạt giọng nói thanh thúy ngọt ngào niky harry up niky nhanh lên một chút trang hạo nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu hai tròng mắt nóng cháy gấp rút nhìn về phía trước đường khả hinh mặc váy dài màu trắng bên ngoài khoác áo ca rô trắng xanh dài, đi giày đế bằng màu trắng, tóc dài được thắt qua loa thành một bím, buông xuống trước ngực trái, trên chắn tóc mái nhẹ rũ, càng lộ ra đôi mắt to sáng người động lòng người, và khuôn mặt tròn nhỏ nhắn ửng hồng, trong tay sách một thùng lớn khăn trải bàn tím đã giặt sạch, đi về phía xích đu, đang chuẩn bị treo lên phơi. Ok, NIKY mặc đồng phục nhân viên tạp vụ, mỉm cười đi đến. Đường khả Hinh đứng dưới ánh mặt trời, bộc lộ nụ cười thanh khiết dịu dàng, nhìn cô một cái mới mỉm cười xoay người vừa muốn xách thùng lớn tiếp tục đi về phía trước lại cảm giác được phía trước có một bóng dáng nhàn nhạt, nhạt cô sửng sốt dừng lại động tác trong tay trong lòng không hiểu sao khẽ xúc động ôn nhu ngẩng đầu nhìn thấy trang hạo nhiên trên chiếc cầu nhỏ sắc mặt vô cùng bình tĩnh lại chăm chú nhìn mình chầm chầm. tim cô đập mạnh một cái khiếp sợ hai tay mềm nhún thùng lớn dầm rơi trên mặt đất lăn đến bên cạnh bãi cỏ Trang hạo nhiên nhìn cô gái dịu dàng dưới ánh mặt trời đang đứng trước mặt, mới mấy tháng không gặp, ngày càng xinh đẹp duyên dáng đáng yêu, thuần khiết tựa như hoa sen, hai chồng mắt tỏa ra ánh nhìn cứng rắn, trong lòng anh đau buốt. Đường khả hình hai tròng mắt đầy lệ, không thể tin nổi nhìn về phía trang hạo nhiên xa xôi như cách cả một thế hệ, trên mặt có chút run run kích động, lại nói không nên lời, chỉ là yên lặng bước, hướng anh đi đến. Trang hạo nhiên khổ sở nuốt chua sót cùng kích động xuống cổ họng, cũng chậm rãi đi xuống chiếc cầu nhỏ, bước tiếp trên bãi cỏ xanh mềm mại, hướng cô đi đến. Cuối cùng, hai người đứng giữa những đóa hoa hồng tươi đẹp, cùng nhìn người đối diện, muốn nói gì cũng không nói nên lời, chỉ xúc động cười. Ánh mặt trời, tiếp tục oáng ánh buông xuống. Hình bóng hai người, liền như vậy giao nhau cùng một chỗ. chương 540, muốn nhìn em. Ánh mặt trời rực rỡ, những đóa hoa hồng đỏ tươi đẹp, kiều diễm mà ướt át, xa xa bên bờ sông, cây liễu rủ xuống những tán lá màu xanh xanh. Trang hạo nhiên yên lặng tao nhã ngồi vào bàn ăn rộng rãi, trước mặt đặt một ly cốc tai đỏ rực, cắm vào một đóa phượng hoàng, đang tỏa ra một màu đỏ tươi vô cùng xinh đẹp, hai tròng mắt của anh cũng nóng rực mà nhìn chầm chầm cô gái trước mặt. Đường khả hình mỉm cười đem cái khăn trải bàn cuối cùng phơi lên trên sợi dây trước mặt, trong lòng tràn đầy ấm áp, giống như gió xuân hiền hòa đang được ánh mặt trời sưởi ấm sau một mùa đông dài. Ô, Ikan, T. He, So Handsome, wow, tôi thực sự không chịu nổi. Anh ấy thật quá đẹp trai rồi. NIKY vừa ngồi xuống, vừa xoa huyệt thái dương, cảm thấy chính mình sắp không thở nổi, lại liếc mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, toàn thân Âu phục màu đen, bên trong mặc áo sơ mi màu xanh hở cổ, lộ ra hầu kết gợi cảm của người đàn ông, khuôn mặt hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc, đôi mắt quyến rũ, cái mũi anh Tuấn. Toàn thân tỏa ra một loại khí chất cao quý, yêu nhã, làm cho phòng ăn này trong khoảnh khắc bóng trở nên sáng chói, rực rỡ. Ô, oh, NIKY nhìn Trang Hạo Nhiên vài lần, nhìn đến hoa cả mắt, lại ấn huyệt thái dương mạnh hơn, thực sự đẹp trai đến chói mắt rồi. Đường khả hình phơi khăn trải bàn xong, nhìn NIKY vẫn kích động kêu la như vậy, đột nhiên cười, cầm khăn choàng, khoác lên người, mới theo hướng Trang Hạo Nhiên đi qua. Trang Hạo Nhiên không nói lời nào, chỉ mỉm cười ngẩng đầu, nhìn về phía cô. Alan hôm nay có việc ra ngoài, cho nên không có cách nào chuẩn bị cho anh món ăn ngon." Đường Khả Hinh mỉm cười đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, giống như bà chủ của phòng ăn này, mềm giọng nói. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn Đường Khả Hinh thật dịu dàng ngồi đối diện với mình, đang nhìn về phía mình, bộc lộ một chút trưởng thành mỉm cười, anh cũng chậm rãi dịu dàng nở nụ cười. Đường Khả Hinh ngồi một bên, đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao mấy tháng không gặp, lúc đó còn chọn cách rời đi như vậy có chút xấu hổ, lại nghe tin anh cùng Cố Di sắp kết hôn, lại có một chút cảm giác xa lạ, suy nghĩ một lúc lâu, mới ngẩng đầu, nhìn về phía anh mỉm cười nói, em giới thiệu cho anh biết đồng nghiệp của chúng em ở phòng ăn. Trang Hạo Nhiên im lặng không lên tiếng, chăm chú nhìn cô một lúc lâu, mới mỉm cười gật đầu. Bruce, Nicky, Đường Khả hình như người nhìn về phía đầu kia, cười kêu nhỏ. Bruce vừa nghe, vẻ mặt lập tức bộc lộ nét thật thà phúc hậu vui vẻ, cười đi tới dùng cử chỉ phong thái của một quý ông người Anh vươn tay, trang hạo nhiên cũng lập tức đứng lên bày tỏ thái độ lịch sự cài lại cúc áo hướng về Bruce nở nụ cười đẹp trai giơ tay bắt lấy tay của ông mới kính trọng nói Naito you hân hạnh được gặp ông Bruce cũng lập tức cười nói Naito tôi cũng rất hân hạnh chúng ta lại gặp nhau Đường Khả Hinh mặc dù có chút nghi ngờ lời nói giữa hai người bọn họ nhưng vẫn xoay người kêu nhỏ NIKY. NIKY nghe thấy đường khả hình gọi mình, cô lập tức trốn vào bên trong cánh cửa phòng ăn, khẩn trương thở vào nhẹ nhóm, sửa lại cái này, sửa lại cái kia, nhẹ hất tóc, mới nặng nề thở hổn hển đi ra, nhìn trang hạo nhiên, vóc dáng một người đàn ông phương đông cao gần 1m9, với phong độ cao lớn, cử chỉ cao quý tao nhã, mỉm cười lịch sự, vô cùng lịch lãm nhìn về phía mình, một đôi mắt đầy quyến rũ, nóng rực mà kín đáo, giống như biết nói vậy. Oh my God, NIKY giơ 10 ngón tay, hoa mắt không chịu nổi nữa, kêu to I can't Stenis. I can't Stenis. Cô vừa dứt lời cả người giống như bị uống say, phải trái loạn trọn chạy về phía trước, phịch một tiếng, vọt vào phòng ăn. Ba người bên ngoài phòng ăn, nhìn cô kích động như vậy, đều có chút mất hồn, đường khả hình đứng ở giữa không biết làm thế nào, cười to. Trang hạo nhiên cũng cúi đầu cười. Y, e, em sorry, crazy, Bruce bất đắc dĩ nói xong, lập tức chạy vào tìm cô. Đường khả hình thấy hai người đi rồi, không biết làm sao nhìn về phía anh, mỉm cười nói, NIKY rất ngây thơ, hồn nhiên, là bạn tốt của em ở đây, Bruce rất thích cô ấy, phải nói cả hai đều thích nhau, thế nhưng không ai chịu nói ra, đều ngại ngùng, xấu hổ. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn đường khả hình, ba tháng không gặp, không biết cô đã trải qua những gì, dường như so với cô ấy trước đây, dịu dàng cùng nhã nhận lịch sự hơn, liền cười nói, em biết bọn họ thích nhau. Đương nhiên biết, Em cùng bọn họ chung sống 3 tháng, Đường Khả Hinh mỉm cười ngẩng đầu, nhìn anh nói. Trang Hạo Nhiên nghe, gật đầu, tay đặt ở trên mặt bàn, ngón tay nhẹ cầm ly cốc tai, lắc đều. Đường Khả Hinh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên 3 tháng không gặp, so với bình thường yên lặng hơn một chút, liền cười nói, em nghe nói anh cùng Cố Di tiểu thư sắp kết hôn, cô ấy còn mang thai. Chúc mừng anh. Trang Hạo Nhiên nhíu mắt, nhìn cô một cái. Đường Khả hình lập tức cúi đầu nhẹ cầm khăn choàng không nói gì trang hạo nhiên nhìn cô như vậy đột nhiên dịu dàng cười cầm lên ly cốc tai uống một ngụm nhỏ mới thở dài nói anh cho rằng nhìn thấy em sẽ có rất nhiều lời để nói ví dụ như xin lỗi em vì đã từng không tin em không cho em lòng tin thậm chí không để lại một câu nói cứ như vậy mà rời xa em lại ví dụ như đêm hôm đó sau khi em rời khỏi nhà anh em rốt cuộc đã đi đâu Thế nhưng bây giờ, anh phát hiện cái gì cũng nói không nên lời. Đường khả hình chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lộ chút đau lòng nhìn anh. Trang hạo nhiên hai tròng mắt nhẹ lóe lên một cái, bộc lộ vài phần mất mát, gật đầu, lại thở dài nói, đúng vậy. Quá khứ chúng ta đã từng vui vẻ cùng một chỗ, là bởi vì em cần anh, hiện tại em đã trưởng thành, một mình có thể dựng lại phòng ăn, anh rất ngạc nhiên, anh cũng rất mừng, rất vui vẻ. Anh ngẩng đầu, cười nhìn cô, Đường Khả Hinh chăm chú nhìn anh, không biết nói gì. Trang Hạo Nhiên cũng dịu dàng nhìn cô, rốt cuộc cũng có phần quen thuộc với tính cách vội vàng trẻ con của cô. Đột nhiên cười, vươn tay nhẹ nhàng nhéo vào chiếc cằm tinh xảo của cô, nói: Ba tháng lo lắng của anh, hiện tại tim cũng được nhẹ nhõm buông lỏng rồi. Sợ một mình em ở dưới bầu trời của một đất nước xa lạ, không thích ứng được nên làm cái gì bây giờ? Không biết bảo bối của anh, có đói bụng hay không, có lạnh hay không? có hay không bởi vì nhớ một người mà buổi tối đau lòng ngủ không được. Đường khả hình hai mắt dương dương nhìn anh, trong lòng tràn đầy ấm áp, giống như một loại nước trong hồ ào ào vỡ tung chảy ra, muốn nói gì đó, nhưng lại cố gắng kiềm chế, vẫn còn cảm giác xa lạ đáng sợ kia. Trang hạo nhiên thâm sâu nhìn cô rất lâu, phát hiện cô đã trưởng thành, là một người có đã khả năng chịu đựng được tất cả, liền gật đầu, thở dài nặng nề, lại cười đem ly cốc tai kia uống một hớp nhỏ, mới nói anh qua đây chỉ để muốn nhìn em một chút, nhìn xem em có tốt không. Chỉ cần thấy khỏe mạnh, anh yên tâm rồi. Phòng ăn cũng phải kinh doanh, anh cũng nên trở về thôi. Trái tim đường khả hình nhảy dựng, kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn anh, khẩn trương gọi, nhanh như vậy. Không ngồi thêm một lúc nữa. Trang hạo nhiên tim đau nhói, nghe những lời này, bắt đầu cảm giác có chút mất mát, nhanh chóng mỉm cười, đứng dậy, chỉnh sửa lại nút áo lần nữa, mới nói, không ngồi, không quấy dậy em làm việc, cuộc thi đấu sắp kết thúc, cố lên. Đường khả hình lập tức đứng lên, hai mắt nổi lên làn hơi nước, nhìn anh. Đi đây, trang hạo nhiên đẹp trai tự nhiên vươn tay, vỗ vỗ bả vai của cô, sắc mặt nhẹ thu lại, chậm rãi đi xuống cầu thang, dẫm lên bãi cỏ màu xanh mềm mại, hướng về cây cầu nhỏ bên kia đi đến. Đường khả hình lập tức đi theo anh, khăn choàng bên vai trái rơi xuống, nhưng cô vẫn không biết, chỉ biết trái tim đang đập thình thịch. Không cần đưa tiến. Trang Hạo Nhiên đi tới bên cạnh cầu nhỏ, mới xoay người mỉm cười nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh không nói lời nào, hai mắt gấp gáp nhìn anh. Trang Hạo Nhiên không nói gì thêm, hai tròng mắt nhàn nhạt, nhạt bộc lộ sự yêu thương, sau đó nhẹ nhàng bước lên, nhẹ kéo khăn choàng cho cô, khoác lại trên người cô, rồi dịu dàng vuốt những sợi tóc mái trên trán cô, yên tâm mà mỉm cười nhìn cô gái này nói, anh đi rồi, phải chăm sóc chính mình thật tốt, có việc gì điện thoại cho anh, em hẳn là có mặc dù ba tháng qua anh luôn đợi điện thoại của em. Thế nhưng em không chịu gọi, cho nên anh vẫn luôn nghĩ. Bởi vì theo những gì anh biết về em, chỉ có lúc đau buồn mới có thể một mình trốn tránh. Nhưng hôm nay nhìn em, mới biết em không có việc gì, em rất tốt, em. Trưởng thành rồi, không cần bất cứ ai, cũng có thể một mình tiếp tục đi về phía trước. Đúng vậy, rất tốt. Đường khả hình đôi mắt đẫm lệ, nhanh chóng ngưng tụ. Đi đây, em phải cố gắng lên chấm than ngoặc kép, Trang Hạo Nhiên do dự một lúc lâu, mới bỗng nhiên xoay người, nhanh chóng đi qua cây cầu nhỏ, đi tới trước cửa xe mình, nhìn con đường nhỏ phía trước với những cây hoa quế đang nhẹ nhàng lay động theo chiều gió, hai tròng mắt nhanh chóng chấp lóe, không nói nữa, đạp số, lập tức lái xe rời đi. Đường Khả Hinh không nghĩ đến xe sẽ thực sự chậm rãi chạy cách xa phòng ăn, cô giật mình, cầm chặt khăn choàng, đi qua cây cầu nhỏ, đứng dưới bóng cây quế, thở gấp gáp, sừng sốt cùng đau lòng nhìn chiếc xe thể thao kia, cứ như vậy mà chạy cách xa mình, lòng cô hoảng sợ, lại vội vàng nhìn chiếc xe kia, dần dần biến mất. Alan chạy xe đạp, nhìn đường khả hình đau lòng rơi nước mắt đứng dưới cây quế, liền khó hiểu hỏi, hi, em làm sao vậy? Chiếc xe thể thao chạy dọc theo con đường nhỏ uốn lượn phía trước, cuối cùng chậm rãi biến mất. Đường khả hình nước mắt bỗng nhiên chảy xuống, đột nhiên ném khăn choàng, chạy như bay về phía trước, kêu to trang hạo nhiên. Alan dừng xe, khó hiểu cùng suốt ruột nhìn về phía đường khả hình. Trang hạo nhiên, đường khả hình chạy như bay về phía trước, vừa chạy vừa kêu to, trang hạo nhiên, ngồi lâu thêm một chút rồi hãy đi. Em biết anh đau lòng vì em không gọi điện thoại cho anh. Thế nhưng em không dám gọi, em sợ gọi, liền không nhịn được mà khóc lên, em đã rất lâu, rất lâu rồi không khóc, thật rất vất vả mới có thể trở nên kiên cường, để không bị ngã xuống, nếu như không như thế, khả năng cả đời em đều sẽ ỉ lại vào anh em muốn làm chiếc dù nhỏ của anh không phải chỉ là cành cây nhỏ của anh phía trước con đường nhỏ quanh co thật yên tĩnh đường khả hình chạy thật nhanh về phía trước vừa chạy vừa khóc lớn trang hạo nhiên không cần đi nhanh như vậy không có bất kỳ ai trả lời thị trấn cambridge thời tiết hôm nay khá tốt du khách rất nhiều đường khả hình chạy nhanh đến thị trấn mỗi con đường ngõ hẻm nơi đâu cũng tìm nhìn về nhìn về phía trời xanh cầu nguyệt, hy vọng người đàn ông kia bởi vì đã lâu chưa tới Cambridge, mà dừng lại một lúc, cô gái này vội vã tìm kiếm trong dòng người qua lại trên con đường nhỏ, từng bước một chạy như bay, đầu tiên là đi qua con đường nhỏ bán hàng hóa, sau đó tới con đường có những quán rượu, cửa hàng bán đồ cổ, thậm chí đến cửa hàng bánh ngọt có hương vị rất độc đáo, lúc này mới đau lòng nhớ tới, có lẽ người đàn ông này khát vọng nhìn thấy mình mừng rỡ. Cùng vui vẻ tươi cười nhưng mình lại không cho anh thấy. Anh khẳng định lo lắng cho mình đã lâu rất lâu. Đường khả hình gấp gáp chạy như bay khắp nơi, vừa chạy vừa rơi nước mắt, chạy qua rất nhiều du khách đến từ khắp nơi trên thế giới, dốc sức tìm từng ngóc ngách trên con đường nhỏ. Trang hạo nhiên, trang hạo nhiên, đường khả hình sắc mặt trắng bệch chạy khắp nơi, đi qua gian cửa hàng bánh ngọt lúc nãy, rồi lại muốn chạy đến hướng nhà ga, lại đột nhiên dừng bước chân, đứng trước tủ kính cửa hàng bánh ngọt, nhìn thấy bên trong có một người đàn ông, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt, quần tây đen, tay cầm áo âu phục của chính mình, đứng một góc trong cửa hàng bánh ngọt, sắc mặt vô cùng bình tĩnh vươn tay, xé một miếng bánh mì, bỏ vào trong miệng nhai. Và rồi, khẳng định là mùi vị này, gật gật đầu. Đường khả hình không thể tin nổi, cho rằng xuất hiện ảo giác, lập tức đi tới trước tủ kính, vội vàng nhìn người đàn ông bên trong cửa hàng bánh ngọt, giống như rất thích loại bánh ngọt này, tiếp tục bình tĩnh đứng ở đó thưởng thức. Mặt bộc lộ một chút đau lòng mỉm cười, nước mắt của cô rơi xuống, lập tức lao vào tiệm bánh, ôm chặt cánh tay anh, kêu to, hi. Trang hạo nhiên kinh ngạc quay đầu, nhìn đường khả hình, không nghĩ đến gặp cô ở đây, trong lòng không hiểu khẽ động, có chút không biết phải làm sao, đành phải mỉm cười nói, hi. Bánh ngọt ở đây ăn rất ngon. Đường khả hình nhìn anh, vội vàng nói. Trang hạo nhiên lặng yên nhìn cô rất lâu, mới mỉm cười giơ bánh mì trong tay, nói, anh biết, anh không trả tiền, cứ vậy ăn sao? Đường Khả Hinh nhìn anh, cười hỏi. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, lại xé một miếng bánh, bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa buồn cười nói, nhìn bộ dáng của anh, không giống không có tiền để trả đi. Anh luôn luôn ăn trước, sau mới trả tiền. Phốc. Đường Khả Hinh nở nụ cười, lập tức từ trong túi váy của mình, lấy ra hơn 10 bảng anh, nói em mời anh ăn. Trang Hạo Nhiên yên lặng nhìn cô, hai tròng mắt bộc lộ ý cười dịu dàng, mềm giọng nói, mời anh ăn. Đường khả hình nhẹ ngửa mặt, mỉm cười nghĩ nghĩ, mới gật đầu, trả lời, ưm. Um. Mời anh ăn. Trang hạo nhiên im lặng nghĩ nghĩ, không lên tiếng, chỉ xé bánh nghỉ bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa nhịn cười không được. Đường khả hình cũng nhịn không được nữa, nở nụ cười. Audio điện tử võ tấn bền chương 541, Dũng cảm quên Trên đường dòng người chen chúc Hai người mỉm cười đi ra khỏi cửa hàng bánh ngọt Trang Hạo Nhiên có lẽ có chút đói bụng, không ngừng xé bánh mì ăn. Trước khi tới đây anh không ăn điểm tâm sao? Đường Khả Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên, có chút đau lòng hỏi. Trang Hạo Nhiên mỉm cười xé bánh mì, vừa ăn vừa gật đầu nói ưm, um, lúc tới đây hơi sớm một chút, cũng không có ăn gì, cửa hàng bánh ngọt này là nơi anh và dai dai thích nhất, mỗi lần anh đói bụng, cô ấy cũng sẽ tới cửa hàng này mua cho anh bánh mì. Đường Khả Hinh tiếp tục mỉm cười đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên cũng im lặng không lên tiếng. Xe thể thao liền dừng trước cửa giáo đường, Trang Hạo Nhiên là một trong những người chịu trách nhiệm về cuộc thi đấu rượu đỏ. Theo quy tắc thi đấu, anh không được quyền tiếp xúc với bất kỳ tuyển thủ nào, cho nên dù chỉ gặp mặt một lần, cũng bị cho là phạm quy, liền phải rời khỏi. Hai người từ từ hướng về chiếc xe con đi đến. Thế nào đột nhiên lại chạy ra đây? Trang Hạo Nhiên vừa ăn bánh mì, vẫn cảm thấy có chút buồn cười hỏi. Đường Khả Hinh cũng mỉm cười, vừa cất bước đi về phía trước, vừa nói, vừa lúc em nhìn thấy anh lái xe rời đi, đột nhiên nhớ tới, buổi tối ở London kia, em liền như vậy rời khỏi. Thật là tàn nhẫn. Trang hạo nhiên dừng lại động tác trong tay, hai tròng mắt lóe ra, im lặng không lên tiếng. Đêm hôm đó, anh nhất định rất giận em đúng không? Em biết, anh nhất định sẽ đi tìm em, hơn nữa sẽ tìm rất lâu, thậm chí tìm cả một buổi tối, giống như trong quá khứ lúc em gặp rắc rối, anh suốt đêm tìm em vậy. Đường Khả Hinh có chút đau lòng, nghẹn ngào nói: "Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, nói: "Không có, không có tìm em, anh đêm hôm đó ngủ rất ngon, em cũng biết, anh luôn có thói quen 10 giờ đi ngủ." Đường Khả Hinh đứng bên cạnh xe thể thao, hai tròng mắt rưng rưng, nhìn anh có chút không tin hỏi: "Thật vậy sao?" "Ừ," Trang Hạo Nhiên thẳng thắn gật đầu, đem áo phục của mình ném bên cạnh ghế điều khiển xe thể thao, nở nụ cười vươn tay, nhẹ nắm bả vai cô thật sâu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xúc động nói còn có mấy ngày nữa thôi, cuộc thi đấu sẽ kết thúc, đến lúc đó sẽ trở về nước, cố gắng lên. Hãy tự mình tạo nên một chút thành tựu. Đường khả hình nhìn anh, cảm thấy xót xa trong lòng, lại không biết nói gì cho phải. Chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt, Trang hạo nhiên cười vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nói anh đi đây. Đường khả hình vẫn như lúc nãy, chăm chú nhìn anh, muốn giữ anh lại nói chuyện cùng mình một buổi tối không được sao. Ở lại một buổi tối, em muốn nói chuyện với anh, bù đắp thật tốt cho buổi tối ở London kia, củi lửa vẫn chưa cháy hết, liền tự mình rời khỏi, để lại anh cô quạnh. Anh đi, Trang hạo nhiên ngồi lên xe thể thao, hai chồng mắt mạnh mẽ chấp lóe, cầm tay lái, điều khiển xe. Chờ một chút, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên thật khẩn trương nhào tới trước cửa sổ xe, sốt ruột nói với anh, anh có thể chờ em hay không? Em có một thứ này muốn giao cho anh. Xin anh nhất định phải chờ em một chút." Trang Hạo Nhiên kỳ quái nhìn cô, mỉm cười, hỏi, "Là cái gì?" "Anh phải ở chỗ này chờ em, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh đều nhất định phải ở chỗ này chờ em." "Được không?" Đường Khả Hinh đột nhiên rơi lệ nhìn anh, hỏi. Trang Hạo Nhiên thật sâu nhìn cô, một lúc lâu sau mới mỉm cười, nói, "Được." Đường Khả Hinh cười, lập tức lau khô nước mắt, cầm váy dài lên, chuyển hướng chạy như bay về phía trước. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt nhìn thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của Khả Hinh đang theo con đường náo nhiệt vội vàng chạy đi, trong nháy mắt liền biến mất giữa đám người. Có chút kỳ quái tự hỏi cô muốn làm gì. Thực sự nghĩ không ra, liền thở dài, đầu tựa vào ghế xe, bất đắc dĩ nói: Trang Hạo Nhiên nói với cô ấy, người tìm cô ấy ba tháng, người sẽ chết sao? Cho dù cô ấy có thể một chút cũng không nhớ tới người, thế nhưng người tìm cô ấy và cô ấy có nghĩ tới người hay không là hai chuyện khác nhau. Anh nặng nề thở dài một hơi, tim có một chút đau nhói cùng không nỡ nhìn con đường náo nhiệt phía xa xa, cô gái ngốc này, lẻ loi một mình đi tới nơi này, rốt cuộc làm thế nào chống đỡ sửa sang được toàn bộ phòng ăn. Càng nghĩ tim càng đau, lại hướng ra ngoài nhìn xem cô đã quay lại hay chưa. Bầu trời vừa rồi còn là một màu xanh thẳm, lúc này lại không hiểu sao kéo đến một chút âm u, không bao lâu sau, một trận gió lạnh thổi qua, mưa bụi rất nhỏ, lướt nhẹ xuống. Đã qua nửa giờ, trang hạo nhiên chờ đợi có chút nóng lòng mở cửa xe đi ra đón mưa phùn đứng trước cửa giáo đường chầm chậm nhìn về phía con đường vắng vẻ nhớ tới cô khi đó đột nhiên biến mất tim không hiểu sao lại căng thẳng vừa muốn dọc theo đường đi tìm cô ai ngờ giữa trời mưa phùn nhìn thấy một bóng người màu trắng ôm một cái hộp lớn dùng tay che mưa hướng phía bên này chạy như bay đến anh sửng sốt lập tức đi lên lo lắng nói em đã đi đâu có thứ gì quan trọng như vậy chứ gặp mưa bị cảm lạnh thì phải làm sao? Đường khả hình toàn thân có chút ướt át, lại ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên không chú ý, cười nói, không có chuyện gì, em chỉ muốn đem thứ này giao cho anh. Coi như là cảm ơn anh ba tháng nay đã nhớ tới em. Trang Hạo Nhiên kỳ quái đứng giữa trời mưa bụi, nhìn về phía cái hộp được bao bọc bằng giấy màu xanh, có chút nghi ngờ nhìn cô. Đường khả hình ngọt ngào ôn nhu cười, nhìn anh nói, mau trở về đi thôi. Cầm về nhà rồi hãy mở về nước sẽ gặp lại hóa ra xa cách vẫn còn tiếp tục trang hạo nhiên nâng cái hộp lại im lặng mà đau lòng nhìn cô anh đi đi việc kinh doanh đã bắt đầu rồi anh cũng không biết phòng ăn của chúng em vào lúc trời mưa nhìn đẹp nhất nhất là chỗ lúc nãy anh vừa ngồi lúc ấy em bài trí bàn ăn đã từng nghĩ có một ngày anh sẽ đến gặp em em sẽ mời anh ngồi ở chỗ đó ngắm mưa rơi ở cambridge đẹp biết bao nhiêu đường khả hình cố nén hai mắt đẫm lệ đứng trong mưa mỉm cười nhìn anh khẽ phất tay một cái, lại nhanh chóng chạy trở về. Trang hạo nhiên ôm cái hộp, đứng trong mưa, nhìn bóng dáng đường khả hình cô độc, không nói nên lời, chỉ khẽ cười khổ, thở dài một hơi, xoay người ngồi vào trong xe, đem cái hộp đặt ở ghế lái phụ, vừa muốn nổ máy, chuẩn bị lái xe đi, lại nắm chặt tay lái, do dự một lúc, lại tắt máy, nhanh chóng ôm cái hộp qua, chậm rãi mở ra, anh cư nhiên nhìn thấy bên trong có thật nhiều những tấm biêu thiếp. Sửng sốt, kỳ quái cầm lên một dấp bưu thiếp, tất cả đều là phong cảnh Cambridge, hai mắt anh bộc lộ nghi ngờ và kinh ngạc. Cầm lên một tấm biêu thiếp có hình phong cảnh học viện hoàng hậu, đưa lên nhìn, mặt trên là nét chữ xinh đẹp của Khả Hinh, viết trang hạo nhiên, không. Biết bắt đầu từ khi nào, em đã bắt đầu dần dần có chút quên đi bi thương, bởi vì em rất bận. Em chợt phát hiện ra bận rộn thật tốt. Hai tròng mắt trang hạo nhiên thoáng qua một tia đau đớn, lại nhanh chóng cầm lên một biêu thiếp khác đưa lên nhìn, Trang Hạo Nhiên, hôm qua phòng ăn của chúng em bị bốc cháy, đây là lúc mà em muốn dùng dũng khí lớn nhất, gửi cho anh một vài biêu thiếp, thế nhưng em lại nhịn xuống. Trang Hạo Nhiên, ở Cambridge trời đang mưa, không biết London có mưa hay không, thật cô đơn, đặc biệt nhớ đến anh. Nhớ anh hát tâm can bảo bối cho em nghe. Trang Hạo Nhiên, thế giới của em không có người khác, dường như chỉ có anh mới có thể hiểu được những tổn thương của em, nhưng làm thế nào đây? em không muốn ỉ lại vào anh nếu như em yếu đuối có thể tương lai anh lại càng ghét em trang hạo nhiên em hôm nay học nói tiếng anh nói được một chút cũng không thuận lợi nhớ tới anh thường nghe điện thoại lúc nói chuyện bằng tiếng anh thật là đẹp trai trang hạo nhiên em hôm nay thực sự rất cô đơn tỉnh lại sau cơn ác mộng phát hiện ra toàn bộ thế giới chỉ có một mình em mùa xuân một tiếng sấm rền vang đánh trên bầu trời trang hạo nhiên cầm biêu thiếp hai tròng mắt đỏ bừng nhìn những tấm biêu thiếp mở ra hơn trăm tấm tất cả đều là tên mình trong lòng đau thắt nhớ tới khả khinh vừa mới nói anh cũng không biết phòng ăn chúng em vào lúc trời mưa nhìn đẹp nhất nhất là chỗ lúc nãy anh vừa ngồi lúc ấy em bài trí bàn ăn đã từng nghĩ có một ngày anh sẽ đến gặp em em sẽ mời anh ngồi ở chỗ đó ngắm mưa rơi ở cambridge đẹp biết bao nhiêu đồ ngốc chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lập tức ném biêu thiếp xuống đau lòng nhảy xuống xe, đón mưa bụi, hướng con đường khả Hinh đã đi, chạy như bay tới, trải qua hàng loạt cửa hàng bên đường, lúc muốn hướng phòng ăn chạy như bay tới, lại đột nhiên dừng bước lại, không thể tin nổi đứng trong mưa, nhìn thấy đường khả Hinh một mình ôm một túi bánh mì, cô đơn lẻ loi ngồi trồm hồm trước tủ kính cửa hàng bánh ngọt, nhỏ giọng nước nở, nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống. Anh khiếp sợ đứng tại chỗ nhìn cô. Đường khả Hinh tiếp tục ôm túi bánh mì, cúi đầu nhỏ giọng nước nở, Vốn cho là mình đủ kiên cường, thế nhưng khi nhìn thấy anh, vậy mà vẫn kích động cùng yếu đuối như vậy, cô lại thất vọng về chính bản thân mình khóc lên. Trang Hạo Nhiên rất bất đắc dĩ đứng trong mưa, nhìn cô gái này, hai tròng mắt trong mưa ẩm ướt, thoáng qua một chút đau lòng, nhẹ nhàng gọi, "Khả Hinh." Đường Khả Hinh trong trời mưa ẩm ướt tí tách rơi, bỗng nhiên ngẩng đầu, rơi lệ nhìn thấy Trang Hạo Nhiên xuất hiện trước mặt mình, cô đột nhiên ôm túi bánh mì, khóc lên nói, "Làm sao bây giờ?" em vừa rồi vốn nghĩ mua một túi bánh mì muốn đi tìm anh sợ anh ở trên đường đói thế nhưng khi em tới mua hiện tại mới nhớ ra lúc chạy vào mua có thể anh đã đi rồi em rất khổ sở đêm hôm đó xin lỗi em từ nhà anh bỏ đi em xin lỗi em biết em sai rồi thế nhưng em không muốn ỉ lại vào anh làm chuyện gì cả em sợ anh ghét em thế nhưng đêm hôm đó em thật sự rất đau khổ thật sự rất cô đơn em rất muốn ở nhà anh lâu hơn một chút. Cô nói xong, ôm túi bánh ngọt kia, cúi đầu lại run run khóc lên. Trang hạo nhiên nghe những lời này, hai mắt lại bộc lộ sự khổ sở cùng đau đớn, chậm chạp đi qua, ngồi xổm xuống, nhìn cô gái trước mặt. Đường khả hinh ngẩng đầu, nhìn anh, nghẹn ngào rơi lệ nói, anh có thể hay không nói cho em biết thế nào là kiên cường. Kiên cường đến lúc anh rời khỏi, em nhất định sẽ không nhớ tới, tại nhà anh ở London, đã làm cho em đĩa mỹ ý kia làm thế nào mới có thể không nghĩ tới điểm mỹ ý kia. Em thực sự rất vất vả cũng không có cách nào quên được. Cô lại chôn mặt trước túi bánh mì ngọt, ô ô ô khóc lên. Trang hạo nhiên đột nhiên cười, cảm động vươn tay, nhẹ đem cô gái trước mặt, ôm vào trong lòng, khẽ hôn mái tóc cô, mới khẽ thở dài một cái, xúc động nói, đồ ngốc, nếu như em muốn ăn, anh mỗi ngày đều làm cho em. Đường khả hình ấm áp tựa vào lòng Trang hạo nhiên, nghe được lời nói đầy sự cưng chiều này, tất cả kiên cường, đều sụp đổ, nước mắt lại ảo ảo rơi xuống. Đầu đường Cambridge, người thưa dần, mưa ẩm ướt sóc rách, tiếp tục rơi xuống. Trước một cửa hàng bánh ngọt nào đó có hai người, ôm nhau, đón mưa bụi trắng xóa, ôm nhau. chương 542, bảy gốc củi. Một cây dù trong suốt, bung ra giữa ngã tư đường quanh co uốn lượt, hai người cứ như vậy, nhìn nhau, mỉm cười. Đi thôi, Trang Hạo Nhiên nhẹ ôm đường khả hinh vào lòng, sau đó đi về phía trước. Đường khả hình mỉm cười, im lặng không lên tiếng, tựa vào trong ngực anh, cũng nhẹ nhàng đi về phía trước. Trong phòng ăn Bruce, Gordon, Sophie, Zoe, Alan tất cả mọi người đều tò mò đứng trước cửa phòng ăn, nhìn đường khả hình cùng một người đàn ông anh Tuấn giống như một tác phẩm điêu khắc, hướng chiếc cầu nhỏ đi tới, bọn họ đều ngây người. Alan càng im lặng nhìn đường khả hình cùng Trang Hạo Nhiên, hai người thân mật dựa vào nhau, bộc lộ một chút nghi ngờ. Like Fanpage cập nhật nhiều chương mới hơn nhé facebook.com gạch chéo D-O-C-T-I-U-I-E-N-F-U-L-L Đường Khả Hinh mỉm cười đi về phía đồng nghiệp, vui vẻ giới thiệu cùng với các đồng nghiệp, nói Trang Hạo Nhiên là bạn bè phương xa của mình, hôm nay tình cờ gặp mặt, muốn nghỉ ngơi ở phòng ăn hai ngày. Khi Trang Hạo Nhiên đẹp trai nhiệt tình nở nụ cười, hướng mọi người chào hỏi." Khi Sophie và Zoe há hốc mồm nhìn Trang Hạo Nhiên, không nghĩ đến trên thế giới lại có thể tồn tại một người đàn ông phương đông đẹp trai đến như thế, các cô tất cả đều trợn tròn mắt, tim đập bịch bịch. Âm, một loạt âm thanh chén đĩa rơi vỡ, khủng khiếp truyền đến. Mọi người giật mình quay mặt sang, cư nhiên nhìn thấy NIKYA một tiếng, lại giơ năm ngón tay ra, khiếp sợ ôm mặt kêu to, he come back. Cô vừa nói hết lời, cả người hoảng hốt, lảo đảo xoay người, chạy vội vào bên trong. Trang hạo nhiên sừng sốt tất cả mọi người đều cười rộ lên, đường khả hình càng nhịn không được vui vẻ cười to, lại đứng trong đám người, nhìn Alan luôn luôn ôn nhu trầm mặc ánh mắt cô lập tức sáng ngời bước qua, nắm lấy tay Alan, kéo anh hướng phía Trang Hạo Nhiên đi qua. Trang Hạo Nhiên đứng bên cạnh, im lặng không lên tiếng nhìn đường khả hình theo thói quen tự nhiên cầm lấy tay Alan như vậy, kéo về phía bên này, hai tròng mắt anh liền ngưng động. Tổng Giám Đốc, chấm than ngoặc kép, đường khả hình thoáng cái kéo Alan, đi về phía Trang Hạo Nhiên vui vẻ nói, giới thiệu với anh một người, anh ấy tên Alan, là đầu bếp của phòng ăn bách hợp chúng em, một đầu bếp mà giống như một bậc thầy ảo thuật, lúc em ở Anh Quốc, anh ấy đã giúp đỡ em rất nhiều. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn người đàn ông ôn nhu trước mặt, hai tròng mắt thoáng qua một chút mất mát và lạnh nhạt, anh mỉm cười, vươn tay nói, hi, i v -E hi, Alan, Alan cũng mỉm cười vươn tay, cùng anh bắt tay. Hai người đàn ông, bốn mắt nhìn nhau, nỗi băn khoăn khác thường. Đường khả hình hoàn toàn không biết gì, chỉ thật vui vẻ đưa tay, nhẹ nắm cánh tay Trang Hạo Nhiên, mỉm cười nói, chúng ta vào trong phòng ăn xem đi, anh không phải vừa mới nói mệt sao. Tham quan phòng ăn chúng em, em liền dẫn anh đi nghỉ ngơi. Trang Hạo Nhiên thản nhiên nhìn đường khả hình, mỉm cười gật đầu. Đi thôi, đường khả hình vui vẻ dắt Trang Hạo Nhiên đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên vừa đi vào trong, vừa nghiêng mặt liếc mắt nhìn A lần một cái, hỏi, đầu bếp này là do chính em tuyển chọn. Đúng vậy, đường khả hình kéo Trang Hạo Nhiên đi vào giữa phòng ăn, vui vẻ mỉm cười nhìn anh nói, anh hãy xem phòng ăn của chúng em. Trang Hạo Nhiên mỉm cười ngừng đầu, nhìn toàn bộ thiết kế phòng ăn, một phòng ăn yêu nhã, vô cùng trang trọng theo phong cách cổ xưa, không để cho chút thiết. Kế hiện đại nào ảnh hưởng đến nó, nhất là ghế dựa màu tím bên cửa sổ, bài trí vài quyển sách, bên ngoài cửa sổ là những chiếc lá đỏ, chậm chậm bay trong mưa phùn, thiết kế thập phần độc đáo, từ tình cảm đến nguyện vọng, anh gật đầu tán thành cười nói, rất đẹp. Thật vậy sao, đường khả hình ánh mắt sáng ngời, vui vẻ hỏi. Trang hạo nhiên nghe giọng nói đầy ngạc nhiên mà vui mừng này, liền có chút nghi ngờ nhìn cô, cười hỏi chẳng lẽ phòng ăn này là do em thiết kế. Đương nhiên, tường còn là do em sơn, mấy tấm ván gỗ này còn là em đóng. Chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh kích động cười nói. Trang Hạo Nhiên nhìn vẻ mặt đầy đắc ý của cô nhóc này, bật cười nói, "Thật vậy sao?" "Ừ." Đường Khả Hinh vội vã lên tiếng trả lời, mới vừa muốn nói, lại nghe bên ngoài phòng ăn có giọng nói của khách, liền lập tức hưng phấn nhìn anh cười nói, "Có khách vừa tới, có lẽ em sẽ bận một lát, em sẽ mang anh đến khách sạn gần đây nghỉ ngơi trước." Cô nói xong, liền kéo Trang Hạo Nhiên muốn dẫn ra ngoài. Trang Hạo Nhiên lại nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô đem cô nhẹ nhàng kéo trở lại. Sao vậy? Đường Khả Hinh nghi ngờ nhìn anh. Không cần phiền phức như vậy. Anh sợ nhất chuyện phiền phức. Anh ngủ phòng của em là được rồi. Nếu như em không ngại, Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khả Hinh đầu tiên là sửng sốt, sau đó lập tức cười rộ lên nói đương nhiên không ngại. Vào đi. Cô nói hết lời, liền kéo Trang Hạo Nhiên đi ra cửa sau phòng ăn, tới trước một khoảng đất trống, đi hướng về giữa căn phòng nhỏ, Nói, gần đây em hơi bận, thường rất khuya mới ngủ, lại dậy từ rất sớm, cho nên không có thời gian dọn dẹp phòng, anh đừng để bụng." Trang Hạo Nhiên mỉm cười, theo cô đi vào căn phòng nhỏ kia, nhìn căn phòng nhỏ 10 mét vuông, đặt một chiếc giường nhỏ đơn giản, bên cạnh là chiếc bàn học cũ, chiếc đèn bàn cổ xưa, kề bên là giá sách và lò sưởi âm tường, gần bên cửa sổ có một ghế dựa, để một chiếc áo choàng màu xanh, cùng với một vài bức thư tiếng Anh. Anh vừa nhìn xung quanh, vừa cởi tây trang Đường Khả Hinh lập tức đi tới phía sau anh, cầm lấy tay Trang cho anh. Trang hạo nhiên cảm nhận được động tác nhẹ nhàng ấy, quay đầu lại nhìn cô. Đường Khả Hinh mỉm cười, có chút vui vẻ, cầm lấy tay Trang, treo lên móc. Trang hạo nhiên im lặng nhìn cô gái trước mặt, lúc đang treo tay Trang của mình, vì giá áo hơi cao, liền kiếng chân, anh đột nhiên xúc động cười. Đường Khả Hinh tựa như một chú kiến nhỏ siêng năng, mỉm cười đi về phía chiếc giường nhỏ của mình, vừa xốc chăn màu xanh lên, vừa nói, mùa xuân nước Anh, mặc dù ấm áp, thế nhưng so với thời tiết vùng phía nam như nước ta, vẫn có chút lạnh hơn, thậm chí có lúc, nhiệt độ xuống thấp em không chịu nổi, bị bệnh vài lần, Alan rất sợ em bị cảm lạnh, liền cho em thêm một cái chăn nữa, lúc trời mưa xuống lạnh, sẽ đắp thêm. Trang hạo nhiên lần thứ hai nghe đường khả hình nói về Alan, hai chồng mắt lại ngưng động, nhẹ tay đóng cửa phòng, khẽ bấm khóa. Trời lại mưa, phòng em ẩn ướt, cho nên gần đây a lần lấy cho em thêm rất nhiều củi gỗ có mùi hương em muốn biết chúng tên là gì anh ấy lại luôn đùa giỡn với em không chịu nói cho em biết đường khả hình sửa sang lại chăn mền lại nở nụ cười đi về phía lò sưởi ngồi xổm xuống vươn tay nhẹ giật chiếc cửa sắt nhỏ bỏ vào bên trong thêm vài gốc củi nhớ tới buổi tối ở lân đần trang hạo nhiên cũng cho thêm củi vào như vậy hai mắt cô hơi ngưng tụ một lúc mới nhẹ rót vào một chút chất đốt quẹt cây diêm bốc cháy ném vào Âm một tiếng, toàn bộ lò sưởi âm tường lập tức sáng lên, ánh lên khuôn mặt đường khả hình ửng hồng nhỏ nhắn ngọt ngào mà kích động, còn có một đôi mắt to sáng ngời, cô yếu ớt nói, đêm hôm đó, anh cũng như vậy, đốt cháy củi lửa cho em. Phía sau nhẹ ấm áp, cô sửng sốt. Trang hạo nhiên ngồi xổm phía sau, nhẹ ôm cô, ném một cây củi vào lò, mới yếu ớt nói, nếu như là đêm hôm đó, tổng cộng phải là bảy gốc củi. Em vừa ném vào ít hơn một gốc củi rồi đường khả hình chậm rãi quay đầu nhìn anh. Trang hạo nhiên cũng lẳng lặng nhìn cô. Hai người cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau, củi lửa phát ra tiếng xèo xèo, một trận khói mang theo hương thơm bay ra, lan tỏa toàn bộ không gian. Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên. Alan đứng cạnh cửa, mặc trang phục đầu bếp, tay cầm khăn lông trắng, hai tròng mắt bộc lộ vài phần mờ mịt, vùng vẫy đấu tranh, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ cửa. Trang hạo nhiên nghe tiếng gõ cửa, chậm chạp nhìn đường khả hình, hỏi em và cái tên Alan kia có quan hệ gì? Đường khả hình kỳ quái nhìn anh hỏi, quan hệ cái gì? Em và anh ấy không có quan hệ gì? Không có, Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười rộ lên, hỏi. Đúng vậy, đường khả hình nhanh chóng nói với anh, thật không có quan hệ gì. Làm sao vậy? Cậu ta thích em, đều viết ở trên chán. Trang Hạo Nhiên mỉm cười nhắc nhở cô. Đường khả hình nghe lời này, im lặng cúi đầu cười cười. Tiếng gõ cửa, tiếp tục vang lên. Đường Khả Hinh vừa muốn đứng dậy. Trang Hạo Nhiên lại nhẹ nắm bả vai cô, chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa, tay cầm khóa tâm, lạnh mặt mở cửa, mở mắt ra, quả nhiên thấy là Alan. Alan nhìn thấy anh, cũng nhỏ nhẹ cười, nói: "Hi." "Hi." Trang Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn anh, cũng không khách khí cười đáp lại. "Kê Sinh Hi," Alan vẫn hết sức phong độ lịch sự cười hỏi. Trang Hạo Nhiên vừa nhìn anh một cái, vừa nhẹ cài cúc áo sơ mi trước ngực, chậm chạp mỉm cười tránh thân thể ra, nói, yes. Đường khả hình mỉm cười đi ra, đứng bên cạnh trang hạo nhiên, nhìn anh hỏi có chuyện gì. Alan nhìn hai người bọn họ, trầm ngâm một hồi, mới cười cười, lấy ra từ điển tiếng Anh khả hình thường dùng, nói với cô, phòng thu mua đưa tới một số hương liệu mới, bởi vì phía trước kẹt xe, muốn cô ra ký tên, sau đó mới trực tiếp đem hương liệu tới. Đường khả hình liếc mắt nhìn bên trong, liền lập tức cười nói được, chờ tôi thay đổi trang phục sẽ lập tức đi ngay. Anh đưa em đi, Trang hạo nhiên trực tiếp săn ống tay áo, mỉm cười nói. Anh, Đường Khả Hinh nhìn anh, cười nói xe thể thao của anh không có ở đây. Đến Cambridge chỉ có một phương tiện giao thông như nhau đó là đẹp trai. Trang hạo nhiên nở nụ cười đi ra ngoài, lướt bước qua Alan, hai mắt sâu xa chăm chú nhìn anh ta. Alan đứng kế bên, không lên tiếng. Đường Khả Hinh mỉm cười đóng cửa lại, rất nhanh đã đổi lại chiếc áo lông màu đen cổ chữ V, quần đùi màu xanh cao bồi, chân mang ủng ngắn màu trắng, bên ngoài khoác áo cách rơi xanh đậm đang thịnh hành ở anh, tóc buộc cao lên, vừa chạy ra phòng ăn, liền nhìn thấy Trang Hạo Nhiên trong mưa bụi nho nhỏ, phía trước bụi cỏ, đẩy một chiếc xe đạp màu bạc, hướng mình đi tới, đẹp trai phóng khoáng nói, "Lên xe." Alan đứng bên cạnh, chăm chú nhìn Đường Khả Hinh cô chưa bao giờ đồng ý ngồi lên xe đạp của bất cứ người đàn ông nào trước đó bao gồm cả mình đường khả hinh đứng trước khoảng không rộng lớn nhìn trang hạo nhiên đã đẹp trai ngồi trên xe đạp chân nhẹ đạp trên mặt đất nhìn phong cảnh xinh đẹp trước mắt nói đến đây cô mỉm cười cuối cùng từ cạnh cửa phòng ăn cầm lên một chiếc ô nhỏ trong suốt bật ra nhanh nhẹn như một chú chuồn chuồn đi về ghế ngồi phía sau xe vừa muốn ngồi lên trang hạo nhiên lại ôn nhu cười nhẹ ôm lấy đường khả hình đặt cô ngồi lên trên thanh sắt trước mặt mình, mới nói, đến Cambridge phải ngồi xe như vậy, ngắm phong cảnh mới vui vẻ. Đường khả hình che dù, ngồi ở phía trước anh, ngẩng đầu, dịu dàng mà mỉm cười nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh. Đi thôi, dựa sát vào anh, Trang hạo nhiên nói xong, liền vươn hai tay nắm chặt đầu xe đạp, chân đạp một đạp, để xe từ trong bụi cỏ, nhẹ nhàng, nhanh nhẹn chạy như bay về phía trước. Đường khả hình kinh ngạc la lên một tiếng, dựa sát vào lòng trang Hạo nhiên nhìn anh đạp xe đạp nhanh nhẹn mà nhẹ nhàng lướt qua cầu nhỏ dễ dàng chạy xuống quẹo trái hướng về con đường hoa quế chạy tới những cây xanh xa xa phía trước mưa bụi cùng sương mù người đi đường hai bên cùng xe cộ lui tới mình lại vững vàng ngồi trên xe đạp cảm giác thật vui vẻ với tốc độ này cô không nhịn được lại kinh ngạc vui vẻ cười to lên nói thật vui vẻ a à. em không biết xe đạp còn có thể ngồi như vậy anh có thể bị ngã hay không có thể nào đem cả em ngã sắp xuống đất không trang hạo nhiên nhanh nhẹn đạp xe lúc chạy về phía trước mới bất đắc dĩ cười nói sẽ không có anh ở đây em không có việc gì yên tâm đi anh sẽ chính thức mang em tham quan cambridge một chuyến tim đường khả hình ấm áp che dù cứ việc đón nhận cơn mưa nhỏ đều thật vui vẻ tựa trong lòng trang hạo nhiên chậm rãi vươn tay nhẹ lướt qua một chút ẩm ướt của cơn gió cảm giác được ngón tay mình mát lạnh cô không nhịn được ngẩng đầu Nhìn Trang Hạo Nhiên, thực sự hưng phấn cười nói, "Thật vui vẻ a. À. Thực sự thực sự rất vui vẻ a. À. Em đã rất lâu không được thả lỏng bản thân mình như vậy." Trang Hạo Nhiên cười, đạp xe hướng về con đường lớn hoa anh đào, cúi xuống phía dưới, nhìn khuôn mặt tròn nhỏ nhắn ửng hồng của Đường Khả Hinh, còn có đôi mắt to sáng ngời như kim cương kia, hai tròng mắt anh dịu dàng, chậm chạp cúi đầu, nhẹ hôn trên trán cô. Mưa phùn mịt mù, khắp nơi đều một màu xanh biếc cơn gió nhẹ thổi qua chiếc ô nhỏ trong suốt, có hai bóng người giao chồng lên nhau. chương 543, kéo dài một vạn năm. Xe đạp tiếp tục dọc theo con đường quanh co ẩm ướt chạy tới, người đi đường thưa dần, mưa bụi lất phất. Đường khả hình tựa vào lòng trang hạo nhiên, cầm cây dù trong suốt, nghe tiếng mưa rơi tí tách, nhìn đám người lác đác, thỉnh thoảng từ một cửa hàng nào đó đi ra, hoặc là một nữ sinh viên tóc vàng người Mỹ ăn mặc gợi cảm, đi vào một cửa hàng kinh doanh đồ cổ, cô đột nhiên mỉm cười hỏi anh là ở nơi đó gặp được dai dai sao cô không quên anh đã từng có một câu chuyện tình yêu khó quên này từng ngồi trên xe thể thao của anh tận mắt nhìn thấy anh lần đầu tiên vì tình yêu mà bộc lộ sự mất mát chân thực như vậy trang hạo nhiên đạp xe chỉ nâng mặt cười đường khả hinh ngẩng đầu nhìn người đàn ông anh tuấn này hai mắt chỉ bộc lộ nét mặt thản nhiên tuy không thể hiện ra thế nhưng có thể tưởng tượng dai dai ở trong tim anh rất quan trọng cô nhịn không được có chút tò mò hỏi lại, dai dai, còn đang ở Cambridge sao? Ở đây, Trang hạo nhiên mỉm cười nói. Thực sự à, đường khả hình có chút ngạc nhiên cười nói. Ưm, ừ, Trang hạo nhiên lái xe nhanh nhẹn tránh khỏi đoạn đường chính đang kẹt xe, hết sức quen thuộc địa hình chuyển qua một khúc quanh, lướt qua một cửa hàng chuyên kinh doanh giày múa ba lê. Đường khả hình lập tức mạnh mẽ xoay mặt, nhìn nơi mình vừa lướt qua, nhất quyết phải nhìn thấy đôi giày khiêu vũ kia, thường được trưng bày giữa tủ kính một đôi giày khiêu vũ màu trắng hết sức tinh xảo có thể đi ngày thường cô thích nhất hoa văn hình con chuồn chuồn xanh biếc trên chiếc giày sao thế trang hạo nhiên cảm giác cô có chút khác biệt cúi xuống hỏi cô không đường khả hình chỉ cười cười tiếp tục nhìn con đường nhỏ phía trước vòng qua đường lớn dọc theo con đường nhỏ phía trước một học viện nào đó là con sông lớn chạy về phía trước cô quay lại đề tài vừa rồi nhẹ nhàng hỏi anh còn nhớ cô ấy sao trang hạo nhiên im lặng một lúc cuối cùng mới nói thỉnh thoảng đường khả hình tựa vào trong ngực anh đột nhiên gượng cười nói đàn ông thật là có thể quên một người nhanh đến như vậy trang hạo nhiên nghe lời này lại cười rộ lên nói xin em là cô ấy bỏ rơi anh thế nhưng em nghe giọng điệu của anh cô ấy vẫn còn yêu anh đường khả hình nhẹ giọng nói trang hạo nhiên thản nhiên cười cười em vẫn cảm thấy chỉ cần anh theo đuổi cô ấy sẽ trở lại đường khả hình thật sự cảm thấy người đàn ông như trang hạo nhiên bất luận cô gái nào trên thế giới cũng đều yêu mến trang hạo nhiên đem xe đạp dựng dưới một gốc cây đại thụ cúi đầu xuống nhìn cô đường khả hình cũng sửng sốt ngẩng đầu nhìn anh cười nói sao vậy a à? ở trong thế giới của em tình yêu chỉ cần có thể theo đuổi sẽ quay trở lại đúng không trang hạo nhiên cúi đầu nhìn cô lạnh nhạt hỏi hai mắt đường khả hình chợt lóe không biết nên nói như thế nào trang hạo nhiên dự định một lần thỏa mãn lòng hiếu kỳ của cô nhẹ đỡ cô xuống xe đem xe dừng dưới cây đại thụ sau đó cầm khóa xe im lặng đem xe khóa kỹ bởi vì ở đây rất nhiều người yêu thích xe đạp muốn chạy liền lấy chạy đi mất đường khả hình cảm giác mưa đã ngừng liền cất dù im lặng nhìn anh giai giai là một phụ nữ rất có lý tưởng theo đuổi nghệ thuật cô ấy rất rõ ràng phương hướng của mình hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì, có lẽ đó chính là điểm hấp dẫn anh. Trang Hạo Nhiên khóa ký xe, đứng cạnh bờ sông lớn, nhìn dòng nước lặng lẽ êm đềm trôi, sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Đường Khả Hinh im lặng đi tới bên cạnh anh. Cô ấy thích uống cà phê, thích tiểu thuyết điều tra trinh thám, thỉnh thoảng lúc vẽ tranh, mặc áo màu trắng, quần yếm màu xanh, mái tóc dài, đi chân trần đứng trước mặt tác phẩm của mình, thỉnh thoảng hài lòng, thỉnh thoảng lại lắc lắc đầu. Cô ấy không vì nghệ thuật mà điên cuồng, chỉ là nếu như cô ấy không hài lòng về một tác phẩm, cô ấy vẫn sẽ quấn quyết, vẫn suy xét, vẫn làm lại cho đến khi bản thân cảm thấy hài lòng mới thôi. Trang Hạo Nhiên nói về cô bạn gái trước, trên mặt bộc lộ vài phần ngọt ngào cùng tự hào, cứ như bọn họ chưa bao giờ chia tay vậy. Đường Khả Hinh hết sức tò mò im lặng đứng bên cạnh anh, nhìn anh bộc lộ dáng vẻ dịu dàng mà đầy xúc động, một người đàn ông hết sức chân thành. Trang Hạo Nhiên quay đầu Cười nhìn Đường Khả Hinh, nói: "Em có một chút giống với cô ấy, chính là đối mặt với thất bại, từng lần từng lần sẽ đi đến chiến thắng." Đường Khả Hinh cười. Trang Hạo Nhiên quay đầu, nhìn về phía con sông lớn đang êm đềm trôi, mỉm cười nói: "Khi đó, anh bị một loại phong cách trên người cô ấy tỏa ra, thật sâu hấp dẫn, mỗi cái giơ tay nhấc chân của cô ấy, dường như tràn đầy nghệ thuật quyến rũ, chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra suy nghĩ của người khác, lúc trầm lặng, dịu dàng mà đúng mực." Suy nghĩ không một chút nào vì sự rối loạn của thế giới bên ngoài mà dao động, luôn có sự sáng suốt và cách nhìn nhận của riêng mình, khi đó, anh cùng với cô ấy ở chung một chỗ. Có thể đàm luận mọi chuyện trời nam đất bắc, nói về lý tưởng, nói về quan niệm, nói về những tác phẩm nghệ thuật, bọn anh cùng nhau theo đuổi tình yêu, mỗi người đều có những cách nhìn, cũng có chung sự cố chấp, cũng có thể không cố chấp, nhưng bọn anh đều hết sức tôn trọng lẫn nhau. Đường Khả Hinh nghe những lời này, trong lòng khẽ xúc động. Có chút không hiểu hỏi, nếu đã là như vậy, hai người lúc đó vì sao lại chia tay? Trang Hạo Nhiên trầm mặc một lúc lâu, mới nhìn Đường Khả Hinh cười hỏi, em cũng cảm thấy, bọn anh rất xứng đôi sao? Đường Khả Hinh thành thật gật đầu. Đúng vậy, Trang Hạo Nhiên bộc lộ sự nghiêm túc hiếm có cùng một chút mờ ám, cười rộ lên nói, anh cũng cảm thấy giữa bọn anh, hình như cái gì cũng không thiếu, khi đó, cô ấy vẽ tranh, lúc anh nghỉ ngơi sẽ qua đây chăm sóc cô ấy, làm những món ngon cho cô ấy ăn vì khi cô ấy ở khách sạn thực sự rất bừa bộn, thậm chí dưới gối của cô ấy anh để đầy đủ tiền bạc, để lúc anh không ở bên cạnh cô ấy, khi cô ấy cuống cuồng vì đói bụng, không phải phiền phức ra ngân hàng rút tiền, có thể lấy ra ăn bữa cơm, anh lúc đó quyết định đặt đồ ăn ngoài trong một tháng. Mỗi ngày đều mang tới trước cửa nhà cô ấy, thế nhưng em không biết, cô ấy không lúc nào làm cho người khác yên lòng, cuối tuần nào anh qua đó, cũng đều nhìn thấy trước cửa phòng, vứt ra một đống lớn đồ ăn mua ngoài, Toàn bộ đều không ăn. Toàn bộ không ăn, Đường Khả Hinh nghe xong sững sờ, la hoảng lên nói, vì sao a? À? Trang Hạo Nhiên bật cười nói, thời điểm lúc cô ấy sáng tác, thường xuyên quên ăn cơm, thỉnh thoảng nhớ ra, liền uống ly nước, vươn tay lấy vài cái bánh bích quy, nhai một chút là có thể qua một ngày. Trời à, Đường Khả Hinh không thể tin nổi kêu lên. Trang Hạo Nhiên nhìn Đường Khả Hinh, cười nói, em cũng cảm thấy không thể tin nổi sao? Anh thậm chí có lúc còn hoài nghi Cô ấy làm sao mà sống được. Ôi, anh mỗi ngày gọi điện thoại, mỗi ngày nói đến, cần phải ăn cơm, phải ăn cơm cuối cùng cô ấy chê anh phiền, liền dứt khoát tắt máy. A, à, anh không tức giận sao? Đường Khả hình kinh ngạc hỏi. Có gì phải tức giận, Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói, bọn anh quá hiểu nhau rồi, anh biết cô ấy đang nghĩ gì, chỉ là anh không có cách nào khác mà thôi. Vậy, không cãi nhau sao? Đường Khả hình lại tò mò hỏi. Không cãi nhau tại sao anh lại phải cùng với phụ nữ cãi nhau, anh chỉ cãi nhau ẩm ý với duy nhất một phụ nữ thôi. Trang Hạo Nhiên cười nói, ai vậy, đường khả hình lập tức hỏi. Em đó, Trang Hạo Nhiên nhìn cô, không khách sáo nói. Đường khả hình xứng sờ tại chỗ, nhớ tới một vài chuyện trong quá khứ, quả thực là cãi nhau, nhưng bất quá cũng là mình phát điên, anh thực ra vẫn vô cùng rộng lượng, cô xấu hổ, đỏ mặt. Trang Hạo Nhiên cười, hai tay đút túi quần, Dọc theo hai bên bờ sông lớn, nhìn nước như muốn tràn đến bên chân, tiếp tục từng bước một đi về phía trước, vừa đi vừa nói, cứ như vậy, bọn anh ở cùng một chỗ yêu nhau được một thời gian, cho đến một ngày, vào một buổi sáng sớm, cô ấy đột nhiên để lại cho anh một bức họa, ở phía trên nặng nề ấn một dấu môi son, rời xa anh. Vì sao a? Đường Khả hình lại kinh ngạc hỏi, cô ấy tại sao lại muốn rời xa anh? Hai tròng mắt trang hạo nhiên chợt lóe, dừng ở phía trước Yếu ớt cười nói, điên cuồng vì nghệ thuật, không phải chỉ bộc lộ qua hành động, mà cả trong tâm hồn, sau khi cô ấy cùng anh yêu nhau, phát hiện những tác phẩm của cô ấy không có gì mới mẻ, không có nét riêng biệt, cô ấy thậm chí chán ghét những nét vẽ nhu hòa ấy. Thỉnh thoảng anh và cô ấy cùng nhau đi dạo trên đường, những cặp tình nhân bên cạnh đều như muốn nhắc nhở cô ấy, anh mới 28 mà cô ấy đã hơn 30. Lúc vừa mới bắt đầu, tình yêu của bọn anh nóng bỏng như lửa, dần dần trong lòng cô ấy càng trở nên yếu đuối, lúc muốn khuyên nhủ cô ấy, cô ấy lại không nghe bất kỳ ai, cô ấy cho tới bây giờ cũng không cần bất kỳ người nào, bao gồm cả anh. Bao gồm cả việc anh nấu cơm cho cô ấy cũng những sắp tiền anh để dưới gối cô ấy. Đường khả hình đau lòng nhìn anh. Trang hạo nhiên thở dài một hơi, mới ngẩng đầu, nhìn phong cảnh phía trước, mỉm cười nói, kỳ thực anh sớm đã phát hiện, chỉ là không muốn thừa nhận, cô ấy có thể cứ việc coi thường tất cả, thế nhưng cô ấy không nên coi thường tình yêu giữa anh và cô ấy, vẫn nên lưu lại một chút mãnh liệt. Cô ấy cảm thấy sau tình yêu của anh và cô ấy, cô ấy không hề giống một người làm nghệ thuật nữa, cô ấy càng như một người bình thường đơn giản hơn, thậm chí không có suy nghĩ của một phụ nữ. Tình yêu này của bọn anh, chính là như vậy, từ yêu thương sâu sắc rồi kéo theo sự buông tay. Cho đến khi chia tay, đường khả hình nghe đến đó, thoáng qua một chút khổ sở cùng tiếc nuối nhìn anh, nói chẳng lẽ. Từ lần đầu tiên chia tay cô ấy, anh không có tiếp tục theo đuổi sao? Trang hạo nhiên quay mặt, hai mắt quyến rũ thật sâu nhìn cô một lúc lâu, mới cười nhạt nói, đường khả hinh. Anh có thể vô cùng khoan dung, vô cùng dễ chịu, vô cùng săn sóc, thậm chí có một lần anh thức trắng hai đêm, ôm cô ấy nói cả trăm ngàn lần, anh yêu cô ấy, mãi mãi yêu cô ấy, nhưng anh cũng là người. Anh cũng sẽ mệt. Đường khả hinh sửng sốt nhìn anh. Trang hạo nhiên sâu sắc nhìn cô, hai tròng mắt bộc lộ vài phần xúc động, liền lập tức quay mặt sang, mỉm cười nói, nếu như cô ấy có thể giống như em, có thể một lần như vậy. Chỉ cần một lần như vậy, sợ anh đói, mua cho anh một phần bánh mì, chỉ vì anh không ăn được, mà đau lòng khóc thật lâu. Anh có thể sẽ kéo dài tình yêu ấy một vạn năm, có thể theo đuổi cả một vạn năm. Đường khả Hinh mở to mắt, hai mắt trang hạo nhiên lóe ra vài phần nhu tình. Hiểu ra rằng đối với đoạn tình yêu này, có đủ loại luyến tiếc, thế nhưng anh không thể xem nhẹ một sự thật, là người phụ nữ này, kỳ thực không đủ yêu thương sâu sắc mình. Anh không nói gì, chỉ xoay người tiếp tục hướng bờ sông lớn đi về phía trước. Đường khả hình đứng tại chỗ, tim bị tổn thương nhìn bóng lưng cao lớn của Trang Hạo Nhiên, bước đi nhẹ nhàng trên con đường nhỏ bên bờ sông, cô đơn như vậy. Một chiếc thuyền nhỏ, nhẹ nhàng trèo tới, chiếc thuyền nhỏ đơn độc trên sông lớn, còn có những sinh viên đáng yêu tay đang giữ thân cây trúc, Cầm xào, chống trên bờ sông, liền rời khỏi. Hi, đường khả hinh nhìn cái xào, lấp tức lấy ra một bảng anh, theo quy cố ở Cambridge, muốn bước xuống chiếc thuyền nhỏ kia. Ok, sinh viên mỉm cười đem cây xào che vui vẻ đưa cho đường khả hinh. thanh you, đường khả hinh vui vẻ nhận lấy cây xào dài, sau khi, người chèo thuyền, đẹp trai lên bờ, một thân một mình, chống xào theo những gì Alan đã dạy động tác vô cùng nhanh nhẹn và thành thạo cầm cây xào dài nhẹ nhẹ treo bên bờ sông, chiếc thuyền nhỏ cứ như vậy mà nhẹ nhàng trôi về phía trước. Trang hạo nhiên hiếm khi được thoải mái như vậy, trở lại Cambridge, còn đang suy nghĩ những chuyện cũ trong quá khứ, im lặng không lên tiếng hai tay đút túi quần đi về phía trước, không có chú ý đến người phía sau cùng đi. Hi, hi, một giọng nói nhẹ nhàng giòn giã bay tới. Anh vẫn không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước. soái ca phía trước. Mau dừng lại. Giọng nói ngọt ngào này, lại bay tới. Trang hạo nhiên kỳ quái dừng bước, xoay người, lại nhìn thấy đường khả hinh đã cởi bỏ áo khoác, mặc áo lông màu đen rộng thùng thình, quần jean màu xanh, trên chán tóc mái nhẹ bay, rũ trên khuôn mặt tròn nhỏ nhắn, rất đáng yêu. Cô nhóc này lại vừa chống xào, vừa để cho thuyền nhỏ, trên mặt sông xanh biếc, nhẹ nhàng di chuyển về phía mình, anh giật mình nhìn cô, cười nói, em. Đường khả hinh nhẹ nhàng chống xào để cho thuyền đi tới cạnh bờ sông, mới mỉm cười ngẩng đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên nói: "Trang Hạo Nhiên tiên sinh thân ái, hôm nay có thể cùng ngài gặp lại, tôi rất vui vẻ rất cảm động, không biết tôi có vinh dự này hay không, mời ngài cùng tôi chèo thuyền du ngoạn." Trang Hạo Nhiên đứng cạnh bờ sông, nhìn cô nhóc bảo bối này, nhịn không được cười rộ lên nói: "Em mời anh sao?" "Đúng vậy." Đường Khả Hinh ngửa mặt nở nụ cười xinh đẹp nói. Trang Hạo Nhiên lại cười nói: "Anh ngồi, em chống sao?" Đúng, Đường Khả Hinh gật đầu. Vì sao? Đôi mắt Trang Hạo Nhiên đột nhiên bộc lộ một chút dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh cầm sào dài, lại thanh thúy cười nói, "Để anh chịu uất ức, vứt bỏ anh ở Cambridge, đáng chịu phạt." Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô mỉm cười. "Lên nào." Đường Khả Hinh quá hưng phấn, lập tức muốn lên bờ kéo anh, ai ngờ sào che khẽ đẩy, thuyền có chút dịch chuyển, cô la to a à một tiếng, Trang Hạo Nhiên nhìn thấy, lập tức đứng lên thuyền đem cả người cô ôm vào trong ngực, đứng thẳng trên chiếc thuyền nhỏ. Mẹ ơi, làm con sợ muốn chết, đường khả hình dựa vào chặt vào lòng trang hạo nhiên, giữ lồng ngực, sợ đến thở dốc kêu to. Nhìn em xem, trang hạo nhiên nhịn cười, nhìn cô, nói, sao còn trống không nổi, còn muốn mời anh ngồi thuyền. Ngồi xuống, anh mang em đi một vòng. Không được, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lại thoáng cái kéo trang hạo nhiên ngồi trên chiếc ghế trên thuyền nhỏ, tự mình tay chân vụng về kéo xào, cười nói em hôm nay nhất định phải dốc sức chèo thuyền đưa anh đi. Trang hạo nhiên nghe lời này, nhịn không được ngồi tại chỗ, tao nhã rũi đôi chân dài, mỉm cười nhìn đường khả hinh, đang ngọt ngào cười cầm cây xào dài lên, lại chống nhẹ vào bờ sông, để cho chiếc thuyền nhỏ lướt qua chiếc cầu nhỏ nổi tiếng thế giới, đi qua một vài bức tường loang lổ mấy trăm năm lịch sử, những đám rêu xanh bò khắp mặt tường, lại buông xuống vô số những bông hoa nhỏ màu hồng phấn, màu tím trông như những chiếc đèn xếp rực rỡ màu sắc, thậm chí nhìn thấy rất nhiều lá đỏ, nhẹ nhàng nổi mặt nước. Dập dờn xoay vòng theo những gợn sóng lăn tăn. Trang hạo nhiên vẫn yên lặng ngồi trên thuyền nhỏ, nhìn đường khả hinh vô cùng chuyên chú và nghiêm túc, bộc lộ sự đáng yêu chỉ mình cô có được, chống cây xào. Dài, nhẹ nhàng lướt trên mặt nước, thuyền tiếp tục hướng về phía trước, đi đến chỗ nào, chỗ đó đều là những cơn gió nhẹ nhẹ và mát mẻ thổi, lướt qua khuôn mặt, hai chồng mắt anh lại khẽ phơi phới ôn nhu cùng xúc động. Sau khi Khả Hinh trèo thuyền nhỏ qua giáo đường, nghe thấy bên trong truyền đến âm thanh những bài thánh ca, cô hết sức tò mò cầm cây xào muốn đi chậm lại để dễ dàng nghe thánh ca, lại cảm giác được phía sau ấm áp, cô không hiểu quay mặt sang. Trang Hạo Nhiên đã ở phía sau nhẹ ôm lấy cô dịu dàng hỏi em hiểu được bài thánh ca này sao? Đường Khả Hinh lắc lắc đầu. Trang Hạo Nhiên mỉm cười đem cô nhẹ ôm vào trong ngực làm cho cô an toàn tựa vào lồng ngực mình, cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang giữ xào của cô, mới mềm giọng mà xúc động nói, đây là tín ngưỡng về thánh ca, em không cần biết nội dung, bởi vì giờ phút này, thành thật mà nói so với cái gì cũng đều quan trọng. Đường khả hình mỉm cười nghe, mặc dù có chút không hiểu. Trang hạo nhiên chỉ cười, không nói gì thêm, bắt đầu chống xào. Để cho chiếc thuyền nhỏ dập dờn trôi trên sông, thỉnh thoảng lúc trời mưa, hai người lại cùng đứng chung trong một chiếc dù, vui vẻ thỏa mãn giúp vào cùng nhau, nhìn khung cảnh lãng mạn xanh xanh hai bên bờ sông, giáo đường uy nghiêm mà thiêng liêng, kiến trúc cổ kính tao nhã, còn có những cảnh liễu nhẹ nhàng rủ xuống, đều khẽ cười. chương 544, anh muốn làm một chuyện. Đêm hôm đó, Trang hạo nhiên cũng không quấy dày đường khả hinh, bởi vì biết đối với cô cuộc thi đấu hiện tại đang vào thời điểm quan trọng nhất, cho nên tùy tiện tìm một khách sạn ở gần đây nghỉ ngơi, nằm trên một chiếc giường thoải mái cùng khả hinh nói chuyện tâm sự rất lâu mới từ từ đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời rực rỡ, tươi đẹp diễm lệ, hoa đua nhau nở, chuồn chuồn, bươm bướm giang cánh bay lượn nhộn nhịp trên cao. Trang hạo nhiên sau 3 tháng mệt mỏi rốt cuộc cũng đã được nghỉ ngơi, mặc áo sơ mi trắng, quần xanh nhạt đi ra, đứng trên ban công, vừa vặn ở vị trí này, xuyên qua bụi cỏ cùng cây liễu xanh biếc liền nhìn thấy phòng ăn bách hợp ở phía trước, anh ngước mặt lên, nở nụ cười đường khả hinh vào lúc này cũng dậy thật sớm thời tiết hôm nay nhiệt độ tăng nhẹ cô mặc áo sơ mi trắng buộc mái tóc lên cao quần jean màu xanh nhạt mang giày thể thao màu trắng vừa mới đi ra khỏi phòng ăn bách hợp không xa lắm liền nhìn thấy trang hạo nhiên quần áo tươi mát đeo kính dâm đẹp trai dựa vào một gốc cây cổ thụ hàng trăm năm nhẹ đá mặt đất chỗ cây ngô đồng cô vui vẻ kêu to trang hạo nhiên trang hạo nhiên chậm rãi ngẩng đầu nhìn đường khả hinh hôm nay mặc quần áo tươi mát thuần khiết như vậy giống như một đóa bách hợp, hương thơm lan tỏa động lòng người, anh chậm rãi nở nụ cười, vẫy tay về phía cô. Đường khả hình do dự một lúc, cuối cùng chạy chậm chậm tới, đặt tay vào trong lòng bàn tay của anh, mới hỏi chúng ta đi đâu. Trang hạo nhiên lại bước qua mặt đường chỗ cây ngô đồng, mỉm cười kéo cô đi về phía trước, vừa đi vừa cười nói, nhân lúc phòng ăn của em buổi trưa mới bắt đầu kinh doanh, chúng ta đi dạo Cambridge một chút, sẽ mang em đi tham quan từng học viện, chúng mới chính là linh hồn của cambridge đường khả hình nghe đột nhiên cảm động cười nói làm sao anh biết ở đây em chưa từng đi tới đó bảo bối của anh là một cô gái rất chịu khó trang hạo nhiên nắm bàn tay nhỏ bé của cô mười ngón tay đan chặt với nhau nở nụ cười cùng cô đi về phía trước nói đường khả hình nghe lời này trong lòng ấm áp cúi đầu nhìn trang hạo nhiên tay nắm tay của mình để lộ ra những ngón tay của anh thon dài so với những người đàn ông thích vận động khác có phần trắng hơn, thế nhưng bàn tay người đàn ông hết sức tình cảm này, cô không hiểu sao chợt nghĩ, tay anh đeo nhẫn, nhất định sẽ rất đẹp, không hiểu sao, cô suýt nữa quên mất chiếc nhẫn có hình phong tín tử trên ngón tay nhỏ của mình, vì làm việc ở phòng ăn, không thể đeo nhẫn, cô liền lấy ra, cất cẩn thận rồi. Nghĩ tới đây, hai tròng mắt của cô lóe ra, không nói lời nào, sợi dây truyền đeo trên cổ, nhẹ nhàng lấp lánh hai người cùng nhau vừa nói vừa cười đi đến cửa hàng bánh ngọt hôm qua, hai người cùng chọn một phần bánh mì thật lớn, hai ly coca lớn, dọc theo con đường đi. Tới 31 học viện, vừa ăn, vừa đi về phía trước, thỉnh thoảng Trang Hạo Nhiên xé một miếng chân giò hôn khói thật ngon, đưa đến trước mặt đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh há miệng ra vừa định ăn. Trang Hạo Nhiên lại nhịn cười, đem bánh mì đưa vào trong miệng của mình. Ôi, anh thật là lúc nào cũng như vậy. Đường Khả Hinh rất tức giận đứng ở phía sau anh kêu to. Trang Hạo Nhiên dừng phía trước, cất giọng cười to, tiếp tục nhai bánh mì, đi về phía trước. Đường Khả Hinh rậm rậm chân, liền bưng coca đi về phía trước, hai người cùng nhau dạo chơi ở Cambridge vào đầu mùa xuân, đi tham quan 31 học viện nổi tiếng nhất thế giới, đi xem tòa nhà cổ kính thời Trung Cổ. Nhân tiện lúc bước vào sân của 31 học viện thiêng liêng giải thích cho cô nghe về lịch sử vẻ vang của học viện, bao gồm rất nhiều những nhân vật vĩ đại như Newton, Bacon. Mau tới đây, đường khả hình người đã chạy đến ngã rẽ bên cạnh của tòa nhà kiến trúc xưa nào đó, ôm gốc cây thấp thấp ở gần đó, nhẹ nhàng tao nhã tách từng cành lá cây táo ra, vui vẻ cười nói, đây là cây táo, chính là quả táo lúc đó đã rơi xuống đập trúng đầu của Newton sao. Trang hạo nhiên đứng bên này mỉm cười, nhìn đường khả hình giống như một đứa trẻ, đứng dưới cây táo, bộ dáng đắc ý vui vẻ, liền gật đầu nói, có một vài truyền thuyết, một trong số các truyền thuyết đó là như vậy, còn có. Em rất thích truyền thuyết này, đường khả hình nhanh chóng dặn dò Trang Hạo Nhiên, cười nói, nhanh. Lấy điện thoại chụp ảnh cho em. Trang Hạo Nhiên nghe lời này, không có cách nào đành lấy điện thoại di động của mình ra, đến gần cây táo, nhìn thấy đường khả hình trước ống kính làm động tác yê tạo dáng chụp ảnh. Anh nhìn vừa nghĩ vừa cười nói em với tư thế này, mẹ anh nhất định rất thích em. Vì sao? Đường khả hình ôm cây táo không hiểu cười hỏi. Bởi vì mẹ anh rất thích động tác tay này, bà cảm thấy cô gái tạo dáng này nhìn rất đáng yêu, đáng tiếc chị gái của anh từ lúc 2 tuổi trở đi, đều không chịu dơ, nói trẻ con chết đi được. Trang hạo nhiên nói xong, đã muốn cười. Đường khả hình sắc mặt thu lại, tức giận nhìn anh, nói anh chửi xéo em phải không? Không có, anh đang khen em. Trang hạo nhiên nhịn không được cười nói. Anh mau tới đây, chúng ta cùng nhau chụp, cùng nhau làm tư thế này gửi cho gì xem tấm hình này nhanh lên một chút, đường khả hình vẫy tay gọi anh. Không muốn, trẻ con lắm, Trang Hạo Nhiên lập tức xoay người muốn rời đi. Nhanh lên một chút, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đứng ở đó dậm chân, kêu to nói, nếu như gì nhìn thấy chúng ta như vậy, bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhanh lên một chút, không muốn, Trang Hạo Nhiên muốn đi đến học viện giáo đường. Em không thích anh đâu, chấm than ngoặc kép, đường khả hình đột nhiên đùa giỡn kêu to. Trang hạo nhiên sửng sốt quay đầu, nhìn về phía cô. Qua đây, đường khả hình tính tình cố chấp, vẫy tay gọi anh. Trang hạo nhiên đứng ở tại chỗ, nặng nề thở dài, đành miễn cưỡng quay lại, đi tới dưới cây táo. Đường khả hình lập tức chạy đến phía trước, nhờ một du khách vừa mới tới, giúp mình và Trang hạo nhiên chụp tấm hình, du khách đồng ý, cô lại lại tức khắc thật vui vẻ chạy về, đi tới bên cạnh Trang hạo nhiên, một tay khoác vào cánh tay của anh, theo thói quen dựa vào bờ vai anh, lại giơ tay kia lên, làm động tác ia, cười to, cả. Trang hạo nhiên nhất thời bị cô chọc cười, liền cùng với cô, lúng túng vươn tay, làm động tác ia, cười nhìn về phía ống kính. Du khách cũng bị bầu không khí của bọn họ cuốn hút, liền cầm di động của bọn họ, nhẹ nhàng nhấn nút chụp. Cảm ơn, đường khả hình thật vui vẻ chạy tới, nhận lấy di động, lại đi đến bên cạnh trang hạo nhiên, điều chỉnh ống kính nói, đến đây. Chúng ta cùng nhau tự sướng. Không muốn, trang hạo nhiên thật muốn đi nhanh lên một chút chấm than ngoặc kép đường khả hình lập tức kéo trang hạo nhiên qua em thấp như thế chụp thế nào được trang hạo nhiên tức giận nhìn cô một cái lại muốn xoay người rời đi đáng ghét em biết dai dai của anh cao đường khả hình đứng tại chỗ tức giận nói trang hạo nhiên không nói gì xoay người nhìn về phía đường khả hình đang tức giận đứng đó cúi đầu anh lại nặng nề thở dài một hơi liền quay trở lại sau đó nhẹ nhàng ngồi dưới gốc cây táo vẫy tay gọi cô nói đến đây đường khả hinh liếc nhìn anh đến đây trang hạo nhiên nhịn cười lại đưa tay gọi cô đường khả hinh hai mắt chợt lóe, nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh lập tức đi qua vừa giơ tay trang hạo nhiên nhanh chóng kéo bàn tay nhỏ bé của cô đem cô thoáng cái kéo ngã ngồi ở trong lòng của mình vây quanh cô cười nói như vậy em sẽ không thấp em cao hơn anh rồi Đường Khả Hinh ngồi trên đùi Trang Hạo Nhiên, nở nụ cười nhìn anh. Đến đây, Trang Hạo Nhiên cầm di động lên, giả vờ ho khan một tiếng, sờ cao lên, Đường Khả Hinh lập tức tới gần Trang Hạo Nhiên, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát vào khuôn mặt đẹp trai nghiêm nghị của anh, thật ngọt ngào hạnh phúc thậm chí có chút căng thẳng tươi cười. Chụp nha, Trang Hạo Nhiên giơ máy ảnh lên cao, lời vừa dứt, liền nhấn nút xuống chụp, trong nháy mắt, trên mặt của cô hôn một cái, đèn flash sáng lên. Đường khả hình khiếp sợ quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên kêu to, này. Ha ha ha, Trang Hạo Nhiên đẩy đường khả hình ra, cầm lấy di động đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên, anh là người xấu, chấm than ngoặc kép, đường khả hình lập tức tiến lên phía trước, muốn đánh anh. Thế nhưng, sau một trận tiếng cười phía trước, lại không thấy người đâu. Đường khả hình khó hiểu đi qua 31 học viện với tầng tầng lớp lớp minh mông những công trình kiến trúc cổ kính, đi qua vô số những thân cây màu đỏ màu vàng không biết tên sau đó đi đến một học viện nhà thờ đứng trước nhà thờ nhìn những thảm cỏ xanh biếc to lớn vẫn không thấy người đâu lại nhanh chóng bước chân về phía trước lúc đi qua công trình kiến trúc cổ hình mái vòm thật dài và rộng lớn cô quát to một tiếng trang hạo nhiên đột nhiên có người từ phía sau ôm chầm lấy mình a à, cô sợ đến sắc mặt tái nhợt la to một tiếng trang hạo nhiên cười rộ lên Ôm ngang cơ thể mềm mại của cô, hướng về phía trước đi đến nói, "Trong 31 học việc có học viện Cambridge, là học viện có khuôn viên và kiến trúc đẹp nhất, chúng ta đi từ từ, sẽ đến học viện hoàng hậu dạo chơi, rồi đi đến chiếc cầu nơi mà Từ Chí Ma đã từng ngâm thơ, nghe một vài bài thơ của ông ấy." "Em biết?" Đường Khả Hinh mỉm cười ôm cổ Trang Hạo Nhiên, đắc y nói. "Em biết sao?" Trang Hạo Nhiên dịu dàng ôm Đường Khả Hinh đi tới tháp đồng hồ, mỉm cười nói, "Đọc nghe một chút ta ra đi lặng lẽ, như khi ta lặng lẽ đến, ta lặng lẽ vẫy tay, chào tạm biệt sắc mây trời Tây, đúng hay không? Đường Khả hình đắc ý cười hỏi. Đúng, Trang Hạo Nhiên cười rộ lên nói, nhưng anh thích, không phải bài này. Còn có một bài khác sao? Đường Khả hình nhìn anh, không hiểu hỏi. Đọc nghe một chút, Đường Khả hình lập tức hỏi. Trang Hạo Nhiên nở nụ cười ôm Đường Khả hình đi ra 31 học viện thiêng liêng, ánh mặt trời sáng chói tràn đầy ấm áp chiều xuống, đem đường khả hình đặt ngồi trên thảm cỏ, còn mình lại nằm xuống, đón những cơn gió ngọt ngào dưới bầu trời xanh thẳm, nhắm mắt lại. Không phải anh nói đọc thơ cho em nghe sao, đường khả hình cũng nằm trên thảm cỏ xanh, đầu hướng về trang hạo nhiên bên kia, chắp hai tay sau ót, mỉm cười nhìn về phía trời xanh mây trắng. Trang hạo nhiên từ từ mở mắt ra, vừa vặn nhìn thấy những đám mây giống như những đóa hoa phong tín tử nhẹ nhàng bị gió thổi đi, anh đột nhiên xoay người, ngẩng cao mặt, ở khoảng cách thật gần nhìn đường khả hình, đôi mắt quyến rũ nhẹ chớp lóe một trận hơi thở đàn ông, từ trong cơ thể theo quần áo bay ra. Đường khả hình từ hướng ngược lại, mở to mắt nhìn anh, có chút không hiểu. Trang hạo nhiên thật sâu nhìn khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn ửng hồng của cô, đột nhiên mỉm cười xúc động đọc Cambridge, tạm biệt. Trong lòng tôi chứa đầy cảm xúc ly biệt, người là chi kỷ khó mà tìm được của tôi, tôi năm đó từ giã cha mẹ gia đình quê hương, băng qua Thái Bình Dương ra đi, tính toán một thu hai thu cũng đã qua bốn mùa xuân thu khung cảnh ở nước ngoài vùng đất châu âu xinh đẹp cảnh sắc mùa thu ở xứ sở phú tang với những cây chuối tây cùng gỗ đàn hương sóng biển ngoài khơi phẳng lặng mở rộng tâm nguyện của lòng tôi hiện tại đều thành giấc mộng núi sông tôi mỗi khi nghĩ đến đời người bao nhiêu bôn ba vất vả bao nhiêu hy sinh cũng chỉ là phí công vô ích tôi bốn năm bôn ba xương danh đi học dù sao trên con đường tri thức ấy cũng lấy được vài bông hoa ngọn cỏ trong núi cao chân lý, hiện lên giữa lưng chừng ngọn núi. Tôi tự vui mừng vì những nhà cao tầng cùng dòng xe cổ hiện đại kia, chưa từng làm tâm hồn tôi với bẩn. Hôm nay tôi đối với khung cảnh mang màu sắc cổ xưa này, gắn bó với hình ảnh chiếc cầu đầy rong rêu, vẫn thanh thản trong lòng mong được gặp lại, tỉnh táo mà chia ly. Đường khả hình hai tròng mắt đột nhiên đỏ bừng, bộc lộ vài phần kích động cùng buồn bã nhìn anh. Trang hạo nhiên sâu sắc cúi mặt xuống nhìn về phía đôi mắt mơ màng của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi nhỏ như cánh hoa anh đào, trong lòng anh đột nhiên ngập tràn tình cảm chân thành, hai tròng mắt mạnh mẽ lóe lên một cái, nặng nề thở dốc một hơi, yếu ớt nói, đường khả hinh. Anh muốn làm một chuyện. Hả, đường khả hinh không hiểu đáp nhẹ một tiếng, nước mắt đột nhiên hiện ra lấp lánh, mới yếu ớt đáp lại, cái gì? Trang hạo nhiên nặng nề nuốt cổ họng một cái, xúc động nói câu, hôn em. Liền cúi mặt xuống, ngược hướng nhẹ nhàng quay lại đặt trên môi cô gái này một nụ hôn đường khả hinh vừa mở to mắt thân thể cứng ngắc nằm trên thảm cỏ đôi môi sợ tới mức hé mở trang hạo nhiên không nói gì thêm chỉ dốc hết mọi tình cảm cúi đầu dùng đôi môi mỏng gợi cảm của mình nhẹ mút đôi môi như cánh hoa anh đào kia thậm chí không do dự dùng đầu lưỡi cuồng nhiệt xông vào bên trong môi cô cùng đầu lưỡi của cô triển miên quấn quyết cùng một chỗ vì căng thẳng mà tỏa ra hơi thở mang theo khí nóng đầy gợi cảm làm cho người đối diện, cũng triền miên quấn quyết theo, cuối cùng nhắm hai mắt, xúc động ôm hôn. chương 545, gặp lại. a à, một loạt tiếng la đau từ bầu trời học việc truyền đến, dồn dập thu hút ánh nhìn của rất nhiều du khách. Ôi ôi ôi, ngón tay yêu quý, sẽ gãy, thật sự sẽ gãy mất, đến lúc kết hôn làm thế nào đeo nhẫn đây. Trang hạo nhiên cả người nằm bò trên cỏ, đầu vùi vào trong bụi cỏ, ôm lấy bàn tay thật đáng thương kêu to. Đường khả Hinh nét mặt vô cảm bẻ ngón tay giữa anh, nhìn bộ dáng anh khổ sở dẫy ruộng, tức giận hỏi xem anh có còn dám sằng bậy hay không. Lần nào cũng như vậy. Trời ơi, do bài thơ kia quá xúc động mà thôi. Anh sai rồi, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên thật đáng thương đầu đập trên mặt đất, đau đến mồ hôi lạnh tuôn ra, nói không nên lời, anh kỳ thực có chút sợ đau. Biết đau sao, đường khả Hinh vừa mới dứt lời, mở to hai mắt, ngón tay lại dùng lực, đem ngón giữa của anh nhanh chóng bẻ a à, trang hạo nhiên giống như con cá chạch nằm bò trên mặt đất lại đau đến mức toàn thân muốn nổ tung kêu to anh thực sự thực sự thực sự biết sai rồi đường khả hinh nghe lời này tiếp tục tức giận nói mỗi lần đều như vậy nhiều lần đều thừa dịp lúc em không tỉnh táo liền dùng một vài thủ đoạn bịp bợm đến chiếm tiện nghi của em chỉ biết bắt nạt em lại không thấy anh dám làm như vậy khi trời quang mây tạnh đáng ghét Cô nói cho hết lời, cả người cũng đã hất tay anh ra, tức giận đứng lên, bước thật nhanh đạp trên bãi cỏ xanh đi về phía trước. Trang hạo nhiên ngẩng đầu, nhìn bóng lưng đường khả hinh, biết cô thực sự tức giận, liền vội vã bỏ dậy, hướng về phía cô chậm rãi chạy, vừa đuổi theo cô, vừa cười nói, này, em không muốn như vậy thì thôi. Anh thật sự sai rồi, được không? Anh thật sự sai rồi, anh sai rồi. Đường khả hinh tạm ngừng bước chân, bực tức ngẩng đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, nói chuyện giống như pháo nổ, em trước đây lúc hướng về phía anh thừa nhận sai lầm, anh liền nói em mỗi ngày chỉ biết nói sai rồi. Anh thì sao? Trang hạo nhiên đột nhiên cảm thấy không biết nói gì, nhìn cô. Đường khả hình hung bạo trừng mắt liếc anh một cái, tiếp tục đi về phía trước. Ôi, chấm than ngoặc kép, trang hạo nhiên lại vội vã chạy như bay lên, lại cười chặn trước mặt cô, tim gan có chút run sợ nói, em tha thứ cho anh nhé. Liền tha thứ một lần thôi anh lần sau sẽ không dám lúc nãy là do thơ của từ chí ma kia quá hợp tình thôi đường khả hinh vừa nghe lời này lập tức hai mắt trợn tròn giống như chiếc chuông nhìn anh nói to lần trước là nhớ tình xuyên lần này là từ chí ma lý do của anh thật sự là nhiều lắm đấy cô nói hết lời hai tay lại đẩy anh ra lại tức giận đi về phía trước vừa đi vừa nổi cáu nói em biết suy nghĩ của anh bởi vì em không giống những người phụ nữ khác em chịu quá nhiều tổn thương Em bị người ta vứt bỏ, em một mình lẻ lo hiu quạnh. Em không phải thiên kim đại tiểu thư như người ta, em cũng không có phong cách, em lại càng không có nghệ thuật tài hoa, cho nên anh coi thường em, muốn trêu chọc em thì liền trêu chọc em. À, cả người cô bị một người mạnh mẽ lôi kéo, giống như một đứa ngốc, quay đầu lại nhìn về phía anh. Trang hạo nhiên nắm chặt cánh tay Đường Khả Hinh, trên mặt có chút nghiêm túc nhìn cô, nói: không nên nói bản thân mình như vậy. Em biết anh không phải nghĩ như vậy mà. Đường Khả Hinh vừa nghe, lại tức giận muốn đẩy anh ra. Trang Hạo Nhiên vội vã muốn ôm cô an ủi. Anh buông tay ra, chấm than ngoặc kép, Đường Khả Hinh lại muốn đẩy anh ra. Hai mắt Trang Hạo Nhiên nóng lên, không có cách nào đành dùng lực mạnh mẽ của đàn ông, đem cô ôm vào trong lòng, ôm chặt eo nhỏ nhắn của cô, đột nhiên mở to mắt la, a. À. Đường Khả Hinh dùng lực mạnh vặn ngón tay anh, nặng nề bẻ, nói, còn dám tới gần em. Anh sai rồi, anh sai rồi chấm than ngoặc kép trang hạo nhiên lại lần nữa cầu xin tha thứ thật sự rất đau đường khả hình hung hăng liếc mắt nhìn anh một cái buông tay anh ra lại tự mình đi về phía trước trang hạo nhiên tay đau đến không chịu nổi nhưng vẫn tiếp tục đi theo lại nói xin lỗi anh còn dám qua đây chấm hỏi ngoặc kép đường khả hình thoáng cái rừng bước chân trợn mắt nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên lập tức nhịn cười đứng tại chỗ nhìn cô hừ đường khả hình xoay người đi về phía trước trang hạo nhiên muốn đuổi theo đường khả hình trong nháy mắt quay đầu trang hạo nhiên lại dừng lại đường khả hình đứng tại chỗ trợn mắt nhìn anh nhớ tới hôm qua anh kể chuyện về dai dai nhớ tới anh hướng về người phụ nữ mình yêu mến bỏ tiền dưới gối nhớ tới anh vì người phụ nữ mình yêu mến mà đặt trước đồ ăn ngoài nhớ tới anh mỗi ngày gọi điện thoại đều bị tắt máy cô lại nhìn anh trang hạo nhiên đột nhiên sửng sốt nhìn cô đường khả hinh lại tức giận trợn mắt liếc anh một cái mới nói xem như em bỏ một chút tiền ra để đổi lấy việc gối đầu trên bãi cỏ lúc nãy đi tha cho anh một lần sau này cách xa em một thước cô nói hết lời người đã bước nhanh về phía trước trang hạo nhiên đứng tại chỗ nét mặt ban đầu là sướng sờ về sau lại bình tĩnh cuối cùng mới hiện lên vài phần vui sướng tươi cười vội vã chạy chậm theo sau trên con đường chính náo nhiệt dòng người qua lại nườm nượp vì hôm nay ánh mặt trời sáng rực rỡ. Em không nên tức giận, nếu như đã tha thứ cho anh, làm sao lại không nói chuyện với anh. Trang hạo nhiên cùng đường khả hình đi về phía con đường náo nhiệt phía trước. Đường khả hình thở hồn hển đi về phía trước, vẫn không muốn rời khỏi, mới xoay người quẹo trái. Này, trang hạo nhiên nhịn không được cũng quẹo trái theo, mới kéo cô, ai ngờ thân thể lại va chạm phải một chiếc xe đạp đang lao như bay đến, phịch một tiếng, cả, người anh đập mạnh vào tường đau đến mức khẽ kêu lên một tiếng ôm lấy khuỷu tay của mình trang hạo nhiên đường khả hinh nghe thấy tiếng thét này quay đầu lại nhìn thấy thân thể trang hạo nhiên đã va chạm trên tường đang ôm lấy khuỷu tay cô nhìn chiếc xe đạp trên mặt đất bánh xe đang quay vòng với tốc độ rất nhanh cô lập tức tới trước mặt trang hạo nhiên đỡ tay anh nhìn anh từ trên xuống dưới nói anh không sao chứ không có việc gì trang hạo nhiên nhìn cô đột nhiên cười lại có chút đau đớn nhấc tay, nhìn về phía khuỷu tay trên áo sơ mi trắng, đã bị rách, bị chảy một chút ra. Để em nhìn xem, đường khả hình thật khẩn trương nâng tay anh, lại muốn nhìn kỹ. Trang hạo nhiên nhìn cô căng thẳng như vậy, vừa muốn cười rộ lên nói thật sự không có chuyện gì. Hạo nhiên, một tiếng kêu gọi nhẹ nhàng vang lên, giống như từ phương xa, nhẹ nhàng bay đến, mang theo vài phần xúc động, vài phần mờ ám, vài phần dịu dàng, cùng vài phần vui sướng. Trang hạo nhiên sửng sốt ngẩng đầu, nhìn người trước mặt, hai mắt lộ vẻ không thể tin nổi, sáng ngời. Đường khả hình cũng kỳ quái quay đầu, người phụ nữ trước mặt, tuổi chừng hơn 30, thế nhưng năm tháng cũng không hề lưu lại dấu vết thời gian trên khuôn mặt cô ấy. Cô mặc áo ba lỗ màu trắng, quần màu lam cùng với thắt lưng phía trước, bên ngoài khoác chiếc áo dệt kim màu trắng, đầu đội chiếc mũ thời thượng cá tính, tóc thẳng dài đến bên hông chiếc áo choàng, khuôn mặt trái xoan, đường nét vô cùng hài hòa xinh đẹp đôi mắt sâu to tròn, lông nghi cong tự nhiên, chiếc mũi con lai thật cao, gợi cảm mà mê người. Đôi môi đầy đặn, khẽ cười, cả khuôn mặt dường như do một vị nữ thần ban tặng, lấp lánh chiếu sáng, thực sự quá mê người. Đường khả hình nhìn cô đến mức ngây người. Trang hạo nhiên cũng ngây người, hai tròng mắt không kìm được cũng trở nên ôn nhu, thậm chí bộc lộ vài phần tình ý theo thói quen tự nhiên, bắt đầu nhớ lại chân tình, giống như một làn sóng, thậm chí không dám tưởng tượng, mình đang nhìn thấy cô ấy dai dai cũng vô cùng xúc động dịu dàng nhìn trang hạo nhiên giọng nói khàn khàn đặc trưng từ đôi môi mỏng khẽ thoát ra hạo nhiên không nghĩ đến lại ở chỗ này gặp được anh đường khả hinh nghe lời này ánh mắt sáng ngời đột nhiên hiểu ra thân phận của cô ấy chính là dai dai cô lập tức khiếp sợ quay mặt sang nhìn trang hạo nhiên trang hạo nhiên cũng há hốc mồm nhìn dai dai không kìm lòng được chìm đắm trong chuyện cũ những khi hai người cười ngọt ngào ôm nhau ngủ, khi tỉnh lại hôn nồng nhiệt say mê, còn ôm lấy cô, đứng trên ban công ngắm nhìn phong cảnh. Cambridge, còn có rất nhiều chuyện cũ, dường như chỉ mới hôm qua, từng chút từng chút một hiện về. Dài dài dường như rất hiểu trang hạo nhiên, có chút bất đắc dĩ nhìn anh, đột nhiên cười, vươn tay nhẹ vén tóc dài trên trán, mới nói, được rồi. Đừng ngẩn người nữa, đã đến giờ rồi. Trang hạo nhiên lúc này mới chợt thức tỉnh, có chút xúc động nhìn cô, đột nhiên cười. Hai người cứ im lặng bước lại gần, nhìn đối phương, thật lâu, rốt cuộc mới vươn tay, nghiêng người, cùng đối phương ôm nhau thật sâu, dài dài thậm chí còn ôm lấy cổ trang hạo nhiên, dường như rất nhớ nhung, khuôn mặt tựa trên bờ vai anh, gợi cảm tươi cười, nói em rất nhớ anh. Trang hạo nhiên nghe, trong lòng có chút kích động, cười, ôm chặt hông cô, mặt nhẹ nhàng cọ cọ vào mái tóc cô, yếu ớt nói anh cũng vậy. Đường khả hình đứng một bên, dường như trong nháy mắt bị bắn ra xa thật xa khỏi thế giới của hai người, sướng sờ nhìn bọn họ. Audio điện tử võ tấn bền chương 546 Thương Tâm Trên đường, dòng người qua lại càng lúc càng nhiều, hôm nay là ngày vui gì. Ánh nắng chiếu xuống, chiếu sáng từng công trình kiến trúc cổ, đều trang nhã và dịu dàng như thế. Một tràng tiếng cười mang theo chút xúc động truyền đến. Đường Khả Hinh dắt theo xe đạp màu trắng của dai dai, ngẩng đầu. Dai dai, dáng người cao gầy, có chút gầy cho nên có phần mỏng manh, cùng với vóc dáng người mẫu 1m9 của Trang Hạo Nhiên đứng cùng một chỗ rất xứng đôi. Hơn nữa hôm nay, bọn họ mặc trang phục có màu sắc giống nhau, nhìn qua giống hệt một đôi tình nhân. Anh sao có thể đột nhiên đến Cambridge? Dai dai mỉm cười xoay mặt nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, hỏi. Trang Hạo Nhiên khẽ cười cười, mới hơi xoay người hướng đường Khả Hinh nói bởi vì bảo bối này đường khả hinh dắt xe đạp dừng lại đỏ mặt Dài dài xoay người nhìn về phía đường khả hinh lại lần nữa cảm động mà dịu dàng cười rộ lên vừa rồi hai người đã giới thiệu qua liền cảm thán nói bảo bối thật xinh đẹp không cần khen cô ấy một lát cái đuôi vểnh cao lên đó trang hạo nhiên cười nói đường khả hinh ngẩng đầu lườm anh hai người bọn họ lại tiếp tục đi về phía trước trang hạo nhiên vừa đi vừa nghiêng mặt có chút dịu dàng nhìn về phía dai dai, cười nói em tại sao lại gầy rồi. Lại không ăn cơm hả? Dai dai có chút bất đắc dĩ, hai tay nhẹ bỏ vào túi quần mình, bước đi nhẹ nhàng về phía trước, mới yếu ớt cười nói, gần đây ở viện bảo tàng bận triển lãm một tác phẩm cho nên tinh thần có chút không tốt lắm. Trang hạo nhiên có chút lo lắng, dừng bước lại nhìn cô. Dai dai cũng quay mặt sang dịu dàng nhìn anh, theo thói quen có chút đau lòng cùng lo lắng, liền đột nhiên vươn tay khoác vào cánh tay anh, nhìn anh cảm kích cười nói, em không sao, không cần lo lắng, anh nên biết khi em đói lập tức có thể nuốt trôi một con trâu. Trang hạo nhiên bất đắc dĩ cười. Hai người tiếp tục đi về phía trước, nói đến một số chuyện cũ sau khi chia tay cũng hết sức ăn ý mà không nhắc đến chuyện tình xuyên, bởi vì bọn họ đều là người trưởng thành, hiểu rằng có một số vấn đề, không cần dây dưa, sẽ không dây dưa, chẳng qua là nói một chút chuyện cuộc sống gần đây, có lúc dai dai nói tiếng chung không tốt, liền dùng tiếng Anh để diễn tả, sau đó hai người lại tiếp tục dùng tiếng anh nói rất nhiều đường khả hinh dắt xe đạp tiếp tục đi theo phía sau bọn họ một câu nói cũng nghe không hiểu đành phải cười khổ đúng rồi trang hạo nhiên dừng bước lại nhìn dai dai dùng tiếng trung mỉm cười nói em đi ra ngoài để làm gì vậy bọn anh có làm lỡ việc của em hay không dai dai đứng trước một cửa hàng bán giày múa ba lê nhìn về phía anh cười nói không có em cố ý đến đây anh cũng biết vóc dáng em cao không thích mang giày cao gót gần đây em phát hiện nunu mới cho ra một đôi giày múa rất đẹp liền muốn tới xem thử à trang hạo nhiên nhìn về phía cô cười rộ lên bởi vì cô luôn luôn thích kiểu dáng giày múa đế bằng nhất là màu trắng ách dai dai đứng ở trước cửa hàng nhìn về phía hai người mỉm cười nói nếu như hai người không vội không bằng đi vào cùng nhau nhìn xem ánh mắt của hạo nhiên tốt nhất góp chút ý kiến khả hinh có thể chứ cô vô cùng lịch sự nhìn về phía đường khả hinh, mỉm cười hỏi. Đường khả hinh nhanh chóng liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái, cười rộ lên nói, được. Tôi không sao, ý kiến của hai người thật tốt. Thực sự là một bảo bối hiểu chuyện, dai dai dường như rất hợp ý với khả hinh, đứng ở bên người cô, nhẹ đỡ bả vai của cô nhìn về phía trang hạo nhiên cười nói, nếu em có em gái như thế này thì tốt rồi, tình xuyên rất không nghe lời. Trang hạo nhiên từ chối cho ý kiến cười, vươn tay hướng về phía cô nói, vào đi thôi. Dài dài mỉm cười đi theo anh, vươn tay đặt vào lòng bàn tay của anh, hai người liền như vậy tay trong tay tiến vào. Đường khả hình đứng ở phía sau bọn họ, nhìn hai người bọn họ thân mật như vậy cũng liền cười cười, cất xe đạp đi vào. Cửa hàng giày múa ba lê Nunu là một cửa hàng giày được thiết kế theo phong cách truyền thống do ông cụ trăm tuổi làm chủ, đã truyền qua hai thế hệ, cháu gái của cửa hàng này là nhà thiết kế nổi tiếng, cho nên mới có cửa hàng giày múa này, có lẽ lấy thiết kế giày múa đế bằng là việc chính, mỗi một đôi đều là duy nhất, tuyệt đối không phân biệt, dù cho người đó là cô bé lọ lem hay công chúa tới, thích cùng một đôi giày, cũng tuyệt không có vận số giống nhau. Em thích nhất đôi giày này, dai dai và một phu nhân tuổi chừng 50 người anh chào hỏi một tiếng, sau đó đi đến bên tủ kính, cầm lên một đôi giày múa ba lê, nhẹ nâng ở trong lòng bàn tay, nhìn về phía trang hạo nhiên mỉm cười nói, đẹp không? mặt trên là chuồn chuồn xanh, được làm rất sinh động, cho tới bây giờ em đều không nhìn thấy chuồn chuồn xanh nào xinh đẹp như vậy, nhất là ánh mắt của nó, màu nâu sâu sắc kết hợp hoàn hảo cùng với màu đen, làm cho người xem cảm thấy rất sống động, chiếc cánh màu xanh này, thật là màu xanh đẹp nhất trên cái thế giới này, em không biết nhà thiết kế làm sao tìm ra được màu xanh xinh đẹp đến như thế. Trang hạo nhiên nghe xong cũng cười cười đi qua, nhìn đôi giày múa trong tay cô, mặt trên là chuồn chuồn xanh, xinh xắn như ngón tay cái, hết sức sinh động giống như những yêu tinh hắn nhíu mày nói chuồn chuồn này hình như là một đoạn trong truyện cổ tích nước anh yêu tinh rừng xanh phải không dai dai lập tức vui vẻ cười rộ lên nói vẫn là khả năng thưởng thức cái đẹp của hạo nhiên rất nghệ thuật hợp lòng em nhất nhà thiết kế của cửa hàng này đoán chừng là được gợi ý cho nên xuất hiện tác phẩm linh hồn thứ ba trang hạo nhiên cũng cười xoay người nhìn về phía đường khả hình đang đứng ở một bên hỏi khả hình em cảm thấy giày này như thế nào Đường khả hình ngơ ngác nhìn đôi giày múa ba lê trong tay dai dai, mặt trên còn có con chuồn chuồn xanh, chính mình nhìn nó đã hai tháng bởi vì nó quá mắc, gần tới một nghìn bảng anh, đôi mắt kia không biết dùng loại đá quý gì, vô cùng sang quý, tiền lương của mình không đủ mua, liền vẫn liên tục nhìn không ngừng nhìn. Lúc này, bản thân cô lần đầu tiên trong lòng muốn nói, không đẹp. Có lẽ nhớ tới dai dai cũng giống như rất nhiều những người làm nghệ thuật khác trên đầu phố ở nước Anh, đều rất thông minh. Khả hình Trang Hạo Nhiên nhìn về phía đường Khả Hinh, kỳ quái nhìn vẻ mặt của cô, cười hỏi em làm sao vậy? Không dễ nhìn, dai dai có chút tò mò nhìn về phía đường Khả Hinh, cười hỏi. Ách, đường Khả Hinh thoáng cái nhìn về phía hai người bọn họ, cười rộ lên nói đẹp. Vậy tôi đi thử, dai dai mỉm cười nhìn giày múa, đi hướng tủ kính bên cạnh ngồi xuống, nhẹ cởi ra đôi giày vải búp bê màu trắng của mình, mặc dù chiều cao của cô khoảng 1m7, thế nhưng giày lại không lớn, mang vào đôi giày đế bằng kia thật vừa vặn liền mỉm cười đứng lên toàn thân đứng ở trước gương nhẹ kéo lên chiếc quần ống rộng của mình để lộ ra hai con chuồn chuồn xanh trên đôi giày khiêu vũ khí chất và cá tính vô cùng độc đáo cô liền ngẩng đầu nhìn về phía trang hạo nhiên cười hỏi thế nào trong cửa hàng nữ chủ nhân đứng ở một bên cũng mỉm cười gật đầu trang hạo nhiên mỉm cười đi lên phía trước hai tay đút trong túi quần cúi đầu nhìn về phía đôi giày múa bên dưới hai tròng mắt lóe sáng xem xét kỹ, do so dự một hồi, mới hơi nhíu mày, lắc lắc đầu, nói, không dễ nhìn. Đường khả hình lập tức kinh ngạc ngẩng đầu, có chút vui mừng nhìn về phía anh. Không dễ nhìn, dai dai có chút thất thần nhìn về phía anh, thậm chí không thể tin nổi nhìn anh nói, thực sự. Không dễ nhìn, Trang Hạo Nhiên thản nhiên ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ dai dai đang thất vọng, lập tức sợ cô tức giận cười rộ lên nói, anh chỉ là cảm thấy con chuồn chuồn xanh kia quá sinh động không hợp với phong cách trưởng thành và cá tính của em, thế nhưng em thích thì cứ mua, không cần phải nghe ý kiến của anh. Anh là đàn ông, nhìn những đồ vật này chắc chắn có chút khác biệt so với bọn em. Hỏi Khả Hinh một chút đi. Khả Hinh, dai dai mang giày này, nhìn được không? Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, có chút khẩn trương nhìn về phía Trang Hạo Nhiên. Dai dai cũng có chút tò mò nhìn về phía Khả Hinh, cười nói, Khả Hinh, tôi mang giày này, nhìn được không? Ách, à, đường khả hình lại liếc nhìn đôi giày múa kia một cái, kỳ thực phối hợp phong cách của cô, chính mình cũng cảm thấy đẹp, trong lòng cô vùng vẫy đấu tranh như vậy mấy cái, đành phải bật cười nói, tôi cảm thấy thật đẹp, tôi cũng cảm thấy đẹp, dai dai cũng kéo ống quần, nhìn đôi giày múa kia một lần nữa. Vậy mua đi, có cái gì so với việc em thích? Trang hạo nhiên cười lấy ra ví tiền, rút ra thẻ vàng muốn đi đến quầy tính tiền đường khả hình chừng mắt người này. Dài dài có chút ngọt ngào mỉm cười nhìn về phía trang hạo nhiên đi đến quầy tính tiền, liền nói anh vẫn là tính cách đó. Thích nhất việc trả tiền cho người khác. Trang hạo nhiên vừa đem thẻ vàng đưa cho chủ cửa hàng, vừa cười nói anh cũng không phải là người vì toàn thế giới mà đưa tiền, thế nhưng em thích gì, anh đều muốn mua cho em. Dài dài cười. Đường khả hình hiện tại có chút mất mát giống như bị người ta đổ một gáo nước lạ, giày của cô, giày của cô, giày của cô giày của cô giày của cô nữ chủ nhân cửa hàng mỉm cười khen dai dai có ánh mắt tốt liền vươn tay tiếp nhận thẻ vàng quét dai dai đột nhiên kêu nhỏ mọi người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cô dai dai đứng ở một bên có chút bất đắc dĩ mỉm cười nói tôi không muốn đôi giày này trang hạo nhiên sửng sốt nhìn cô hỏi vì sao dai dai bất đắc dĩ tươi cười nói với trang hạo nhiên bởi vì anh cảm thấy không dễ nhìn trong lòng em không thoải mái liền từ bỏ trang hạo nhiên trầm mặc nhìn về phía cô nhớ tới trước đây cô mặc quần áo trang điểm đều nghĩ đến muốn mình khen ngợi đường khả hình thật khẩn trương nhìn trầm trầm nữ chủ nhân của cửa hàng đang cầm thẻ vàng kia rất sợ cô ấy không may quẹt thẻ kỳ thực em không cần để ý tới ý kiến của anh trang hạo nhiên cười nói em là nghệ thuật gia em theo đuổi sự hoàn mỹ dai dai mỉm cười cởi đôi giày múa ba lê ra nói sorry với nữ chủ nhân của cửa hàng, liền đem đôi giày chuồn chuồn vươn cánh bỏ vào giữa tủ kính. Đường khả Hinh hai mắt sáng ngời, trong lòng thầm vui vẻ. Thực sự không suy nghĩ lại à, Trang Hạo Nhiên nhìn về phía dai dai, có chút lo lắng cô sẽ thất vọng, anh không muốn cô không vui. Dai dai chỉ cười, vươn hai tay khoác vào khuỷu tay của anh, nói, không suy nghĩ. Anh không thích, em cũng không thích. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười, nói, vậy đi thôi, chúng ta đi dạo một chút nữa, có thể gặp được cái em thích thì sao? Được, vậy chúng ta cùng nhau đi dạo những con đường nghệ thuật độc đáo và vui vẻ nhất, bởi vì anh có một đôi mắt nghệ thuật ra. Hai người liền như vậy đi, đường khả hình lập tức khẩn trương nhìn đôi giày kia, liền tự mình tính toán tiền của mình còn có 700 bảng anh, chỉ cần hầu rượu kết thúc, mình có thể lấy thêm tiền lương, mình có thể mua này đôi giày múa đó. Ánh mắt của cô lóe lên một tia hưng phấn, nhanh chóng đi ra, liền nhìn thấy, Trang Hạo Nhiên đã đứng ở bên cạnh cửa hàng, mở khóa, ngồi lên trước mới nói với Dai Dai, đi thôi, anh biết em thích nhất đi dạo ở chợ. Dai Dai vừa nghĩ đi lên phía trước, thế nhưng lại nhìn thấy Khả Hinh đứng ngây ngốc ở một bên, mới có chút xin lỗi cười nói, xin lỗi, Khả Hinh, thiếu chút nữa quên cô. Muốn cùng đi không? Đường Khả Hinh đứng ngẩn ngơ ở một bên. Trang Hạo Nhiên cũng nhìn về phía đường Khả Hinh, cười nói cùng nhau đi. Chợ Cambridge có thật nhiều thứ có thể xem. Ách, đường khả hình lại há hốc mồm một chút, mới cười nói, không đi được rồi. Mỗi ngày em đều chạy đến chợ, bởi vì phòng ăn hay cần thêm một số thứ nhỏ, chỗ đó em so với các người quen thuộc hơn. Thật không đi, Trang hạo nhiên hỏi lại một lần, vẫn muốn cô đi, nói, đi đi. Cùng nhau đi, anh đi tới trước chạy xe qua đây. Không đi, thật không đi được rồi, phòng ăn phải mở cửa kinh doanh, hai người đi chơi đi, chơi vui vẻ, em đi trước. Đường Khả Hinh cười nói. Chờ một chút, dài dài ở chỗ này chờ anh một chút, để anh đưa Khả Hinh trở về trước. Trang Hạo Nhiên vừa muốn dắt tay Khả Hinh lên xe. Không cần, chấm than ngoặc kép, đường Khả Hinh vừa cười hướng bên kia đi đến, vừa hướng bọn họ vẫy vẫy tay, sảng khoái nói, hai người mau đi chơi đi. Có thời gian đến phòng ăn của chúng tôi, để cho đầu bếp đẹp trai của chúng tôi làm thức ăn cho hai người. Tạm biệt, tạm biệt chị dai dai. Cô mỉm cười nói cho hết lời, người đã xoay đi, thở phào nhẹ nhõm tiếp tục bước đi về phía trước. chương 547, Thần Tiên Quyến Lữ Phịch, đường khả hình phịch một tiếng đẩy cửa phòng ra, chạy như bay đến trước bàn đọc sách, kéo ngăn tủ, từ trong đó ôm ra chiếc hộp nhỏ, soàn soạt lấy ra mấy tờ bảng anh, nhân dân tệ còn có mấy đồng đô la Mỹ mà mấy ngày nay NIKY mới đổi cho. Cô khẩn trương đưa ngón trỏ đã dính nước bọt lên đếm, đôi mắt linh hoạt, mấp máy môi không ngừng đếm, 100, 200, 300, cô khẩn trương nhìn hai tờ bảng anh, tính cả toàn bộ mấy tờ nhân dân tệ vẫn còn thiếu 200 đồng. Đường khả hình vội vàng ôm một đống tiền, đặt trên ngăn tủ, đôi mắt vội vàng lóe lên, nhớ tới đôi giày múa kia, lại nhớ tới lúc trang hạo nhiên mới nhìn thấy dai dai, đầu cô giống như bị con lửa chen trúc vào, đào đâu ra tiền nhanh như vậy. Người nào không biết anh có tiền, lần trước, một sợi dây truyền 300 ngàn cho cố di, mắt cũng không chấp lấy một cái. Đồ không biết xấu hổ, chỉ biết mang tiền cho người phụ nữ khác sao không thấy anh mang cho em anh mua cho em đôi giày kia em lấy bản thân mình giao cho anh cũng được trang hạo nhiên đáng ghét cô vừa hung hăng nguyền rủa người đàn ông xấu xa này vừa dùng ngón tay chấm nước bọt đem sắp tiền kia đếm lại một lần nữa cô muốn cuộc thi hầu rượu mau kết thúc chính mình có thể đi mua đôi giày kia ha 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 đúng là không thể trông cậy vào người đàn ông xấu xa kia tiếng gõ cửa vang lên đường khả hinh mở cửa thấy NIKY nói với mình muốn mở cửa kinh doanh, cô cười rộ lên nói, được. Tôi lập tức đi. Ánh mặt trời hôm nay rực rỡ, chiếu xuống thư ánh sáng lấp lánh, những bông hồng đỏ thắm giữa bãi cỏ xanh biếc, diễm lệ mà ướt át, trong suốt, lấp lánh, ngọt ngào trong gió, nhẹ nhàng rung rinh, hết sức yêu nhã động lòng người. Phòng ăn bách hợp kinh doanh rất tốt, người anh thật sự rất yêu ánh nắng mặt trời, khó có được không khí tốt thế này, tất cả mọi người sôi nổi ngồi ở bàn ăn ngoài trời, vui vẻ thưởng thức món ăn ngon. Đường khả hình mỗi lần có khách muốn thưởng thức rượu lại chạy xuống hầm rượu, trong lòng suy nghĩ cuộc thi còn mấy ngày nữa sẽ kết thúc, nhất định phải đem công việc hoàn thành thật tốt. Buổi trưa, màn ảo thuật bắt đầu. D.I.K.Y. là người mới được mời đến làm nhân viên pha chế rượu, đứng giữa bãi cỏ ngoài trời, bắt đầu biểu diễn trước mặt các vị khách việc pha chế cốc tai, hoa hồng hoàng hậu mà anh mới nghiên cứu cùng Alan dịch rượu từ trong ánh lửa xinh đẹp được pha chế tạo thành một loại màu sắc tựa như đóa hoa hồng đỏ đầy khát khao cháy bỏng, đây là màn biểu diễn mà những vị khách quen thích nhất. Tiếp theo còn có màn biểu diễn ảo thuật của Bruce quản lý phòng ăn, thật khó cho lão đầu người Anh đã hơn 50 tuổi này, bị đường khả hinh kiên quyết ép đi học mấy chiêu ảo thuật. Lúc mới bắt đầu, ông còn hết sức chống cự, về sau nhận được càng ngày càng nhiều tiếng vỗ tay, ông bắt đầu yêu thích thứ đồ chơi này. Ánh lửa ở bàn ăn trung tâm bay lên, toàn bộ khách khứa vỗ tay nhiệt liệt, bên trong, hoa hồng hoàng hậu, đã được cho thêm rượu vang đỏ, đó cũng là đồ uống mà khách thích nhất. Đường Khả hình đứng bên trong phòng ăn rộng rãi, nhìn đi IKY đem ba ly rượu nhỏ tung lên trên trời, cuối cùng thành thạo rơi vào trong tay anh, lại đem cốc tai màu đỏ tươi rót vào một chiếc ly đế cao. Sophie và Zoe lập tức mỉm cười tiến lên, đem chiếc cánh phượng hoàng vàng óng ánh được trang trí bên miệng ly nhẹ giữ, sau đó nhanh chóng đặt vào khay, bưng lên mời các vị khách. Tiếng vỗ tay vô cùng nhiệt liệt vang lên. Đường khả hình cũng vui vẻ vỗ tay. Có khách đến, đột nhiên phía trước truyền đến nói. Đường khả hình lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy hai người dẫn đầu là Trang Hạo Nhiên cùng dai dai, phía sau là mấy người đàn ông nước Anh khoảng ngoài 20 tuổi, tất cả đều tao nhã, phong độ người người, vừa nói chuyện vừa cười dọc theo cây cầu nhỏ đi tới. Cô vốn đang ngẩn ngơ lại lập tức đi qua con đường nhỏ màu trắng đến trước mặt bọn họ, vui vẻ cười nói Tổng Giám Đốc, Anh. Khả Hinh, dai dai đã đổi trang phục, cô mặc chiếc áo lông màu trắng lộ vai, quần đùi màu đen, chân đi đôi bốt cùng màu, mái tóc dài cá tính nhẹ nhàng bay, đi về phía Đường Khả Hinh, cười nói: "Chúng tôi đều nghe nói, phòng ăn của các cô có một vị đầu bếp thiên tài, thậm chí buổi trưa còn có một phần biểu diễn ảo thuật vô cùng đặc sắc, tôi liền dẫn theo bạn bè tốt đến nơi này muốn nếm thử món ngon của các cô." Đầu tiên Đường Khả Hinh liếc mắt thoáng qua Trang Hạo Nhiên đang lặng lẽ nhìn mình mỉm cười cô lập tức cười nói, rất hoan nghênh mọi người đã tới đây, mời mọi người vào bên trong. A, à, Enikai vừa nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, lập tức hoảng hốt kêu lên sợ hãi, bỏ cả khay liền chạy ngay vào phòng ăn. Trang Hạo Nhiên vẫn đứng tại chỗ, đầu tiên là bị cô làm cho hoảng sợ, sau đó liền cùng mấy người bạn cười thật lớn, nói tôi thật quá đẹp trai rồi. Đường Khả Hinh bất đắc dĩ cười rộ lên, dẫn đám người dai dai đi đến vị trí bàn ăn gần nhất bàn biểu diễn ảo thuật để cho Sophie cùng Gordon kéo ghế dựa ra cho bọn họ, rồi mời bọn họ đợi một lát. Trang Hạo Nhiên và Dai Dai hai người lúc trước dường như chưa hề có chuyện chia tay, ngồi gần bên cạnh nhau. Trang Hạo Nhiên còn trải khăn ăn trắng tinh cho Dai Dai xong mới ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh, cười nói: mới vừa rồi sao lại trở về? Chạy về, bay về. Đường Khả Hinh vừa cười vừa đem thực đơn cùng tên rượu tự mình đưa tới cho các vị khách. Trang Hạo Nhiên lặng lẽ nhìn cô. Nghe nói đầu bếp của các cô làm món ăn Mexico rất ngon. Dài dài tựa bên người trang hạo nhiên, ngẩng đầu nhìn Đường Khả Hinh có chút tò mò hỏi. Đúng vậy, Đường Khả Hinh lập tức chuyên nghiệp giới thiệu cho Dài Dài, đầu bếp Alan của chúng tôi đã từng là đầu bếp trong Hoàng thất, phương thức nấu nướng hạng nhất, hơn nữa còn đem những hiểu biết vô cùng phong phú của mình thể hiện vào trong thức ăn, mang lại sự hưởng thụ hương vị khác nhau cho mỗi vị khách. À, Dài Dài nhìn cô, cười rộ lên nói vậy chúng tôi cũng muốn nếm thử có những món gì ngon cô hãy giới thiệu lời vừa nói xong trang hạo nhiên cùng mấy người bạn lập tức cùng nhau nhìn về phía cô đường khả hình lập tức nhanh nhẹn giới thiệu nói vậy các vị nếm thử món bò bít tết nướng bằng than mà anh ấy mới sáng tạo ra thế nào đối với món ăn thần kỳ này chúng tôi tạm thời giữ bí mật mọi người vừa nghe lập tức có hứng thú tất cả đều mỉm cười gật đầu trang hạo nhiên mỉm cười nhìn đường khả hình nói, em nói vậy, nếu như bọn anh không hài lòng thì phải làm sao? Em chịu trách nhiệm sao? Nếu mọi người không hài lòng, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm bồi thường, nhưng anh thì không được. Đường khả hình tự mình nhận lấy những ly nước chanh mà Sophie mang qua, đưa đến trước mặt các vị khách, lịch sự cười. Vì sao? Trang hạo nhiên run rẩy trải khăn ăn, nhẹ đặt trước bàn, mới cười hỏi. Bởi vì anh là ông chủ, cho nên muốn anh chịu trách nhiệm hoàn toàn. Đường Khả Hinh không khách khí cười nói. Trang Hạo Nhiên cười to lên, nhìn về phía bạn bè nói, lúc đi Babi, nhìn bảo bối của tôi này. Tất cả bạn bè anh đều cười rộ lên, dai dai lại càng quan tâm xoay người, vươn tay nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ bé của đường Khả Hinh, mỉm cười nói, Khả Hinh, cô không nên trách Hạo Nhiên, anh ấy nói chuyện luôn đáng ghét như thế. Tôi biết, đường Khả Hinh cố ý đem lời nói cho hết, lập tức bưng những miếng bánh mì nhỏ mà phòng ăn đã chuẩn bị cho khách đặt giữa mâm một đóa hoa bách hợp. Dài dài nhìn cách trang trí đầy tính nghệ thuật này, nhất là vòng tròn có hàng trăm bông hoa bao bọc xung quanh, có chút xúc động cười nói cái này ai thiết kế vậy. Tôi và Alan cùng nhau nghĩ ra, đường khả hình đứng bên cạnh, mỉm cười nói. Dài dài bày tỏ sự khen ngợi, ngẩng đầu nhìn đường khả hình, có chút cảm thán nói, có thể làm cho tinh thần bay theo thức ăn, thật sự rất ít, can đảm thiết kế như vậy, thật là để cho những nghệ thuật gia chúng tôi cảm thấy xấu hổ chị dai dai không cần giễu cợt chúng tôi mọi người ngồi đợi một lát tôi vào phòng bếp thu xếp một chút đường khả hinh nhìn một lượt các vị khách mới nhẹ nhàng xoay người đi vào trong trang hạo nhiên ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn bóng lưng của đường khả hinh dai dai nâng ly nước ấm lên uống một ngụm nhỏ liếc mắt nhìn trang hạo nhiên một cái đôi mắt xinh đẹp đột nhiên lóe lên ôn nhu nở nụ cười đường khả hinh lập tức đi vào phòng bếp thương lượng cùng alan chuẩn bị món ăn mới bỏ bít tết nướng than cho bạn bè Trang Hạo Nhiên. Alan gật đầu, cô lập tức nhận lấy thực đơn của khách từ Sophie, liếc mắt nhìn thoáng qua, mấy vị khách cũng không có để rượu, cô liền biết Trang Hạo Nhiên có ý định kiểm tra mình, liền tức khắc xoay người đi tới hầm rượu. Giữa hầm rượu lạnh lẽo, hai mắt của cô chuyển động, trước tiên nhanh chóng chọn một chai rượu vang sủi bọt Valencia Tây Ban Nha, lại chọn thêm một chai rượu Henry Pinot năm 1997 xuất xứ tại Pháp, mới tạm thời xoay người đi ra khỏi hầm rượu. Bên ngoài phòng ăn, Bruce đã bắt đầu biểu diễn ảo thuật, chỉ thấy ông mỉm cười nâng lên một cái cái hộp, cười cười nhìn về phía các vị khách, bên trong trống rỗng. Mọi người đều tập trung nhìn ông. Bruce nhìn về phía mọi người cười thần bí, đem cái hộp thoáng cái đậy lại, lại đột nhiên mở ra, một bó hoa hồng đỏ thắm đột nhiên xuất hiện. Các tân khách sôi nổi mỉm cười rối rít vỗ tay. Bruce đã biết thân phận của Trang Hạo Nhiên, liền lập tức vô cùng phong độ đem bó hoa hồng đỏ thắm đưa đến trước mặt dai 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 Giai đang vỗ tay, ngạc nhiên vui mừng vươn tay nhận bó hoa hồng từ Bruce nói câu thanh you. You are welcome, Bruce lại tiếp tục biểu diễn ảo thuật. Lúc này đường khả Hinh mang theo hai chai rượu đỏ đi ra phòng ăn, đặt trên bàn ăn, tính toán giờ rất trước khi mở ra. Sophie cùng Joey lộ vẻ háo sắc như nhau, ngây ngốc đứng bên cạnh, nhìn thấy trang hạo nhiên ngồi tao nhã tại chỗ, tay khẽ đặt phía sau trên ghế ngồi của dai dai, vô cùng đẹp trai, nụ cười đầy sức quyến rũ, dùng tiếng anh lưu loát nói chuyện cùng mấy người bạn liên quan đến việc học hành hiện tại của họ, thỉnh thoảng cổ áo sơ mi mở ra để lộ bên trong một làn da gợi cảm, vô cùng mê người. Oh my God, mặt Sophie đỏ bừng, ôm mặt nói, so handsome, chấm than ngoặc kép, trời ạ, à, thật là quá đẹp trai. Sôi y cũng cảm thấy trái tim đập rộn ràng nhìn Trang Hạo Nhiên ngồi trên ghế, đôi chân thon dài như người mẫu, nhẹ nhàng tao nhã gác lên nhau, thỉnh thoảng dường như nghe được những mẩu chuyện lý thú ở học viện Cambridge, gương mặt cười rộ lên, đôi tay nắm nhẹ bả vai cô gái kia. Một người tình cảm như vậy, tưởng chừng nhàn nhã như vậy, có thể khiến cho các cô gái đến từ Trung Quốc thực sự có cảm giác hít thở không thông, nói cũng khó trách NIKY phát điên, tôi cũng muốn điên lên rồi tôi thật sự rất hâm mộ cô gái ngồi bên cạnh anh ấy nha. Cô gái kia là ai vậy? Bọn họ là một đôi sao? Đường Khả Hinh đem rượu đỏ đã chuẩn bị xong, mới lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về vị trí của Trang Hạo Nhiên. Hình như anh đang nghe dai dai nói chuyện gì đó, có chút ôn nhu cùng cưng chiều nhìn về phía cô ấy, ngón tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài ra sau. Dai dai cũng lặng im nhìn anh, tay khẽ đặt ở trên đầu gối của anh, có chút tiếc nuối nở nụ cười. Wow, a a a. Tất cả bạn bè nhìn bọn họ đối với nhau đã từng là một đôi, thần tiên quyến lữ, như vậy, đều vỗ tay cười rộ lên, Đường Khả Hinh cũng im lặng đứng ở một bên, nhìn bọn họ không lên tiếng. Chương 548, có lời muốn nói. Phòng ăn đang náo nhiệt, màn biểu diễn ảo thuật chính của Bruce vẫn kéo dài, Đường Khả Hinh mỉm cười đẩy xe đồ ăn, đi về phía Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên đang cùng bạn bè và dai dai nói về những chuyện thú vị lúc ở Cambridge nhìn thấy Đường Khả Hinh đẩy xe đồ ăn đi tới phía trên đặt một chai rượu vang sủi bọt Valencia Tây Ban Nha anh có chút ngạc nhiên cùng vui mừng nhìn về phía Đường Khả Hinh cười nói xem ra trình độ chọn rượu của em càng lúc càng cao rồi đều là nhờ cách dạy dỗ của tổng giám đốc ngài Đường Khả Hinh mỉm cười nhìn các vị khách trước tiên đeo bao tay trắng vào vui vẻ cầm lên chai vang sủi bọt đưa chai rượu hướng về phía khách mỉm cười lưu loát dùng tiếng Anh giải thích Dollar Sparkling in from Valencia Spain smooth and silky feel. We can discover the refreshing apple and banana aroma present in the win we -well drinking, which stimulate our taste but for a long time. The delicate bubble invigorate our sense is a sweet, but non-resimu sweet chi the magic cocktail wine. Drink over with, a chagri let's take a new nota factor Rita aroma of Saco flavor. Loại rượu lấp lánh này chính là rượu vang sủi bọt Valencia Tây Ban Nha, những hạt bọt tinh tế này ẩn giấu trong đó là hương vị nhàn nhạt của táo cùng với vị nhẹ nhàng khoan khoái của chuối tiêu, có thể trong một thời gian dài thúc đẩy vị giác của chúng ta, làm cho khứu giác của chúng ta tập trung cao độ, nhất là kèm theo hạt bọt tinh tế kia, dường như thưởng thức vị ngọt mà không hề thấy ngán, đó chính là truyền thuyết thần kỳ về khả năng biến hóa kỳ diệu đối với vị giác của dịch. Rượu này, kết hợp với hương vị bò bít tết nướng than có thể làm cho người ta trở nên dịu dàng cùng tinh tế hơn, hoàn toàn hưởng thụ hương vị tuyệt vời của than nướng mà không bị ảnh hưởng. Trang hạo nhiên trầm mặc ngồi một bên, nghe đường khả hinh lại có thể dùng tiếng Anh lưu loát giới thiệu những nét đặc sắc về loại rượu này. Hai tròng mắt anh chợt lóe, bộc lộ vài phần khen ngợi cùng ngạc nhiên tươi cười nhìn cô. Dài dài cũng mỉm cười ngẩng đầu, nhìn đường khả hinh, than thở nói, nghe cô nói như vậy, tôi cũng không nén được sự hiếu kỳ đối này loại rượu này, cũng có thể cảm giác được, cô đối với loại rượu này rất quen thuộc và yêu thích nó. Chị dai dai quá khen rồi, tôi chẳng qua là hiểu được sơ sơ mà thôi, thế giới rượu đỏ thực sự rất lớn, hiểu được càng nhiều, lại càng phát hiện ra những hiểu biết của mình vẫn là quá ít, chỉ là có chút yêu thích mà thôi. Đường Khả Hinh khiêm tốn nói. Dai dai cười rộ lên, nhẹ nắm cổ tay Khả Hinh, mềm giọng nói, cô hẳn là không biết, ở thời đại này ham muốn hưởng thụ vật chất rất phổ biến sao, có thể thích, cũng đã rất không dễ dàng, bởi vì phương hướng quá nhiều, rất nhiều người đều rất dễ lạc lối. Đường khả hình thật sâu nhìn cô, mỉm cười. Trang hạo nhiên liền im lặng nhìn về phía đường khả hình. Hạo nhiên, tay dài dài vỗ nhẹ lên đầu gối anh, xoay người nhìn anh, mỉm cười nói, khả hình hầu rượu có phải rất tốt hay không? Ừm, um, trang hạo nhiên lên tiếng trả lời, ngồi thẳng người, cười nói. Đường khả hình liền mỉm cười đứng trước mặt các vị khách, nói, nếu như các vị thích loại rượu này, đã được ướp lạnh một thời gian nhất định tôi mở rượu cho mọi người thưởng thức được chứ mọi người mỉm cười gật đầu đường khả hinh liền mỉm cười lập tức đeo bao tay trắng đứng cách xa các vị khách hơn một chút từ trong thùng ướp lạnh cầm lên chai rượu cây ban nha màu xanh biếc quý giá đặt trên bàn ăn hai mắt lập tức chăm chú đầu tiên lấy khăn lông trắng lau sạch sẽ những giọt nước quanh chai lại khéo léo thành thạo xé vỏ bọc nắp kim loại quanh miệng chai rượu vang sủi bọt xuống nhìn thấy dây thép bảo vệ cô bình tĩnh đưa tay nhẹ vặn dây thép, liền dùng ngón tay cái ấn chặt nút chai, giữ trong vài phút, sau đó cẩn thận từng chút một xoay tròn chai rượu vài cái. Chỉ nghe tiếng thở dài nho nhỏ của một cô gái vang lên, một làn sương mù cùng mùi rượu, nhẹ quấn quanh miệng chai bay ra, cô thở phào nhẹ nhóm, nở nụ cười giơ tay cầm nút chai rượu vang sủi bọt đưa lên trước mặt các vị khách. Mọi người đều rối rít vỗ tay, trang hạo nhiên càng chuyên chú, mỉm cười nhìn về phía đường khả hình, đôi mắt bộc lộ vài phần dịu dàng cùng tự hào. Đường Khả Hinh lại lịch sự tươi cười, giờ tay cầm chai rượu vang sủi bọt lên, tiến lên một bước tới trước mặt dai dai vị khách nữ duy nhất trong bàn ăn, nhẹ nhàng rót vào ly một chút dịch rượu màu vàng nhạt cho cô, quan sát bọt khí tinh tế và đẹp đẽ kia đã từ từ lặn xuống, mới tiếp tục rót rượu tới 80% ly. Dai dai vẫn bộc lộ nét mặt thưởng thức, nhưng mặt nhìn đường Khả Hinh mỉm cười. Đường Khả Hinh chăm chú rót xong rượu cho dai dai, cẩn thận dùng khăn lông trắng nhẹ lau miệng chai lại tiếp tục rót rượu cho vị khách kế tiếp, cuối cùng mới đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên mỉm cười, hai mắt lại hiện lên một chút ôn nhu nhìn cô. Đường khả hình im lặng mà chuyên nghiệp dơ chai vang sủi bọt, thật cẩn thận rót rượu cho Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên hơi vươn tay, khẽ đặt bên hông cô, cười nói, hôm nay thật sự là từ nu nu bay trở về sao. Đường khả hình chăm chú rót xong rượu, cầm khăn lông trắng lên, nhẹ lau miệng chai, mới mỉm cười nói, không phải, là Alan đến đón em trở về. Trang hạo nhiên khẽ cau mày, nhìn cô. Đường Khả Hinh nhẹ đem chai rượu đặt lại trên xe đẩy đồ ăn, Ngừng đầu đã nhìn thấy Sophie đem đĩa bò bít tết nướng bằng than lên. Cô lập tức mỉm cười tiến lên, nâng lên một đĩa bò bít tết đặt trước mặt các vị khách, mỉm cười nói, mời các vị nếm thử món bò bít tết nướng than của phòng ăn chúng tôi. Dài dài ngồi trên ghế, mỉm cười cùng kinh ngạc nhìn về phía đĩa tròn lớn màu trắng được đặt một miếng thịt bò bít tết có hình dạng giống như một thân cây uốn lượn, thậm chí nếu khẽ nâng lên, trên miếng thịt bò giống như được rót lên một loại tương nâu, mà đây cũng có thể là một loại tương đen, miếng thịt bò bít tết được dựng đứng lên chỉ bằng một cây xiên, cô hết sức tò mò cầm dĩa lên, nhẹ nhàng cắm vào một miếng bò bít tết, đặt vào giữa đĩa, dùng dao cắt một miếng thịt bò nhỏ, bỏ vào trong miệng nhai. Trong phút chốc cảm thấy miếng thịt bò 7 phần 9 này, ngoài chín trong sống, chính là hương vị máu bỏ của giống bò miền Tây nước Mỹ, xâm chiếm hoàn toàn vị giác, mà loại tương kia cũng hết sức kỳ lạ, mang theo một loại hương khí rất thấu hiểu, xông vào tận tim mình, dường như trong khoảnh khắc có thể đưa mình vào trong thế giới những món ăn ngon, mà trước đó không thể nào tự mình bước vào. Được, trong nháy mắt cô có chút kích động ngẩng đầu, nhìn đường khả hinh muốn đề xuất ý kiến, cười nói tôi có thể gặp mặt vị đầu bếp kia được không? Đường khả hinh lập tức mỉm cười nói có thể xin cô chờ một chút. Cô nói xong, liền xoay người. Trang hạo nhiên nhìn cô xoay người rời khỏi, mới cười nhạt cùng những người bạn khác nếm thử món thịt bò bít tết đặc biệt này, đều sôi nổi gật đầu, thực sự cảm thấy ăn rất ngon. Một lát sau, đường khả hình cùng một người mặc trang phục đầu bếp trắng, đã gỡ bỏ chiếc mũ đầu bếp xuống a lần, vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười bước ra. Dài dài ngạc nhiên nhìn chàng thanh niên người Đức tuổi chừng hơn 20, đẹp trai nhã nhặn, với đôi mắt dịu dàng, cá tính vừa nhìn liền cảm thấy hết sức khiêm tốn mà hiểu lễ nghĩa, tươi cười, có thể cảm giác được tâm hồn anh rất trong sáng, cô nhìn về phía anh, sâu sắc nói, hi. Hi, Alan lập tức đi tới trước bàn ăn, hướng về phía các vị khách đang khen ngợi mỉm cười gật gật đầu. Trang hạo nhiên ngồi một bên, chỉ mỉm cười. Dài dài hết sức kích động cùng tán thưởng cười nói This really delicious, you are soft, you could cook Thai food, Lita Selmup. Đây mới thực sự là vị ngon tôi rất bất ngờ anh lại có thể nấu được món ngon đến như vậy làm cho tất cả chúng tôi đều rất xúc động alan lập tức có chút xấu hổ cúi đầu cười nói thanh nhu dai dai không thể nào diễn tả hết được cảm xúc của mình giống như tìm được một nhà nghệ thuật đích thực vậy vươn tay mỉm cười muốn cùng anh bắt tay alan lịch sự cùng cô bắt tay lại nói cảm ơn đường khả hình cũng cười chỉ cần có người khen món ăn ở phòng ăn ngon cô liền rất vui vẻ cô thậm chí có chút hồi hộp nhìn về phía Trang Hạo Nhiên một người luôn luôn yêu cầu rất cao đối với những món ăn ngon hỏi tổng giám đốc ăn có ngon không Trang Hạo Nhiên lại cắt một miếng bò bít tết bỏ vào trong miệng cười rộ lên đáp lại ưng Đường Khả Hinh vui vẻ cười Alan vì bận rộn sau khi cùng các vị khách chào hỏi xong liền muốn đi lúc sắp đi vì muốn dặn dò Khả Hinh một số chuyện của phòng vươn tay kéo bả vai cô cùng cô đi vào phòng ăn cúi xuống bên cạnh khuôn mặt cô nhỏ giọng nói câu gì đó, cô nghe, liền lập tức gật gật đầu, anh nhìn thấy dáng vẻ gật đầu đồng ý của cô, vui vẻ cười, nói cảm ơn. Đường khả hình cảm thấy anh quá khách sáo, liền lập tức vươn tay, nắm cánh tay anh, cùng đi vào phòng ăn, nói thật là đói. Tôi chuẩn bị cơm trưa cho cô, một lát nữa lúc khách thưa dần, cô vào đây, tôi lấy cho cô ăn. Alan với Khả Hinh đều là những người trẻ tuổi, hết sức không ngại ngùng đùa giỡn vui vẻ trang hạo nhiên sắc mặt thu lại nhìn về phía bên kia trẻ tuổi thật là tốt dai dai cũng không khỏi nhìn về phía bọn họ xúc động cười nói trang hạo nhiên nghiêng mặt nhìn cô cười nói em cũng không có giả. em chỉ không già trong lòng của anh thôi dai dai vẫn có chút xúc động nhìn về phía anh cười nói trang hạo nhiên cố ý nhíu mày nhìn cô một cái dai dai cũng có chút tiếc núi cúi đầu nhìn ly vang sủi bọt bộc lộ màu sắc vô cùng tươi mát có chút im lặng. Trang hạo nhiên không muốn nhìn thấy cô như vậy, mỉm cười vươn tay, nhẹ nắm tay cô, khẽ vuốt vuốt ngón tay thon dài của cô, xúc động nói, trên thế giới này, những cô gái trẻ tuổi có rất nhiều, thế nhưng dai dai, một nhà nghệ thuật trường. Thành và hoàn mỹ như em thì chỉ có một, ở trong mắt của anh, em so với rất nhiều những cô gái trẻ tuổi khác đều có phần xinh đẹp hơn. Dai dai nhìn anh thật sâu. Trang hạo nhiên bộc lộ yêu thương cười nhìn cô, lại cảm giác được có một bóng dáng nhợt nhạt nhìn một mình mình anh hơi sững sờ quay đầu cư nhiên nhìn thấy đường khả hình đã đẩy một xe đồ ăn khác mỉm cười nhìn mình anh lập tức buông tay ra cười rộ lên nói em đến rồi cũng không nói một tiếng thật là dọa người mà có người đẹp bên cạnh tổng giám đốc của chúng ta như chìm đắm trong cõi mộng đường khả hình mỉm cười nâng món ăn thứ hai của alan cẩn thận đặt lên trên bàn dai dai hết sức hứng thú nhìn về phía con tôm hùm này con tôm vừa chín tới với màu đỏ hồng xuyên vào tận trong thịt tôm bên ngoài là lớp vỏ cứng bao bọc được đặt ở giữa những bông hoa nhài nhật bản và ớt ngọt đỏ trưng bày ra vô cùng thú vị và đẹp mắt cô lại cảm động cười rộ lên nói thật là quá tuyệt vời tôi nhìn thấy món ăn này lập tức sẽ có một cảm giác tò mò cảm thấy một nửa tôm hùng chín sẽ là mùi vị như thế nào tôi giống như lạc vào một thế giới nghệ thuật lớn mạnh quá tuyệt vời bạn bè bọn họ cũng cảm thấy hết sức hứng thú nhìn món ăn này Trang Hạo Nhiên chỉ im lặng nhìn đường khả hinh. Đường khả hinh nở nụ cười, đem tôm hùm khẽ đẩy vào giữa bàn ăn, mỉm cười mời mọi người thông thả dùng, liền muốn xoay người, đi chuẩn bị món mới. Trang Hạo Nhiên nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé của cô, yên lặng nhìn cô. Đường khả hinh mỉm cười quay mặt sang, nhìn Trang Hạo Nhiên, nói tổng giám đốc có chuyện gì vậy. Buổi trưa em còn chưa ăn cơm, Trang Hạo Nhiên có chút quan tâm hỏi. Ừm, um, đường khả hinh nhẹ tránh thoát bàn tay anh, mới cười nói, nhưng mà vừa rồi em ở trong phòng bếp cũng đã ăn một chút mì ý, ăn thật ngon. Anh thông thả dùng, chăm sóc thật tốt cho dai dai tiểu thư. Cô nói xong, cũng đã xoay người rời khỏi, mỉm cười đi về phía phòng bếp. Trang hạo nhiên lại liếc nhìn bóng lưng khả hinh. Dai dai vừa nếm món tôm hùm vô cùng ngon miệng, vừa cầm ly uống một ngụm nhỏ rượu vang sủi bọt, cảm giác được khả hinh lựa chọn chai rượu này thực sự rất thích hợp, phối hợp với than nướng, Mùi vị mới cũng không hề lấn lướt mùi vị cũ, mà cùng với mùi vị của thịt tôm hùm tươi, làm nên một sự phối hợp không chê vào đâu được, thậm chí còn sinh ra một loại hương khí kỳ lạ, làm cho người ta không nén nổi mà say mê hướng về. Cô hết sức cảm động gật đầu, cảm thấy mùi vị này thực sự rất tuyệt vời, mới cười nói: "Từ lúc nãy đến bây giờ, tim đều không yên ổn, có lời gì muốn nói với cô ấy, liền nói với cô ấy đi, ví dụ như hôm nay anh không có đưa em trở về, anh rất xin lỗi." Trang Hạo Nhiên sừng sốt nhìn dai dai. Dai dai cũng mỉm cười nhìn Trang Hạo Nhiên, tươi cười hiểu rõ, làm cho cô càng xúc động và xinh đẹp, nói đi đi, mau cùng cô ấy tâm sự. Nhìn anh có vẻ đã buồn bực thật lâu rồi. Có sao, Trang Hạo Nhiên chỉ cười cười, liền nâng rượu lên uống. chương 549, mời. Dai dai nhìn anh, chỉ mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa. Không lâu sau, Đường Khả Hinh tiếp tục cùng hai nhân viên phục vụ mang thức ăn lên cho khách, những món ăn ngon mới mẻ độc đáo, khiến con người ta phải nuốt nước bọt. Hiếm khi khẩu vị của dai dai tăng cao, không ngừng thưởng thức món ăn ngon, lại uống thêm một hớp rượu đỏ. Trang Hạo Nhiên ngồi bên cạnh, mỉm cười nhắc nhở cô, em uống ít một chút, chút nữa say thì phải làm sao. Vậy anh cõng em về nhà. Hôm nay dai dai vô cùng vui vẻ, hai má đỏ ửng, hai tròng mắt lóe ra tiêm mập mở quyến rũ nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên chỉ cười, bất đắc dĩ nói, em chắc chắn để cho anh đi vào trong nhà sao. Đường Khả Hinh tiếp tục mỉm cười, trên những chiếc ly đế cao của các vị khách, rót thêm một chút rượu Henry Pino màu đỏ tươi, nhìn giống như ánh sáng của đá quý, chiếu lấp lánh, tâm tình của cô dần dần tốt lên. Dài dài lặng lẽ cười, do dự một chút mới ngẩng đầu, nghiêng mặt, dường như hơi say nhìn đường Khả Hinh nói, Khả Hinh. Hả, đường Khả Hinh nâng ly rượu đi tới trước mặt Trang Hạo Nhiên, rót rượu cho anh, nhẹ giọng trả lời. Tối nay chúng tôi có một buổi tiệc nhỏ, chỉ có chúng tôi và một số bạn bè tốt của Hạo Nhiên ở Cambridge, hay là cô cũng đến cùng chúng tôi đi, càng đông càng vui. Dai dai ngẩng đầu, mỉm cười nói với Khả Hinh. Trang Hạo Nhiên vừa nghe, hai mắt lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía đường Khả Hinh. Khả Hinh đầu tiên vô cùng sửng sốt, nghĩ một lúc mới cười nói, tôi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy. Cảm ơn cô đã mời, tôi và bạn bè của mọi người không quá quen thuộc vẫn là không nên đi trang hạo nhiên lại ngẩng đầu nhìn về phía cô nhẹ giọng nói đi đi tối nay anh đến đón em chỉ có một số bạn thân của anh và dai dai thôi không cần đâu đường khả hinh lại mỉm cười từ chối sau đó nhìn về bàn ăn hướng tới các vị khách nói món ăn đã mang lên đầy đủ mời mọi người thong thả dùng bữa cô nói xong liền xoay người nhìn thấy cả trong lẫn ngoài phòng ăn khách đã ít dần chỉ còn một số vị khách đang ngồi. Sophie và Zoe đang rất bận rộn, cô nhanh chóng đi đến bên một bàn ăn, dọn dẹp chén đĩa. Trang hạo nhiên ngồi ở một bên, quay mặt sang nhìn bóng lưng bận rộn của đường khả hình, suy nghĩ một lúc, liền nói với mọi người x Kim. Nói xong liền đứng lên đi về hướng đường khả hình. Đường khả hình nhanh chóng đem ba chiếc đĩa đặt vào xe thức ăn, lại đem các loại ly chén đặt vào chiếc rổ phía trong của xe thức ăn, muốn nhanh chóng mang chén đĩa cho DIY rửa sạch bỗng một bóng đen đến gần bàn ăn. Đường khả hình sửng sốt ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên mỉm cười đang đứng đối diện bàn ăn, nhìn mình, có lẽ do uống rượu, đôi mắt anh bộc lộ một chút dịu dàng, khuôn mặt nghiêm nghị của anh càng lộ ra sức hấp dẫn mê người. Một làn gió nhẹ thổi qua, cổ áo sơ mi của anh mở ra, lộ ra bên trong một làn da gợi cảm, tỏa ra hơi thở đàn ông mãnh liệt. Cô dịu dàng nhìn anh, không nhịn được cười nói, làm sao vậy? Trang Hạo Nhiên không nói gì, chỉ hơi khom người cùng cô thu dọn hai cái chén trên bàn ăn. Anh đừng động vào, sẽ bẩn tay đấy. Đường khả hình nhanh chóng đẩy tay anh ra, sau đó cầm lên hai cái chén đặt vào trong xe thức ăn. Đi đi, tối nay đến bữa tiệc nhé. Trang hạo nhiên nhìn cô, nhẹ giọng nói. Không đi, đường khả hình nhẹ nhàng từ chối, mỉm cười thu dọn chiếc khăn trải bàn màu tím, cũng nhẹ giọng nói, em vẫn còn đang trong thời gian thi hầu rượu, nghe mấy người bọn anh trò chuyện bằng tiếng Anh thỉnh thoảng em có thể hiểu một số câu, đều là cùng nhau nói một số vấn đề cao siêu, còn nói đến cái gì về kinh tế và tư duy hiện đại. Bạn bè của anh không phải học ở Harvard thì cũng là Cambridge, làm sao em dám tới bữa tiệc cùng bạn bè anh, đến đó em biết nói chuyện gì? Chẳng lẽ nói chuyện về rượu đỏ? Những người này đều là bạn bè tốt nhất của anh, anh muốn giới thiệu với bọn họ biết, bảo bối của anh rất tuyệt vời. Trang hạo nhiên thật tâm nhìn cô nói. Đường khả hình im lặng không lên tiếng, đặt khăn trải bàn ngay ngắn trên bàn ăn mới nói hay là em không đi anh có chị dai dai đi cùng rồi còn kêu em đi làm gì nữa đi mà trang hạo nhiên nhìn đường khả hình nhẹ khẩn cầu được không cùng đi đi anh khẳng định bạn bè của anh sẽ rất thích em không đi đâu đường khả hình xoay người muốn đẩy xe thức ăn đi trang hạo nhiên vội vã sốt ruột tiến lên nhẹ nắm cánh tay của cô kêu một tiếng bảo bối đường khả hình giật mình dừng lại. Trang hạo nhiên muốn nói tiếp, tiếng điện thoại lại vang lên, anh kỳ quái nhận điện thoại, là điện thoại của cố di, liền nhấn nút nghe cố di. Đường khả hình nghe giọng nói của anh, không nói nhiều liền muốn rời khỏi. Thoáng cái trang hạo nhiên lại nắm chặt cánh tay của cô, không cho phép cô đi, bình tĩnh nói với cố di, bây giờ anh không ở London. Em chăm sóc đứa nhỏ cẩn thận một chút, được lúc nào anh về rồi gặp. Đường khả hình quay đầu nhìn trang hạo nhiên, đột nhiên cười, nói, em quên mất, anh không những có chị dai dai mà còn có cả cố di tiểu thư. Em nói cái gì vậy? Trang hạo nhiên đột nhiên cười, nhìn đường khả hinh nói, anh và cố di không có quan hệ gì cả. Không có quan hệ gì, không phải hai người còn muốn kết hôn sao? Không phải cô ấy còn đang mang thai? Đường khả hinh kỳ quái nhìn anh nói. Ai nói anh muốn kết hôn? Cô ấy đúng là đang mang thai, nhưng không có quan hệ gì tới anh. Trang hạo nhiên nhìn cô nói không thể nào, báo chí đều viết như vậy, đường khả Hinh kinh ngạc nói. Chỉ cần không phải là trang hạo nhiên anh thừa nhận, báo chí viết cái gì đều không phải, trang hạo nhiên mạnh mẽ nhìn thẳng vào cô nói. Đường khả Hinh im lặng một lúc, mới ngẩng đầu nhìn anh cười nói, hóa ra là như vậy. Thực chất anh và cố di tiểu thư không có quan hệ gì cho nên mới cùng chị dai dai thành một đôi. Đồ đáng ghét, thiếu chút nữa đem giày của em mua cho người khác anh và em nói chuyện thật không thể thuận lợi được, sao chuyện gì em cũng quy thành một chuyện như vậy. Trang Hạo Nhiên đột nhiên cười rộ lên nói. Em không có được thông minh như anh, khi nào ăn xong, em sẽ tới tính tiền. Đường Khả Hinh nhẹ thoát ra khỏi tay anh, liền muốn đi vào trong. Ôi, Trang Hạo Nhiên đứng tại chỗ, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng của cô. Dài dài ngồi một bên, vừa uống một hớp rượu đỏ, vừa nhìn theo hướng Trang Hạo Nhiên, mỉm cười. Thời gian chậm chậm trôi qua, dài dài cùng Trang Hạo Nhiên, còn có một số bạn bè tốt cùng nhau thưởng thức bữa ăn, cho đến 2 giờ chiều, bọn họ mới hăng hái đứng dậy tạm biệt. Đường Khả Hinh cùng Alan đồng thời đi ra bên ngoài phòng ăn, tiễn mấy vị khách này rời khỏi. Hoan nghênh mọi người lần sau lại ghé qua, đường Khả Hinh nhìn dai dai cùng Trang Hạo Nhiên và bạn bè của anh, vô cùng lễ phép và nhiệt tình cười nói. Khả Hinh, dai dai dường như hơi say, tựa trong ngực Trang Hạo Nhiên, cảm động nhìn cô cười nói, hôm nay cảm ơn cô đã chiêu đãi chúng tôi một bữa thật ngon, có thể biết được một người bạn nữ của Trang Hạo Nhiên thật không dễ dàng. Chị đừng khách khí, nếu có thời gian hãy đến thường xuyên, tôi mời chị uống rượu. Đường Khả Hinh nhìn dai dai, chân thành nói. Được, dai dai gật đầu. Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng ôm lấy dai dai, lại lặng lẽ nhìn đường Khả Hinh và Alan đứng chung một chỗ, lộ ra nụ cười vui vẻ, anh cũng đành phải cười nói, chúng ta đi. Được, đường khả hình và Alan tiến bọn họ một đoạn đi qua cây cầu nhỏ. Trang hạo nhiên lo lắng ôm dai dai lên xe, phát hiện hôm nay cô uống hơi nhiều rượu, gương mặt đỏ dần, cô có một thói quen, chỉ cần uống rượu liền sốt nhẹ, anh lo lắng vươn tay đặt nhẹ lên chán cô, nói, không sao chứ. Không có việc gì, dai dai nhìn anh, cười nói. Trang hạo nhiên không lên tiếng, ôm dai dai đặt nhẹ lên xe thể thao cúi người xuống thắt dây an toàn cho cô. Đường khả hình lặng lẽ nhìn anh dịu dàng chăm sóc cho dai dai, nhẹ nhàng thở ra, đôi mắt bất động. Trang hạo nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn đường khả hình một cái, lại nhìn Alan đứng bên cạnh, không nói gì nữa mà cùng bạn bè ngồi lên xe đua, nhẹ mở khóa nổ máy xe, chậm chạp rời đi. Đường khả hình đứng dưới cây quế, nhìn chiếc xe thể thao chậm chạp rời khỏi, hai tròng mắt cô lóe lên tia dịu dàng tươi cười, nhẹ nhàng xoay người lặng lẽ trở về phòng ăn. Alan đứng tại chỗ, Nhìn bóng lưng cô đơn của Đường Khả Hinh, không biết cô có tâm sự hay không, dù vui vẻ hay là không vui, bóng lưng của cô đều cô đơn như vậy. Hôm nay phòng ăn rất bận rộn, khách khứa đến liên tục, còn có một số vị khách uống không ít rượu đỏ. Đường Khả Hinh phải không ngừng chạy qua chạy lại giữa phòng ăn và hầm rượu, gương mặt luôn mỉm cười khi phục vụ. Mãi cho đến 9 giờ tối, khi mặt trăng đã lên cao, trời lạnh dần, khách khứa mới thưa dần, rốt cuộc cô mới được thở phào nhẹ nhõm cô đứng trước cửa sổ mở rộng nhìn sophie cùng niky còn có bruce đang rối rít vội vàng dọn dẹp chén đĩa mọi người đều có vẻ mệt mỏi cô lại thở ra một hơi đi tới lan can ngồi xuống đưa tay lau mồ hôi trên trán lúc này cậu bé mic lặng lẽ đi ra có chút mệt mỏi nhìn đường khả hinh đường khả hinh nhìn cậu bé lập tức cười rộ lên nói rất mệt phải không Mick lập tức gật đầu đến đây chị tắm rửa cho em đường khả hinh đứng lên muốn dắt mic đi vào trong, lại nhìn thấy bờ bên kia sông lóe lên ánh đèn, cô sửng sốt xoay người, nhìn về phía chiếc xe con màu đen vô cùng xa hoa có rẻm che nói, giờ này rồi, không phải là có khách chứ. Từ bên trong chiếc siêu xe đi ra là một người phụ nữ phương đông khoảng tầm 30 tuổi. Cô mặc một bộ đồng phục váy màu đen, trong tay bê hai chiếc hộp, mỉm cười hướng phòng ăn đi tới. Tất cả mọi người trong phòng ăn đều tò mò nhìn cô, Khả Hinh cũng sững sờ nhìn cô xin hỏi vị nào là tiểu thư đường khả hinh người phụ nữ kia tay bưng chiếc hộp bước đi trên mặt cỏ mềm mại mỉm cười đi tới đường khả hinh sửng sốt chậm chạp tiến lên phía trước khó hiểu đáp chính là tôi người phụ nữ nhìn đường khả hinh lập tức mỉm cười nói đêm nay tổng giám đốc trang có một buổi tiệc nhỏ cùng bạn bè muốn mời cô cùng tham gia bởi vì ngài ấy còn phải tiếp đón bạn bè không thể đến đón cô cho nên cố ý bảo tôi mang váy cùng giày cao gót tới cho cô mong cô tranh thủ thời gian thay đổi quần áo cùng tôi khởi hành. a à, đường khả hình hoảng hốt la lên nói không phải tôi đã nói là không đi rồi sao người phụ nữ không nói lời nào chỉ mỉm cười đặt hai chiếc hộp trên bàn ăn sau đó nói tôi chờ cô bên ngoài mong cô nhanh chóng chưa nói hết lời cô ấy đã rời khỏi phòng ăn a à, đường khả hình đi tới hai chiếc hộp trước mặt nhìn người phụ nữ kia đã đi xa quả nhiên cô ấy đang đứng cạnh chiếc xe đứng vô cùng lịch sự cô trợn tròn mắt nhìn. Chào ôi, váy dạ hội, tiếp này tôi chưa từng thấy qua váy dạ hội, rồi y vô cùng kích động đi lên phía trước, đầu tiên là nhanh chóng mở hai chiếc hộp kia ra, liền thấy bên trong có một chiếc váy dự tiệc màu trắng được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp xinh đẹp. Hai mắt cô mở to, kinh ngạc kêu, chiếc váy thật là đẹp. Đường khả hình không nói gì, mệt mỏi liếc mắt nhìn chiếc váy kia, thở dài nói, thật sự tôi không muốn đi. Đi đi, chỉ là một buổi tiệc nhỏ thôi mà, cũng không phải tiệc khiêu vũ. y cười đem cái hộp nhỏ nhét vào trong ngực cô rồi nói, sẽ không có chuyện cô bé lọ lem như xưa nữa. Mặc dù nơi này là Anh Quốc, sẽ có hoàng tử. Phúc, đường khả hình nhịn không được cười rộ lên, ôm cái hộp nhỏ kia, nhìn nhãn hiệu quen thuộc Nunu, cô đột nhiên sửng sốt, vươn tay mở nhẹ nắp chiếc hộp màu xanh còn lại, bất ngờ nhìn thấy bên trong là đôi giày múa có hai con chuồn chuồn xanh biếc khéo léo cùng sống động nằm trong chiếc hộp như đang chìm trong giấc mộng, mờ ảo như trong những câu chuyện cổ tích, cô thở dốc vì kinh ngạc, mở to mắt hoảng hốt la lên, a à, chuồn chuồn xanh của tôi, chấm than ngoặc kép, chương 550, mặt trăng, treo trên cao. Mặt trăng, treo trên cao. Rừng cây đước đón gió nhẹ nhàng rung rinh theo chiều gió, đong đưa lay động, có chút lạnh. Một chiếc xe con màu đen, lướt qua giữa đêm đen. Đường khả hình mặc chiếc váy cúp ngực màu trắng ngắn tới gối, ngồi sau xe, lộ ra xương bả vai trắng tuyết, tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, lộ ra khuôn mặt trái xoan hoàn mỹ, đôi mắt thủy tinh long lanh trong suốt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe, tay có chút căng thẳng cầm lấy chiếc túi sách đính ngọc trai. Cô gái ngồi trên ghế lái phụ, mỉm cười quay đầu nhìn cô một cái, lại tiếp tục nhìn xe của phía trước, đã dọc theo một con đường lớn hoa anh đào nào đó chạy thẳng về phía trước, lướt qua trùng trùng điệp điệp những công trình kiến trúc cổ, phía trước loáng thoáng xuất hiện vài khu nhà ở có hoa viên nằm riêng biệt. Đường khả Hinh nhẹ thở một hơi, cầm túi sách đính ngọc trai của mình, hơi nghiêng người về phía trước, nhìn xuống đôi giày múa màu trắng dưới chân, mặt trên là hai con chuồn chuồn xanh, trong bóng đêm, dường như vẫn cảm giác được nó đang lấp lánh nhảy múa, khuôn mặt cô thoáng qua một chút vui vẻ tươi cười, lại nghi ngờ trang hạo nhiên sao có thể mua đôi giày này cho mình. Anh biết mình thích sao? Hay đây chỉ là sự trùng hợp? Cô vẫn không hiểu, khẽ cắn môi dưới, hai chân bước lên phía trước, lại liếc mắt nhìn đôi giày đế bằng màu trắng kia, chuồn chuồn xanh kia, thực sự rất đáng yêu rất dễ thương, cô nhịn không được lại mỉm cười, lại nhớ tới Trang Hạo Nhiên. Đến nơi rồi, cô gái phía trước mỉm cười nói. Đường khả hình nghe, lập tức ngẩng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, xe dừng trước một biệt thự riêng nhỏ, đèn đuốc trong biệt thự sáng trưng, trước mặt trên thảm cỏ rộng, có hơn 10 vị khách nam nữ Âu Mỹ trang phục yêu nhã đang đứng, bọn họ sôi nổi nâng ly, trong tiếng đàn violin êm ái, nhẹ giọng nói cười, xa xa giữa hồ bơi, dập dờn những gợn sóng nhỏ lăn tan xanh thẳm, nhìn thấy có rất nhiều nhân viên tạp vụ, nhộn nhịp đi ra đi vào, chuẩn bị rượu cùng món ăn ngon. Cô sửng sốt, lập tức cầm chặt túi sách, có chút lo lắng. Đường tiểu thư, xin mời, tài xế tự mình xuống xe, mở cửa xe cho cô. Đường khả hình hai mắt chuyển động, do dự một hồi, mới cầm túi sách ngọc trai, nhẹ không người, bước ra khỏi chiếc xe thể thao, cô gái phía trước lập tức đưa tới một chiếc áo âu phục màu đen, trước cổ áo được trang trí một đóa hoa phượng vĩ màu xanh đậm, nhẹ khoác lên trên bả vai cô, liền mỉm cười nói, đường tiểu thư, mời đi theo tôi. Đường khả hình nhìn cô một cái, khẽ gật đầu, tay kéo cổ áo âu phục trên vai, liền cầm túi sách, dẫm lên bãi cỏ có chút ẩm ướt, đi về phía hàng rào chắn màu đen của căn biệt thự nhỏ. Quản gia biệt thự, một người đàn ông Anh quốc tuổi chừng 50, Nhìn thấy Đường Khả Hinh, lập tức khéo léo và lịch sự mở cửa, mỉm cười mời cô đi vào. Đường Khả Hinh vốn tưởng rằng Trang Hạo Nhiên sẽ ra đón mình, thế nhưng anh lại có thể để cho cô một thân một mình đi vào một nơi xa lạ, mặt cô ửng hồng, sau khi nói cảm ơn, đành phải cố gắng đến cùng, đi vào bên trong. Toàn bộ hơn 20 vị khách nam thanh nữ tú trong hoa viên sôi nổi khác thường nhưng mặt, nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lập tức có cảm giác bị cô lập, có chút khiếp sợ ngẩng đầu. Ánh mắt hoang mang nhìn mọi người, mỉm cười chào hỏi cũng không dám, chỉ hơi lưu chuyển ánh mắt, nhìn xung quanh hoa viên, bàn ăn dài, mặt trên đặt rất nhiều món ăn được chế biến hết sức công phu, tinh xảo, thế nhưng trang hạo nhiên đâu? Ha ha ha, trên lầu truyền đến một trận tiếng cười sang sảng. Đường Khả hình lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía tầng 2 biệt thự. Quản gia nhanh chóng bước qua phòng khách xa hoa thiết kế theo phong cách cổ điển, im lặng đi lên tầng 2 lập tức nhìn thấy dưới chùm đèn thủy tinh kiểu âu trói mắt trong phòng tiếp khách có vài người đàn ông anh quốc đang ngồi ngồi ở vị trí đầu tiên là trang hạo nhiên mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng bên trong cổ áo hé mở khẽ dính vào trước hầu kết anh hết sức gợi cảm còn dai dai tối nay mặc một chiếc váy dài cúp ngực màu tím sậm tóc thắt bím khẽ buông xuống phối hợp với sợi dây chuyền đá quý màu đen mà trang hạo nhiên rất thích ngồi trước tay cầm ghế của trang hạo nhiên cùng mọi người nói chuyện cười rộ lên Quản gia lập tức đi tới bên cạnh Trang Hạo Nhiên, cúi người xuống bên tai anh, nhỏ giọng thì thầm nói câu gì đó. Đến rồi sao? Trang Hạo Nhiên ngạc nhiên vui mừng nhìn Quản gia, liền lập tức đứng lên, khơi cài nút áo âu phục, cùng dai dai tươi cười đi xuống dưới lầu. Bởi vì đêm nay bọn họ cùng nhau tổ chức bữa tiệc gặp mặt nho nhỏ này là trên danh nghĩa nam nữ chủ nhân. Đường Khả Hinh đang đứng trước rào chắn, nhìn mọi người vẫn thì thầm to nhỏ như vậy, có chút giật mình nhìn lại bản thân mình mặt cô đỏ ửng, lập tức nắm chặt túi sách, muốn chạy trốn. Khả Hinh, một tiếng gọi sảng khoái mà nhẹ nhõm truyền đến. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu, nhìn thấy Trang Hạo Nhiên khí thế hiên ngang, đẹp trai nghiêm nghị, cùng với dai dai mặc váy dài cúp ngực, giống như do trời đất tạo thành, một đôi trai tài gái sắc hướng về phía mình đi tới, đôi mắt cô chợt lóe, nhìn anh sảng khoái tươi cười, nhớ tới vừa rồi còn cảm động vì anh đã mua cho mình đôi giày kia, thật là quá ngu ngốc đến đây lúc nào trang hạo nhiên nhìn đường khả hinh mặc chiếc váy dự tiệc do mình chọn bên ngoài khoác áo âu phục đen chân mang đôi giày múa màu trắng kia vô cùng vô cùng xinh đẹp anh hài lòng cười dài dài cũng nhẹ kéo theo cánh tay trang hạo nhiên bước đến liếc mắt một cái liền chú ý đến đôi giày múa có hai con chuồn chuồn xanh mà đường khả hinh đang đi kia đôi mắt cô có chút sướng sờ mà lại sáng ngời có vài giây phản ứng không kịp lúc phản ứng kịp cũng đã nhìn thấy trang hạo nhiên buông lỏng tay mình ra một mình đi về phía đường Khả Hinh, cô đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng của anh, đột nhiên cười, không nói gì lắc đầu nghĩ cái tên danh mãnh này. Khả Hinh tối nay thật xinh đẹp, Trang Hạo Nhiên yêu nhã mà nhanh chóng đi tới trước mặt đường Khả Hinh, vươn hai tay, nhẹ nắm bả vai cô, đôi mắt nóng bỏng nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt rơi vào đôi giày múa của cô, tươi cười nói đôi giày này thật là đẹp mắt, có thích không? Đường Khả Hinh im lặng nhìn anh, hai tròng mắt lại thoáng qua một chút khó hiểu, lại có chút tức giận nói làm sao anh biết em thích đôi giày này trang hạo nhiên trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn đường khả hình có chút sững sờ nói em không thích sao đường khả hình nhíu mày nhìn anh cầm chặt chiếc túi sách ngọc trai anh chỉ là cảm thấy đôi giày này rất thích hợp với bộ váy dự tiệc của em mới mua cho em thôi trang hạo nhiên lại vui vẻ nhìn đôi giày kia cười rộ lên đường khả hình trợn mắt nhìn anh dai Gai vẻ mặt bất đắc dĩ mỉm cười đi tới nhìn về phía trang hạo nhiên đôi mắt bộc lộ ánh nhìn rằng chính mình bị anh lừa trang hạo nhiên lại hết sức thản nhiên nhìn cô cười nói em mang đôi giày kia thực sự không đẹp thôi đường khả hinh lại lập tức đỏ mặt có chút xin lỗi nhìn về phía dai dai muốn giải thích nói chị dai dai xin lỗi tôi dai dai vui sướng mỉm cười nhìn cô nói không có việc gì chỉ là một đôi giày thôi dù cho tôi mua nếu như cô thích Tôi còn có thể tặng cho cô, không nghĩ đến có một số người lại danh mãnh như thế." Trang Hạo Nhiên chỉ cười, sau đó đi lên phía trước, vươn tay nhẹ kéo tay Trang của Đường Khả Hinh xuống, đưa cho quản gia, liền nhẹ vịn vai cô, nói, "Đến là tốt rồi, hôm nay em thật xinh đẹp, đến đây anh dẫn em đi gặp những người bạn tốt của anh." Anh nói xong, liền dắt Đường Khả Hinh đi về phía bạn bè khách mời. Đường Khả Hinh lại đỏ mặt, nhẹ dừng bước chân, có chút xấu hổ. Trang Hạo Nhiên cũng tạm dừng bước chân, cúi xuống, mỉm cười nhìn cô, nói, sao vậy? Em, hay là em không đi, em đứng bên cạnh chị dai dai. Đường Khả Hinh có chút xấu hổ nói. Anh tối nay rất bận, em sẽ có rất nhiều thời gian đứng bên cạnh cô ấy. Không cần lo lắng, Trang Hạo Nhiên cười nói xong, liền vươn tay đỡ hông cô, ngón tay khẽ đặt ở bụng cô, nắm chặt. Đường Khả Hinh lập tức cảm thấy ngứa ngáy, mặt bừng bừng đỏ, tim bỗng nhiên đập thật nhanh. JOCY, Trang Hạo Nhiên cười đỡ đường khả Hinh đi về phía người bạn Anh Quốc tốt nhất của mình, cũng là bạn học ở Harvard, hiện tại đang làm việc quốc hội ở Anh Quốc, thường mang đến cho Trang Hạo Nhiên một vài tin tình báo đáng tin cậy. Anh mỉm cười nhìn bạn tốt, nhẹ ôm lấy đường khả Hinh, dùng tiếng Anh giới thiệu nói Tis me baby. Kê sinh, khả Hinh, đây là bạn tốt nhất của anh, JOCY. JOCY, một người đàn ông tác phong nhanh nhẹn, mặc âu phục đen, nhẹ nhàng, Mang theo hơi thở của một đàn ông phong độ, lịch hiệp nước Anh, ánh mắt sâu xa nhìn về phía Đường Khả Hinh, cười rộ lên, kêu nhỏ, "Hi. Night to omit you. Night to you, Đường Khả Hinh có chút lúng túng đỏ mặt khẽ gật đầu, đáp nhẹ. Đến đây, Trang Hạo Nhiên không để ý đến ánh mắt kỳ dị của JOCY, lại nhẹ ôm lấy Đường Khả Hinh, đi về phía một người bạn khác. Một vài người bạn học nữ ở Harvard, sôi nổi nâng ly, nhiệt tình nhìn về phía Đường Khả Hinh nở nụ cười chào hỏi, hi. Hi, đường khả hình nhìn bọn họ, vẫn có chút căng thẳng mỉm cười gật đầu. Trang hạo nhiên lại dẫn đường khả hình đi đến giới thiệu với từng nhóm bạn thân của mình. Dài dài cầm ly rượu đỏ, im lặng cùng lạnh nhạt hướng dưới gốc cây liễu đi tới, nhìn trang hạo nhiên nhẹ ôm lấy đường khả hình đi về phía bạn bè giới thiệu, tinh thần đều hết sức cởi mở và vui vẻ, không giống như lúc đường khả hình chưa tới. Anh nói vài câu, rồi lại cười, mắt liếc trộm đồng hồ đeo tay. Cô có chút bất đắc dĩ cười, lại nhìn Trang Hạo Nhiên dẫn đường Khả Hinh đi vào trong biệt thự, giới thiệu cho cô biết những người bạn chính trị ở Anh Quốc của mình. Cô cứ nhàn nhạt, nhạt nhìn Trang Hạo Nhiên đỡ đường Khả Hinh đi vào phòng khách, lại quay mặt sang, đôi mắt bộc lộ vài phần buồn phiền mỉm cười. Sau khi Trang Hạo Nhiên dẫn đường Khả Hinh chào hỏi bạn bè xong, lại nghe nói có vài người bạn mới đến, anh vẫn luôn rất hiếu khách, để dai dai chăm sóc cho đường Khả Hinh, mình lại đi gặp những bạn bè mới đến. Đường khả hình há hốc mồm nhìn Trang Hạo Nhiên cứ như vậy bỏ lại mình, cùng với các bạn bè cũng ngạc nhiên vui mừng bắt tay tụ họp vui vẻ cười, không biết có bao nhiêu là vui vẻ, cô ngây ngô cười một hồi, vừa lúc nãy qua đây, còn nghĩ người này có thể nói về đôi giày này hay không, hoặc là nói một vài lời cảm động, thực tế là mình suy nghĩ nhiều rồi. Cô tức giận đến mặt có chút phồng lên. Dài dài dường như hiểu được đường khả hình đang nghĩ gì, một mình bất đắc dĩ mỉm cười nói, không nên tức giận, anh ấy chính là như vậy. Đường khả hình sửng sốt quay mặt sang, nhìn cô. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 550.